Có thay đổi về thứ tự chương nhưng chuyện vẫn tiếp tục. Đại Hào Môn. Chương 1098, Giao Long Chi Lực. Phốc, Thiên Tuyệt đạo nhân ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, lập tức hóa thành điểm điểm huyết vụ, bị giữa không trung lơ lửng Bá Long Tỷ toàn bộ hút thu vào. Họ Trịnh tu sĩ cùng Mao sư đệ liếc nhau, âm thầm cắn răng một cái, cũng riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành huyết vụ, bị màu đen ấn tỷ hấp thu. Nguyên bản đen nhánh ấn tỷ mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra một tầng tươi hào quang màu đỏ, huyết tinh chi khí đại thịnh. Cách đó không xa Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, hiện lên một vòng vẻ giật mình. Bá Long Tỷ phía trên lộ ra cỗ này huyết tinh, mang theo nói không nên lời tà mị chi khí, dĩ nhiên khiến phải thần hồn của hắn cảm giác sâu sắc bất an. Xem ra cái này Bá Long Tỷ không chỉ là giết chóc quá nặng, bản thân chất liệu cùng tế luyện chi pháp, chính là tà ma ngoại đạo. Không phải, lấy Tiêu Phàm hạo nhiên chính khí hùng hậu, phổ thông giết chóc sát khí, quyết không đến mức để hắn thần hồn bất an. Một ngụm máu tươi phun ra về sau, Thiên Tuyệt đạo nhân sư huynh đệ ba người đều sắc mặt trắng nhợt, hai mắt lại càng thêm đỏ tươi ướt át. Chấn, Thiên Tuyệt đạo nhân tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ như kích, hướng không trung huyết quang mịt mờ màu đen ấn tỉ một điểm, bạo quát to một tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong chốc lát bầu trời vì đó tối sầm lại, bốn phía thiên địa nguyên khí cuồn cuộn không tuyệt hướng Bá Long Tỷ bên trong cuồn cuộn mà đi, nguyên bản nghìn dặm tình không lập tức trở nên đen kịt, tựa hồ lập tức liền muốn mưa như chút nước. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy quanh người không khí khoảnh khắc trở nên sền sệt vô so, phảng phất hãm thân tại đầm lớn máu tươi bên trong, mùi máu tanh làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Huyết quang mịt mờ Bá Long Tỷ ầm ầm mãnh kích mà hạ. Sền sệt không khí không ngừng vặn vẹo, phát ra độc xà thổ tín khủng bố thanh âm. Cái này phòng chế cực phẩm bảo vật, nháy mắt bộc phát ra so với bình thường pháp bảo cực phẩm còn phải cường đại hơn nhiều uy năng, khó trách Thiên Tuyệt đạo nhân đối nó ký thác kỳ vọng. Tiêu Phàm gấp nhìn chằm chằm không trung màu đen ấn tỷ, sắc mặt nghiêm túc. Tật, hư giữa không trung, 24 chuôi màu xanh đoản kiếm nổi lên, quay tít một vòng. Hóa thành một đóa màu xanh hoa sen, hướng về ầm ầm chấn áp mà dưới màu đen ấn tỷ nghênh kích đi lên, trong nháy mắt màu đen ấn tỷ cùng màu xanh hoa sen liền đụng vào nhau. Một trận, suy suy, chỉ tiếng vang lên, kiếm mang màu xanh lướt qua, lớn gần trượng màu đen ấn tỷ bên trên xuất hiện từng đạo màu trắng vết dạn. Nhưng Tiêu Phàm còn đến không kịp cao hứng, chỉ thấy những cái kia vết dạn liền lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ cực nhanh khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Ầm vang, một tiếng, tại Bá Long Tỷ trọng áp phía dưới, màu xanh hoa sen hóa thành 24 chuôi lợi kiếm, tứ tán bắn ra. Vảy rồng kiếm trận đệ nhất trọng đã phá, tiểu bối, không biết trời cao đất rộng, Thiên Tuyệt đạo nhân thấy thế đại hỉ, nhe răng cười một tiếng. Chỉ một ngón tay màu đen ấn tỉ, ầm ầm chấn áp mà hạ. Vù vù, 24 chuôi màu xanh vảy rồng kiếm, lại trong hư không nổi lên, ngay sau đó, tạo thành đệ tam trọng kiếm trận 24 chuôi vảy rồng kiếm cũng xông ra. Tiêu Phàm tay khẽ vẫy, tứ tán bay khỏi đệ nhất trọng 24 chuôi vảy rồng kiếm cũng nhao nhao bay vụt mà quay về. Trong lúc nhất thời, trong hư không thanh quang chớp loạn, kiếm ảnh tung hoành. 72 chuôi màu xanh đoản kiếm ở giữa không trung quay tròn loạn chuyển, trong nháy mắt hóa thành một đóa to lớn thanh liên. Phi tốc xoay tròn lấy, bỗng nhiên nâng chấn áp xuống màu đen ấn tỷ. Phá, Thiên Tuyệt đạo nhân giận dữ, năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết phi tốc đánh vào màu đen ấn tỷ bên trong, lập tức hắc mang đại phóng, màu đen ấn tỷ bên trên lộ ra càng thêm khổng lồ áp lực. Dốc hết toàn lực muốn chấn áp mà xuống, thanh liên lại không nhúc nhích chút nào, một trận thanh mang lấp lánh về sau, ngược lại chậm rãi đem màu đen ấn tỷ đi lên nâng lên. Lẽ nào lại như vậy? Lần này, Thiên Tuyệt đạo nhân là thật nhìn không rõ. Tiểu tử này rõ ràng chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, so với mình còn thấp một cảnh giới, coi như hắn rất nghịch thiên, căn cơ lại nện vững chắc, tối đa cũng chỉ là cùng pháp lực mình tương đương mà thôi, bây giờ mình ba người hợp lực, lấy cứng trọi cứng. Lại còn là bị hắn ngạnh sinh sinh đứng vững. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là trong lúc này, sớm đã là đâm lao phải theo lao. Thiên Tuyệt đạo nhân bỗng nhiên cắn răng một cái, lần nữa há miệng, lại phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành từng tia huyết vụ, chui vào Bá Long Tỷ bên trong. Họ Trịnh tu sĩ cùng Mao sư đệ cũng dập khuôn máy móc, phun ra máu tươi, cường hóa Bá Long Tỷ uy năng. Sư huynh đệ ba người sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Dạng này liên tiếp phun ra tinh huyết, rất rõ ràng đã thương tới đến bản mệnh chân nguyên, chỉ sợ một trận chiến này coi như có thể thủ thắng, qua đi cũng sẽ bệnh nặng một trận, chí ít cần hơn mấy tháng tĩnh dưỡng mới có thể phục hồi như cũ.
Nguyên vốn đã ảm đạm màu đen ấn tỷ bên ngoài, lại một lần nữa huyết quang đại phóng. Thiên Tuyệt đạo nhân lại cổ tay khẽ đảo, móc ra một tấm màu đen phù lục. Tờ phù lục này nhìn qua 10 điểm cổ xưa tàn tạ, nhưng vừa lấy ra, lập tức liền để mọi người kìm lòng không đặng dùng mình một cái. Tiêu Phàm từ chương này tàn tạ phù lục bên trong cảm nhận được một loại nào đó cực độ oán khí cùng không cam lòng, không hề nghi ngờ, đây không phải một chương phổ thông phù lục, mà là lấy ma đạo hoặc là quỷ đạo công pháp, cưỡng ép lấy hồn phách loại hình luyện chế ra đến quỷ dị phù lục. Từ kia phù lục bên trong truyền đến yêu nghiệt chi khí để phán đoán, hẳn không phải là nhân loại tu sĩ tinh hồn tế luyện mà thành, mà là yêu thú loại hình tinh hồn. Thiên Tuyệt đạo nhân há mồm cắn nát ngón trỏ tay phải, máu tươi tuôn ra, vội vã tại trên bùa chú một trận viết, màu đen phù lục mặt ngoài trong chốc lát máu lóng lánh, tất cả tinh huyết đều bị phù lục hút vào, nguyên bản màu đen phù lục, đảo mắt biến thành huyết hồng sắc. Đi, Thiên Tuyệt đạo nhân hai mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm, chốc lát, hét lớn một tiếng. Kia phù lục bay dương mà lên, rung rinh bay đi, vô thanh vô tức dán tại màu đen ấn tỷ phía trên, huyết quang đại phóng. Đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm phát ra, chỉ thấy một đầu dài đến hơn 10 trượng màu đen giao long hư ảnh phóng lên tận trời, trên thân vảy rồng hồng mang lập lòe, như là bao trùm một tầng máu tươi, ở giữa không trung xoay quanh bay múa, so đèn lồng còn lớn long nhãn, gắt gao trừng Tiêu Phàm một chút, trong nháy mắt liền chui vào màu đen ấn tỷ bên trong, không thấy bóng dáng. Sau một khắc, bá long tỷ bên trên bộc phát ra cực kỳ khủng bố cự lực, mãnh hướng xuống chân áp tới. 72 chuôi vảy rồng kiếm tạo thành trung cực vảy rồng kiếm trận, lập tức phát ra ken két thanh âm, lập tức lộ ra chống đỡ hết nổi thái độ. Người có giao long chi lực, chẳng lẽ ta liền không có sao? Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, thân thể lắc một cái. Chỉ thấy chăm chú bao khỏa ở trên người hắn màu xanh chiến giáp trong chớp nhoáng bay vút lên trời, bá một tiếng, màu xanh đóa sen lớn nháy mắt giải thể, hóa thành 72 phiến nắm đấm lớn vảy rồng, hướng màu xanh chiến giáp bay đi. Trong khoảnh khắc cả hai liền hòa làm một thể. Đảo mắt màu xanh chiến giáp liền huyễn hóa thành một đầu dài đến hơn 10 trượng màu xanh giao long hư ảnh, ở giữa không trung dương nanh múa vuốt, hướng na màu đen ấn tỷ trợn mắt nhìn. Tiêu Phàm miệng hơi mở, một viên to lớn màu lam long châu bắn ra, lóng lánh xanh minh mang quang trạch, lóa mắt sinh huy, một cỗ rét căm căm khí tức tứ tán ra, cơ hồ đem nửa bầu trời đều nhuộm thành xanh minh mang nhan sắc. Ly thủy long châu, cái này sao có thể? Thiên Tuyệt đạo nhân không khỏi trợn mắt hốc mồm, nguyên bản trắng bệch như tờ giấy sắc mặt nháy mắt biến thành xanh xám sắc. Trong truyền thuyết Ly Thủy Long Châu, thân là động vật biển thợ săn, khẳng định nghe nói qua, cũng từ cổ tịch bên trên đọc được qua có quan hệ Ly Thủy Long Châu các loại miêu tả, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Mà lại, không phải từ giao long miệng bên trong phun ra, mà là từ một tên nhân loại tu sĩ miệng bên trong phun ra. Chẳng lẽ, Tiêu Phàm không phải nhân loại tu sĩ, vậy mà là giao long hóa hình mà thành? Còn không chờ bọn hắn nghĩ được rõ ràng, đầu kia dài đến hơn 10 trượng màu xanh giao long hư ảnh đã mãnh nhào tới, mở ra miệng rộng, cắn một cái vào quang mang bắn ra bốn phía Ly Thủy Long Châu. Chỉ thấy từng đạo xanh minh mang dòng nước lập tức tại giao long hư ảnh chảy xuôi mà qua, những nơi đi qua, tái sinh máu thịt, vảy rồng lập lòe, trong nháy mắt giao long hư ảnh liền biến thành thực thể. Một đầu dài hơn 10 trượng cự giao trong hư không hiện hình mà ra. Màu đen ấn tỷ đã ầm ầm đập mạnh mà hạ. Màu xanh giao long ngửa mặt lên trời gào to, tiếng long ngâm chấn động khắp nơi, thật dài giao đuôi bãi xuống, liền hướng về màu đen ấn tỷ nghinh kích đi lên, mở ra long chảo, một thanh liền tóm lấy kia huyết sắc mịt mở bá long tỷ. Lập tức màu xanh giao long toàn thân chấn động, huyễn hóa ra đến long chảo bên trên tràn ra từng đầu vết rạn. Rất hiển nhiên, bá long tỷ chiếm thượng phong, Thiên Tuyệt bọn người không khỏi nhẹ nhàng thở phào một cái. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, lại để bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy màu xanh giao long không chút do dự, thân thể một trận vặn vẹo, lập tức đem màu đen ấn tỷ chăm chú cuốn lấy. Vô luận màu đen ấn tỷ phía trên như thế nào huyết quang đại phóng, như thế nào cự lực mãnh liệt, đều bị màu xanh giao long quấn đến xít sao, lại cũng khó có thể hạ xuống một thước một tấc. Tiêu Phàm trên trán cũng chảy ra mồ hôi mịn. Trên bản chất, đầu này màu xanh giao long hay là vảy rồng kiếm trận, hắn nhất định phải đồng thời điều khiển 72 chuôi vảy rồng kiếm mới có thể chống đỡ màu đen ấn tỷ bá đạo. Mặc dù hắn thần niệm chi lực xa tại đồng bậc tu sĩ phía trên, một lúc sau, cũng rất cảm thấy phí sức. Nhất là bá long tỷ bên trên truyền ra đến kia cỗ huyết tinh sát khí, càng là nhất định phải thời thời khắc khắc bảo vệ thần trí của mình biển, nếu không không cẩn thận liền có khả năng bị nó ô nhiễm thần hồn. Song phương giữ lẫn nhau không dưới. Đúng lúc này, phong vân đột biến. Chỉ mỗi ngày tế trên trời cao,
truyền đến một tiếng cao vút bén nhọn chim hót, tràn đầy vô tận ngang ngược cùng tham lam chi ý, một cái điểm đen nho nhỏ, xuất hiện tại xa xôi thương khung biên giới. Khi tiếng thứ hai chim hót truyền đến thời điểm, cái này điểm đen nho nhỏ đã kinh biến đến mức có thể thấy rõ ràng. Tiếng thứ ba chim hót vang vọng, bên trên bầu trời đã biến sắc. Một đầu cự điểu, sắt mỏ ngân câu, dương cánh như mây, trường dài mười mấy trượng, màu xanh lông vũ từng chiếc như sắt, hung mãnh phi phàm. Nhất là đầu cánh phía trên kia một nắm lông chim màu bạc, lộ ra nhất là lóa mắt. Một cỗ khiến người hít thở không thông khí tức, uy áp mà hạ. Đại bàng biển, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Đại bàng biển mặc dù xem như so khá thường gặp trời chim, nhưng đầu này đại bàng biển lại rõ ràng không giống bình thường, lại có cấp 11 yêu cầm khí tức khủng bố. Cái này liền quá hiếm thấy. Đầu này đại bàng biển hiển nhiên cũng là bị ngay tại tiến giai hắc lân hút dẫn tới, sắc bén vô so ánh mắt, chỉ ở Tiêu Phàm cùng nhân loại tu sĩ trên mặt quét qua, liền dẫn tới, cuối cùng dừng lại tại vòng xoáy trung tâm ngủ say hắc lân trên thân, trong mắt lộ ra nhân cách hóa vẻ tham lam. Thiên Tuyệt đạo nhân giật mình về sau, liền là đại hỉ. Hắn nhìn ra được, hắc lân tại Tiêu Phàm trong suy nghĩ phân lượng rất nặng. Bây giờ lại tới một đầu tương đương với hóa hình trung kỳ trời chim. Lại nhìn họ Tiêu này tiểu bối, muốn ứng đối ra sao? Sợ hắn chính là ba đầu sáu tay, cũng ngăn cản không nổi. Chương 1099, nước khôi lỗi. Thiên Tuyệt đạo nhân còn đến không kịp cao hứng, lại một tiếng cao vút chim hót vang vọng, trước mắt mọi người trắng toan toát quang mang lóe lên, lập tức một cỗ ác phong càn quét mà lên, trong nháy mắt, một đầu dương cánh vài chục trượng to lớn xương chim, phóng lên tận trời, mang theo khí tức cực kỳ kinh khủng. Về phía chân trời đại bàng biển nghênh kích mà lên. Đây là vật gì? Thiên Tuyệt đạo nhân nhìn qua xương chim, ánh mắt lóe lên một vòng cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng đây là một bộ trời chim hình thái cơ quan khôi lỗi thú, nhưng lập tức ngay tại xương thân chim bên trên cảm nhận được một cỗ sinh cơ bừng bừng, mặc dù cỗ này sinh cơ mang theo một loại nào đó khí tức quỷ dị, lại hiển lộ rõ ràng ra xương chim thật sự là một loại nào đó sinh linh, không phải vô tri vô biết khôi lỗi. Chẳng lẽ là quỷ linh? Nghe nói một ít cao giai trời chim sau khi ngã xuống, cơ duyên xảo hợp, sẽ tại thi hài phía trên một lần nữa sinh ra thần thức, lại lần nữa tu luyện thành hình. Chỉ bất quá, phục sinh, về sau hài cốt, tự nhiên cùng khi còn sống trời chim là hai việc khác nhau. Loại tình hình này, Thiên Tuyệt đạo nhân cũng chỉ là nghe nói, chưa hề chân chính được chứng kiến. Nguyên bản khí thế hùng hổ thẳng đến hắc lân mà đến cự hình đại bàng biển, gặp một lần xương chim, lập tức giật nảy cả mình. Trong mắt lộ ra không dám tin thần sắc. Ngân xí đại bằng, trên bầu trời truyền đến rít lên một tiếng, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chính là đầu kia hóa hình trung kỳ đại bàng biển miệng bên trong phát ra thanh âm. Biển kiêu là ngân xí đại bằng tại thất dạ giới xưng hô, vô luận là tại thất dạ giới hay là tại toa ma giới, cũng vô luận là xưng là biển kiêu hay là xưng là ngân xí đại bằng, đều là hoàn toàn xứng đáng thương khung bá chủ, trên biển lớn vương giả. Cái này đại bàng biển nếu là trên biển yêu cầm, tự nhiên có thể cảm nhận được ngân xí đại bằng khí tức. Một đầu tái sinh ngân xí đại bằng. Quá tốt, chấm ngoặc kép, sau khi kinh ngạc, hóa hình đại bàng biển liền một trận cuồng hỉ, ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười cao vút mà bén nhọn. Mặc kệ là nguyên nhân gì, làm cho ngày xưa hải không bá chủ biến thành một bộ khung xương. Nhưng cỗ này khung xương thuộc về ngân xí đại bằng chính là xác định không thể nghi ngờ. Có điểm này liền đầy đủ, mặc dù có thể cảm giác được. Đầu này ngân xí đại bàng sớm đã vẫn lạc nhiều năm, nội đan tinh huyết không biết tung tích, nhưng mà đối với đại bàng biển mà nói, có thể có được một bộ hoàn chỉnh ngân xí đại bàng hài cốt, cái kia cũng tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. So đạt được phía dưới biển nước vòng xoáy bên trong ngủ say quỳ thủy chân linh mặc kỳ lân hậu duệ huyết nhục chi khu còn muốn chân quý. Mắt thấy xương chim không sợ hãi chút nào vội vàng xông đến, đại bàng biển cười lạnh một tiếng, hai cánh chấn động, đầu cánh phía trên ngân sắc linh mao, quang mang lấp lóe. Huyễn hóa thành hơn 10 chuôi ngân quang lóng lánh phi đao, mỗi một chiếc đều nắm chắc thước dài ngắn. Sắc bén vô song, siêu siêu siêu, hướng xương chim kích bắn xuyên qua. Cái này đầu cánh phía trên ngân sắc linh mao, chính là đại bàng biển bản mệnh lông vũ. Chỉ có tu luyện tới hóa hình kỳ trở lên cao giai đại bàng biển, bản mệnh lông vũ mới có thể chuyển hóa trở thành ngân sắc. Phi đao màu bạc nhanh như thiểm điện, đảo mắt liền bắn tới xương thân chim trước. Xương chim trắng toan toát xương trên kệ. Bỗng nhiên hiện ra một tầng mông lung huyết quang, phi đao màu bạc đụng một cái đến tầng này huyết quang, lập tức liền bị bắn ngược trở về, mặc dù là điện quang thạch hỏa nháy mắt, mọi người hay là thấy thanh thanh sở sở. Kia phi đao màu bạc phía trên, nhiễm phải một tầng vết máu. Linh khí lớn mất,
xương thân chim bên trên xuất hiện tầng kia huyết vụ, không biết là cái gì, vậy mà có thể ô nhiễm bảo vật. Yêu nghiệt, bản mệnh lông vũ bị ô, đại bàng biển vừa khiếp sợ lại là phẫn nộ. Không khỏi bật thốt lên mắng to, ngân xí đại bàng xảy ra dạng này chiêu thuật, thật đúng là vượt quá đại bàng biển ngoài ý liệu. Cần biết ngân xí đại bàng thể nội chảy xuôi trời sinh thánh linh ngân dực lôi bằng huyết mạch, chính là trời sinh phong thuộc tính trời chim, vương giả chi khí giống như, lại chưa từng nghe nói qua ngân xí đại bàng sẽ máu đạo pháp thuật. Mặc dù nói trước mắt xương đầu này chim chính là tái sinh ngân xí đại bàng, khẳng định cùng chân chính ngân xí đại bàng có chỗ khác nhau, nhưng từ đường đường chính chính trên biển bá chủ lập tức biến thành máu nói yêu nghiệt, còn là làm người khó có thể tin. Đại bàng biển không cẩn thận, liền ăn thiệt thòi nhỏ. Đại bàng biển chính đang kinh nộ thời điểm, xương chim miệng hơi mở, oa, một tiếng, một cỗ huyết thủy phun ra ngoài, đảo mắt liền biến thành cuồn cuộn sóng máu, hướng cách đó không xa đại bàng biển càn quét mà đi. Trong chốc lát, mùi máu tanh xông vào mũi, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Nếu như nói lúc trước xương chim thể đồng hồ tầng kia huyết phụ vẫn chỉ là bị động phòng ngự thủ đoạn, lần này chủ động tiến công, lại là mạnh mẽ máu đạo công pháp. Đối đây, Tiêu Phàm cũng coi là rất quen thuộc. Ở địa cầu thời điểm, đã từng cùng một tên đến từ huyết linh đại lục máu nói cao thủ liều mạng tranh đấu qua. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới, sau khi sống lại biển kiêu, bản mệnh công pháp, vậy mà lại biến thành máu đạo công pháp. Không hề nghi ngờ, đây nhất định cùng, hóa huyết trúc linh đại pháp, có quan hệ. Từ khi biển kiêu sau khi trùng sinh, Tiêu Phàm chỉ là đem nó coi như một đầu tốc độ bay cực nhanh tọa kỵ. Dưới mắt chuyện gấp, không thể không đem biển kiêu phóng xuất nghênh địch. Ai ngờ lại đánh cho ra dáng, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên bản kinh hỉ vạn phần đại bàng biển vừa thấy được cỗ này cuồn cuộn mà đến sóng máu, trong mắt vẻ mừng như điên sớm đã vô tung vô ảnh, thay vào đó chính là một loại ẩn liễm rất khá vẻ sợ hãi. Hai cánh khẽ vỗ, cuồng phong gào thét, hướng cuồn cuộn sóng máu nghênh kích đi lên. Bất kể nói thế nào, trước mắt xương đầu này chim cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ linh lực ba động, so sánh với mình còn thấp một cảnh giới, huống hồ tử vật chung quy là tử vật. Coi như tái sinh, lại há có thể cùng chân chính ngân xí đại bằng đánh đồng. Vô luận như thế nào cũng không thể cứ thế từ bỏ cái này đến miệng, mỹ thực. Trong khoảnh khắc, trên trời cao cuồng phong cuồn cuộn, sóng máu cuồn cuộn, hai đầu hung cầm đánh làm một đoàn. Răng rắc, một tiếng vang giòn, màu xanh dao trên thân rồng xuất hiện một vết nứt, mặc dù đạo này vết rạn rất nhỏ, chỉ bất quá dài hơn thước ngắn, cùng thanh long hơn 10 trượng dài thân hình khổng lồ tương đối mà nói. Không chút nào thu hút, cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng song phương giao chiến lực chú ý, lập tức liền từ không trung chuyển trở về. Hắc hắc, tốt, hai vị sư đệ thêm ít sức mạnh, tiểu tử này lập tức liền muốn chống đỡ không nổi. Thiên Tuyệt đạo nhân lập tức đại hỉ, kêu lên. Sư huynh đệ ba người đồng thời bấm quyết cách làm, đem từng đạo pháp lực điên cuồng rót vào đỉnh đầu ấn tỷ bên trong, bá long tỷ lại một lần nữa hào quang tỏa sáng, rung động ầm ầm, dốc hết toàn lực muốn tránh thoát màu xanh giao long quấn quanh. Hướng phía dưới chân áp mà tới. Răng rắc, không ngừng vang lên. Màu xanh dao trên thân rồng vết nứt càng ngày càng lớn, dần dần hướng toàn thân lan tràn mà đi. Cứ việc Tiêu Phàm pháp lực sau lưng, xa tại đồng bậc tu sĩ phía trên, nhưng Thiên Tuyệt đạo nhân sư huynh đệ ba người cũng không phải hạng người bình thường, nhất là Thiên Tuyệt đạo nhân, dù coi như tại nguyên anh trung kỳ tu sĩ bên trong, cũng coi là cực kỳ dũng mãnh hạng người, pháp lực thâm hậu, xa không phải phổ thông cùng giai tu sĩ có thể so sánh. Tăng thêm hai tên sư đệ tương trợ, lấy ba đôi một, cùng Tiêu Phàm liều mạng pháp lực, cũng rốt cục một chút xíu chiếm cứ thượng phong. Trên thực tế giữ lẫn nhau đến lúc này, sớm đã đại đại vượt qua Thiên Tuyệt đạo nhân ngoài ý liệu. Đối phương bất quá chỉ là một người mà thôi, còn chỉ có nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, lấy một địch ba, vậy mà bước đến bọn hắn sư huynh đệ nhiều lần tự tổn tinh huyết, khu động bản mệnh chân nguyên, mới miễn cưỡng chiếm được điểm này tiên cơ. Nếu không phải Hạo Thiên Tông treo thưởng thực tế mê người, tăng thêm ngay tại tiến giai hắc lân đồng dạng mê người, Thiên Tuyệt đạo nhân đã sớm phẩy tay áo bỏ đi. Thâm hụt tiền mua bán, ai làm? Mắt thấy màu xanh giao long liền muốn ngăn cản không nổi, vảy rồng kiếm trận sắp tan rã, Tiêu Phàm cắn răng một cái, ống tay áo lắc một cái, trên ngón tay hào quang màu xanh biếc đại phóng, lập tức cuồng sa cuồn cuộn, ở trên mặt đất một quyển, hóa thành cao khoảng một trượng thổ hoàng sắc cự nhân, vung vẩy song chùy, hướng Thiên Tuyệt đạo nhân tấn công mạnh mà đi. Lưng sắt con bọ ngựa chính đang ngủ say, còn chẳng biết lúc nào mới có thể lần nữa thức tỉnh, thanh thiên bạch nhật phía dưới, oán linh cũng không tiện phóng xuất đối địch, thổ ma ngẫu đã là Tiêu Phàm một chiêu cuối cùng sát thủ, chuẩn bị ứng phó biến cố đột nhiên xuất hiện. Mắt thấy chuyện gấp, cũng không thể không lại đem thổ ma ngẫu triệu hoán đi ra.
Hỏa Thiêu lông mày mau, lại chú ý trước mắt lại nói. Hừ, người có giúp đỡ, chẳng lẽ ta liền không có giúp đỡ sao? Thiên Tuyệt đạo nhân đối này tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, gặp một lần Tiêu Phàm tế ra thổ ma ngẫu, lúc này cười lạnh một tiếng, ống tay áo lắc một cái, mấy đám hàn khí xoay tít từ linh thú điểm bên trong bắn ra, chỉ thấy trên mặt biển cột nước trùng thiên, trong nháy mắt, cái này mấy đám hàn khí liền huyễn hóa thành bốn tên thân cao hơn một trượng màu lam cự nhân, toàn thân xanh thẳm, như phỉ thúy óng ánh, thình lình đúng là bốn cỗ thủy thuộc tính khôi lỗi. Trước đó, Tiêu Phàm từng tại không ít trên điển tịch đều nhìn thấy qua cơ quan khôi lỗi thú ghi chép, Nam Châu Đại Lục không ít tông môn đều tinh thông khôi lỗi chế tác, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, khôi lỗi thú đúng là dùng rất tốt giúp đỡ. Đương nhiên, cùng ma ngẫu đồng dạng, khôi lỗi thú cấp bậc cũng sẽ không quá cao. Nguyên Anh kỳ khôi lỗi cực kỳ hiếm thấy, bình thường đều là tông môn bảo vật trấn giáo, sẽ không tùy tiện ngoại truyện. Thiên Tuyệt đạo nhân một hơi thả ra bốn đầu nước khôi lỗi, vậy mà đều có kim đan hậu kỳ cảnh giới, đã coi như là phi thường hiếm thấy. Huống hồ, thủy thuộc tính cơ quan khôi lỗi thú, vốn là cực kỳ thưa thớt. Nếu là tại đất bằng giao phong, bốn cỗ kim đan hậu kỳ cơ quan khôi lỗi thú, cũng chưa chắc là một tên Nguyên Anh kỳ ma ngẫu đối thủ. Mà huống hồ, ma ngẫu sức chiến đấu càng mạnh, càng khó bị diệt sát. Cơ quan khôi lỗi thú một khi thân thể bị phá hủy liền lại vô tác dụng, thổ ma ngẫu bị phá hủy về sau, lại có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Nhưng đây là trên biển lớn, thủy thuộc tính cơ quan khôi lỗi thú lại chiếm cứ địa lợi, thổ ma ngẫu thuật độn thổ không có chỗ triển kỳ kỹ, thắng bại số lượng, thù khó dự kiến. Đối mặt bốn cỗ nước khôi lỗi, thổ ma ngẫu mặt vô biểu lộ, song chùy vung vẩy, mãnh kích quá khứ. Bốn cỗ nước khôi lỗi cũng là không sợ hãi chút nào, riêng phần mình vung vẩy hai tay, tám đạo xanh minh mang thủy tiễn, hướng xuống đất ma ngẫu vung vẩy song chùy kích bắn đi. Xuy xuy, âm thanh bên trong, thổ ma ngẫu song chùy mặt ngoài, bị bắn thủng tám cái trong suốt lỗ thủng. Những này thủy tiễn vậy mà có thể so thần binh lợi nhận. Bất quá thổ ma ngẫu song chùy lại mảy may cũng chưa từng dừng lại, vẫn như cũ trùng điệp đánh vào hai cỗ khôi lỗi phía trên, chỉ nghe, rầm rầm, một trận tiếng vang. Hai cỗ nước khôi lỗi lập tức hóa thành một dòng thanh thủy, dung nhập vào trong biển rộng, đảo mắt lại từ thổ ma ngẫu hậu phương xông ra, vẫn như cũ là cao khoảng một trượng thủy lam sắc cự nhân, cấp tốc hướng xuống đất ma ngẫu tấn công mà tới. Tại trên mặt nước, những khôi lỗi này thủy độn thuật, tự nhiên là từng cái xuất thần nhập hóa. Thiên Tuyệt đạo nhân vốn không có trông cậy vào bốn cỗ kim đan hậu kỳ khôi lỗi có thể diệt sát một đầu Nguyên Anh kỳ ma ngẫu, nhưng chỉ cần có thể chiến đấu một lát, cũng liền đủ. Răng rắc, không ngừng. Vết rạn sớm đã trải rộng màu xanh giao long toàn thân, bên này rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại. Lại nhìn họ Tiêu này tiểu bối, còn có cái gì cứu mạng tuyệt chiêu? Chương 1100, liên diệt ba địch. Đúng lúc này, đáy nước phía dưới, một cỗ cường đại tuyệt luân khí tức bỗng nhiên bay lên. Cỗ khí tức này cường đại, dù coi như là Thiên Tuyệt đạo nhân bá đạo như vậy Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, cũng cảm thấy hãi nhiên, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, từ xương đuôi chỗ thẳng chui lên đến. Toàn thân đều có một nháy mắt cứng đờ. Đây tuyệt đối là một đầu so cấp 11 trời chim đại bàng biển còn muốn càng thêm cường đại trong biển yêu thú. Làm động vật biển thợ săn, Thiên Tuyệt đạo nhân còn chưa hề tại tấc vuông biển dạng này bên trong biển gặp được tu vi càng tại cấp 11 phía trên hóa hình động vật biển. Trong truyền thuyết so Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ còn muốn càng mạnh 3 phân cấp 12 hóa hình yêu thú, khả năng không lớn xuất hiện tại nhỏ như vậy nội hải. Nếu như là tại Bắc Minh biển cả, Tây Mạc biển cả cùng Đông Phương Thất Long biển như thế chân chính vô biên vô hạn xa trong biển, ngược lại là chẳng có gì lạ. Tiêu Phàm khóe miệng, lại nhẹ nhàng đi lên nhếch lên, lộ ra hết sức cao hứng thần sắc. Họ Tiêu này tiểu bối đang cười. Trong chốc lát, Thiên Tuyệt đạo nhân cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng Tiêu Phàm đúng là cười, mà lại cười đến 10 điểm tự tại, tuyệt không giống như là cố ý giả vờ. Lúc này, hắn làm sao còn có thể cười được, trong lúc nhất thời. Thiên Tuyệt đạo nhân trong đầu loạn thành một bầy, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Thế nhưng là bất kể như thế nào, với hắn mà nói, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đang lúc Thiên Tuyệt đạo nhân cùng hắn hai tên sư đệ kinh nghi bất định thời điểm, Hoắc ngượng nghịu, một tiếng vang thật lớn, xanh thẳm mặt biển toát ra một con màu ngà sữa cự thủ, mang theo vô tận hàn khí, hướng về không trung bá long tỷ ôm đồm xuống dưới. Cùng lúc đó, nguyên bản sóng cả lăn lộn mặt nước, bỗng nhiên kết thành băng cứng. Toàn bộ mặt biển, hóa thân thành một khối to lớn màu xanh đậm phỉ thúy, đẹp đến mức lóa mắt lóa mắt. Lớn mật, Thiên Tuyệt đạo nhân một tiếng quát lớn. Mặc dù hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cái này sữa bàn tay lớn màu trắng tuyệt không phải xuất từ động vật biển biến ảo, lại là khẳng định không thể nghi ngờ.
Đây là một con nhân loại tu sĩ huyễn hóa ra đến bàn tay. Cái này màu ngà sữa cự thủ động tác mau lẹ vô so, không cùng Thiên Tuyệt đạo nhân lại có phản ứng gì. Đã một phát bắt được Bá Long tỷ, đang cùng màu xanh giao long giữ lẫn nhau không dưới Bá Long tỷ, bị cái này cự tay nắm lấy tựa hồ 10 điểm không cam lòng. Lập tức liền kịch liệt giằng co, dốc hết toàn lực muốn thoát khốn mà ra. Chỉ là cái này màu ngà sữa cự thủ lực đạo thực tế quá mạnh, mặc cho Bá Long tỷ giãy giụa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Thiên Tuyệt đạo nhân sắc mặt nháy mắt biến thành màu trắng bệch, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải không đoàn tương từng đạo pháp quyết đánh vào Bá Long tỷ bên trong. Chỉ nghe, rầm rầm, nổ vang, màu xanh thẳm băng phỉ thúy ầm vang bạo liệt. Hóa thành vô số vụn băng, bắn tóe bốn phía, phỉ thúy bên trong, một đạo thon thả thẳng tắp bóng người màu đen đằng không mà lên, tiêm tiêm tố thủ tìm tòi, lập tức cùng kia màu ngà sữa cự thủ hòa làm một thể, trở về vừa thu lại. Còn đang giãy giụa khổ sở Bá Long tỷ gào thét một tiếng, đảo mắt hóa thành vài tấc lớn nhỏ, bị tiêm tiêm tố thủ một thanh bắt tới. Phốc, Thiên Tuyệt đạo nhân chỉ cảm thấy ngực đau xót. Há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm đi, thậm chí toàn thân khí tức đều lập tức rơi xuống rất nhiều. Khó khăn lắm chỉ có vừa mới đặt chân Nguyên Anh trung kỳ dáng vẻ. Cái này Bá Long tỷ chẳng những là hắn bản mệnh pháp bảo, mà lại bị hắn nhiều lần lấy bản thân chân nguyên tinh huyết từng tế luyện. Cùng hắn thần hồn ở giữa có thiên ti vạn lũ mật thiết liên hệ. Bây giờ bỗng nhiên bị người cướp đi, chặt đứt lẫn nhau liên hệ, Thiên Tuyệt đạo nhân thần hồn lập bị thương nặng, kém chút rơi xuống một cảnh giới. Nguyên Anh hậu kỳ, chấm ngoặc kép, đại tu sĩ, chấm ngoặc kép, Thiên Tuyệt đạo nhân hai tên sư đệ càng là trợn mắt hốc mồm, lên tiếng kinh hô. Tên này đột nhiên từ đáy biển chỗ sâu xuất hiện tuyệt mỹ nữ tử, thình lình chính là Thiên Diệu tiên tử. Lấy Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ khủng bố tu vi, tự nhiên là khẽ vươn tay liền đem Thiên Tuyệt đạo nhân bản mệnh pháp bảo đoạt quá khứ. Như tại bình thường, hai người ngang tay đối đầu, Thiên Tuyệt đạo nhân cố nhiên tuyệt không phải Thiên Diệu tiên tử đối thủ. Cũng không đến nỗi như thế không tốt, nhưng dưới mắt sớm đã cùng Tiêu Phàm liều đến sức cùng lực kiệt, kiêm thả Thiên Diệu tiên tử lại đánh hắn trở tay không kịp. Tự nhiên là không có chút nào kháng cự chi lực, đi, Thiên Tuyệt đạo nhân đến cùng không hổ là trải qua chiến trận nhân vật hung ác, mắt gặp tình hình không đúng. Ngay cả bản mệnh pháp bảo đều không lo được, thậm chí ngay cả bốn cỗ nước khôi lỗi cũng không kịp thu lấy, một tiếng gào to, liền hướng đông bắc phương hướng kích bắn đi. Hai tên sư đệ phản ứng cũng không chậm, dưới chân độn quang cùng một chỗ, lại phân biệt hướng phương hướng khác nhau kích xạ mà đi. Xem ra sư huynh này đệ ba người đã không phải lần đầu đụng phải cùng loại tình hình, sớm đã có ăn ý, gặp một lần gió gấp, liền là chia ra đào tẩu. Hừ, không trung hừ lạnh một tiếng, bóng người màu đen lóe lên. Thoáng qua liền đến Thiên Tuyệt đạo nhân sau lưng mấy trượng bên ngoài, nhấc tay một dương, một đạo trắng noãn băng tiễn bắn ra, thẳng đến Thiên Tuyệt đạo nhân hậu tâm. Thiên Tuyệt đạo nhân giờ phút này cảnh giới giảm lớn, thần hồn trọng thương, nơi nào hay là Thiên Diệu tiên tử đối thủ, liên tục né tránh cũng không kịp, chỉ kêu thảm nửa tiếng, phía sau lưng trước ngực liền đồng thời tuôn ra một cái to lớn lỗ máu, lập tức thân hình dừng lại, từ giữa không trung rơi thẳng xuống, phù phù, một tiếng, rơi vào trong biển rộng, không thấy bóng dáng. Một chiêu diệt sát Thiên Tuyệt đạo nhân, Thiên Diệu tiên tử nửa khắc cũng không ngừng lại, quay người liền hướng mập lùn tu sĩ truy sát mà đi. Đã mấy người kia là tà ác chi đồ, tự nhiên không có có hạ thủ lưu tình đạo lý. Mới vừa rồi cùng Tiêu Phàm liều mạng thời điểm, mập lùn tu sĩ cùng Mao sư đệ đều hao tổn không ít chân nguyên pháp lực, lúc này lại nơi nào có thể từ một tên hậu kỳ đại tu sĩ trong tay trốn được tính mệnh. Bất quá sau một lát, Thiên Diệu tiên tử liền từ đằng xa gãy còn mà quay về. Mập lùn tu sĩ vận mệnh có thể nghĩ. Mà Tiêu Phàm cũng khó khăn lắm đem 72 chuôi vảy rồng kiếm thu vào. Mao sư đệ đã sớm bị kiếm trận xoắn thành một đoàn thịt nát, nhao nhao rơi vào trong biển, đảo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thoáng qua ở giữa, Thiên Tuyệt đạo nhân sư huynh đệ ba người liền đã tội ác chồng chất. Tiêu Phàm thu hồi Mao sư đệ chữ vật vòng tay, hướng Thiên Diệu tiên tử mỉm cười, may mà Thiên Diệu tiên tử tại thời khắc mấu chốt kịp thời đuổi tới. Bằng không mà nói, cái này Thiên Tuyệt đạo nhân sư huynh đệ ba người thật đúng là không dễ thu thập. Bất quá lập tức, Tiêu Phàm nụ cười trên mặt liền ẩn liếm không gặp, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản sáng sủa trên trời cao, bỗng nhiên mây đen dày đặc, từng đạo lôi điện, tại đám mây không ngừng thoáng hiện. Một mực tại vòng xoáy bên trong ngủ say Hắc Lân rốt cục mở mắt ra, lục oánh oánh trong mắt lóng lánh hai đạo lạnh thấu xương quang mang, gắt gao tiếp cận đám mây lôi điện. Tiêu Phàm rốt cục nhẹ nhàng thở phào một cái. Hắc Lân rốt cục muốn độ lôi kiếp. Vô luận là nhân loại hay là thú loại, một khi dẫn động lôi kiếp,
liền đến tiến giai tối hậu quan đầu. Thành bại ở đây nhất cử, theo Hắc Lân thức tỉnh, kia cỗ cực kỳ mê người khí tức cũng dần dần thu liễm. Bất quá Thiên Diệu tiên tử như là đã đuổi tới, coi như lại có cái khác động vật biển nghe tiếng mà tới, cũng không sợ hãi chút nào. Trong cao không, sóng máu cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, xương chim cùng đại bàng biển còn tại kịch chiến, bất quá từ đại bàng biển thỉnh thoảng phát ra âm thanh bén nhọn bên trong cũng có thể nghe được, đầu này hóa hình trung kỳ yêu cầm đã sinh lòng khiếp ý. Một tên nhân loại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đuổi tới, không hề nghi ngờ đối với nó tạo thành to lớn uy hiếp. Tiêu Phàm dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn tiến lên trợ xương chim một chút sức lực. Thiên Diệu tiên tử song mi cau lại, nhẹ nhàng lắc đầu, từ tốn nói, người cái này ma ngẫu còn không có trải qua bao nhiêu thực chiến, đầu này yêu cầm là cái rất không tệ đối thủ. Xương chim cố nhiên là biển kiêu hài cốt luyện hóa, nhưng cùng chân chính biển kiêu sớm đã có cách biệt một trời. Mặc kệ cái này xương chim phải làm thế nào phân loại, chỉ cần là sinh linh, nghĩ muốn trở nên càng thêm cường đại liền chỉ có chiến đấu một đường. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Một đầu cấp 11 trời chim, kia thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu tôi luyện đối thủ. Hiện đặt vào một vị hậu kỳ đại tu sĩ ở đây, xương chim nếu như thật gặp được cái gì nguy hiểm, Thiên Diệu tiên tử tự sẽ kịp thời xuất thủ. Tiêu Phàm tưởng tượng quả nhiên có lý, liền là đè xuống độn quang, hướng trên mặt nước bốn cỗ nước khôi lỗi nhìn lại. Thiên Tuyệt đạo nhân bị diệt, cái này bốn cỗ nước khôi lỗi mất đi chủ nhân, không có chỉ lệnh, liền đều ngừng lại, ngơ ngác ngừng ở trên mặt nước, lại không có bất kỳ cái gì động tác. Thổ ma ngẫu cũng đã sớm đình chỉ hành động, xa xa treo tại giữa không trung, giám thị những khôi lỗi này. Cái này mấy cỗ khôi lỗi còn có chút ý tứ, thủy thuộc tính khôi lỗi rất ít gặp, người nhận lấy đi, có lẽ về sau có thể cần dùng đến. Thiên Diệu tiên tử ánh mắt, tại bốn cỗ nước khôi lỗi trên thân quét qua, lạnh nhạt nói. Mặc dù lấy Tiêu Phàm hiện tại nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, mấy cỗ kim đan hậu kỳ khôi lỗi thú, không thể giúp quá lớn một tay, nhưng thủy thuộc tính khôi lỗi cực kỳ hiếm thấy. Trừ hiệp trợ tác chiến bên ngoài, có lẽ còn có thể cử đi cái khác công dụng. Tiêu Phàm theo lời đem bốn cỗ nước khôi lỗi đều thu vào. Khôi lỗi thú cùng ma ngẫu khác biệt, chỉ cần có linh thạch, lại tìm đến thúc đẩy khôi lỗi pháp môn, vô luận tu vi cao thấp, ai cũng có thể thúc đẩy khôi lỗi đối địch. Liền xem như một tên luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp, cũng có thể thúc đẩy cái này mấy cỗ kim đan hậu kỳ khôi lỗi tác chiến. Nhưng ma ngẫu điều khiển liền không có đơn giản như vậy, cần lấy thần niệm chi lực đến thúc đẩy. Nếu như chủ nhân tu vi quá thấp, thần niệm chi lực quá yếu, muốn thúc đẩy cao giai ma ngẫu, độ khó không tiểu. Coi như Tiêu Phàm không dùng được những này nước khôi lỗi, tìm tới thúc đẩy pháp môn về sau giao cho những người khác sử dụng phòng thân, cũng rất tốt. Mà lại Tiêu Phàm cũng rất muốn nghiên cứu một chút nước khôi lỗi luyện chế thuật. Trên bầu trời mây đen quay cuồng, điện tránh lôi minh, dần dần hướng vòng xoáy bên trong ngẩng đầu nhìn trời Hắc Lân trấn áp xuống. Từng đạo thiên lôi dần dần tại trong đám mây hội tụ vào một chỗ. Thiên Diệu tiên tử thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, hướng một bên đi vòng quanh. Hắc Lân, đừng sợ, khẳng định sẽ không có chuyện gì. Tiêu Phàm truyền âm nói, tràn đầy ân cần. Hắc Lân híp lại xanh biếc hai mắt, mèo ô, một tiếng, khẽ gật đầu một cái, gắt gao tiếp cận không trung mây đen cùng lôi điện, cổ bộ lông tóc, từng cây cây lập nên. Giữa không trung, một tiếng cao vút chim hót, tiếng kêu to bên trong, tràn đầy phẫn nộ chi ý. Còn kèm theo nói không nên lời thống khổ chi tình. Chính là đầu kia đại bàng biển, lập tức cuồng phong gào thét, cuồn cuộn sóng máu bị sông mở một đường vết rách, đại bàng biển to lớn thân hình từ đó vừa bay mà ra, hai cánh gấp triển, hướng đông bắc phương hướng bay nhanh mà đi. Lúc này cấp 11 yêu cầm, sớm đã không có lúc trước thần tuấn cùng uy phong, lông chim tán loạn, khí tức bất ổn, nhất là hai cánh mũi nhọn ngân sắc lông vũ, càng là huyết sắc mịt mờ, linh khí lớn mất. Cho thấy bị máu đạo công pháp ô nhiễm phải không nhẹ. Xương chim cũng là ngửa đầu huyết dài, không chút do dự hai cánh chấn động, bám đuôi mau chóng đuổi mà đi. Chương 1101, linh thú hóa hình. Tiêu Phàm không rảnh đi bận tâm xương chim, ở trong mắt hắn, Hắc Lân phân lượng là nặng nhất. Mà lại từ xương chim tình hình đến xem, như có lẽ đã linh trí dần mở, sẽ không tùy tiện mắc lừa. Mà lại, mặc dù xương chim cảnh giới trước mắt là so đại bàng biển còn thấp hơn một điểm, lại thật sự là ngân xí đại bàng trùng sinh, trời sinh hải không bá chủ, đối cái khác trên biển yêu cầm có nhất định khắc chế chi lực. Tựa hồ biết trong lòng của hắn lo nghĩ, Thiên Diệu tiên tử dưới chân nhẹ nhàng dừng lại, thân thể phiêu nhiên nhi khởi, hướng đông bắc phương hướng bay đi. Hắc Lân bắt đầu độ lôi kiếp, sẽ không còn có cái khác trong biển yêu thú trước tới quấy rối, có Tiêu Phàm một người ở đây hộ pháp đã đầy đủ.
mắt thấy Thiên Diệu tiên tử hướng phía đông bắc đuổi theo, Tiêu Phàm âm thầm thở phào một cái. Hắn cùng Thiên Diệu tiên tử ngày bình thường cứ việc câu thông không nhiều, nhưng mấy năm sớm chiều ở chung xuống tới, sớm đã hình thành ăn ý. Thiên Diệu tiên tử vừa rời đi, trên bầu trời phích lịch một tiếng, một đạo ngân sắc lôi điện hướng Hắc Lân trên đỉnh đầu tật bổ xuống. Tiêu Phàm ngưng kết nguyên anh thời điểm, hắn lôi kiếp là vàng bạc hai màu lôi điện, Đinh Sán cưỡng ép tiến giai, cũng là vàng bạc hai màu lôi kiếp. Hắc Lân lôi kiếp không có kim sắc, nhưng hồ quang điện chi thô to mãnh liệt, nhưng còn xa không phải phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ tiến giai nguyên anh lúc lôi kiếp có thể so sánh. Nếu như là một tên bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ ngay cả cái này thứ nhất đạo thiên lôi đều tiếp không dưới, lập tức liền sẽ vẫn lạc mà chết. Hắc Lân thân thể lắc một cái, toàn thân đen nhánh lông tóc hào quang tỏa sáng, mấy chục đạo đen bóng mảnh mang bắn ra, tại không trung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo thô to màu đen cột sáng, không sợ hãi chút nào hướng về ngân sắc lôi điện nghênh kích đi lên, tiếng ầm vang bên trong, hung hăng đụng vào nhau, lập tức phích lịch chớp loạn, hắc mang bắn ra bốn phía, trong khoảnh khắc liền đồng loạt chôn vùi ở trong hư không. Lần thứ nhất cùng thiên lôi giao thủ, đánh cái lực lượng ngang nhau. Tiêu Phàm phải tay run một cái, kim sắc như ý lôi quang tháp bắn ra. Tại trước người hắn xoay tít chuyển động, bày ra tùy thời chuẩn bị viện thủ tư thế. Chủ nhân, để ta tự mình tới. Chấm ngoặc kép, trong óc, lập tức truyền đến Hắc Lân thanh âm, kiều mị bên trong mang theo quật cường, cũng lộ ra 10 phần tự tin. Tốt, Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu. Hắc Lân tự tin lây nhiễm hắn, càng thêm yên lòng, oanh, đạo thứ hai thiên lôi ngay sau đó oanh kích mà xuống, so thứ nhất đạo thiên lôi càng thêm mãnh liệt 3 phân. Hắc Lân hay là thân thể lắc một cái, không tốn sức chút nào liền đón lấy. Theo sát phía sau đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu thiên lôi lần lượt đánh xuống, một đạo so một đạo càng mạnh, đến đạo thứ sáu thiên lôi thời điểm, so sánh với thứ nhất đạo thiên lôi đã uy lực tăng gấp bội, Hắc Lân mặc dù vẫn là dùng phương pháp cũ đón lấy. Thần thái cũng đã 10 điểm ngưng trọng, không có lúc trước nhẹ nhàng như thường. Tiêu Phàm khó khăn lắm đứng tại lôi kiếp phạm vi bên ngoài, hết sức chăm chú ý đây hết thảy, không dám có chút phân thần. Ầm ầm, không cùng Hắc Lân có cơ hội thở dốc, đạo thứ bảy thiên lôi lại oanh kích mà hạ. Cái này đạo thiên lôi, nhìn qua cùng đạo thứ sáu thiên lôi không sai biệt lắm phẩm chất, nhưng tốc độ càng nhanh, ẩn chứa trong đó khí tức, xa không phải đạo thứ sáu thiên lôi có thể so sánh. Hắc Lân, mèo ô, một tiếng, toàn thân lông tóc bỗng nhiên dựng thẳng lên, một cỗ không dưới nguyên anh tu sĩ khí tức cường đại thấu thể mà ra. Dưới chân nước biển xoay tròn cấp tốc, một đạo cự đại cột nước phóng lên tận trời, mang theo vô tận nổi giận chi ý, hướng trên bầu trời thiên lôi nghênh kích đi lên. Thiên lôi đánh trúng cột nước, một cỗ nóng bỏng hơi nước tứ tán bay dương, trong khoảnh khắc, cự lớn như núi phong cột nước liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng thiên lôi uy lực cũng tiêu hao hầu như không còn, cùng cột nước cùng nhau về ở vô hình. Oanh, đạo thứ tám thiên lôi lại đánh mạnh xuống tới. Vừa rồi một kích kia, đã tiêu hao Hắc Lân quá nhiều chân nguyên pháp lực, đạo thứ tám thiên lôi rõ ràng so đạo thứ bảy thiên lôi còn mạnh hơn nhiều, khoảng cách thời gian ngắn như vậy, không nói khôi phục pháp lực, Hắc Lân ngay cả thở một ngụm công phu đều không có. Tiêu Phàm song mi bỗng nhiên giơ lên, tay trái bấm quyết, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ như kích, liền muốn tế ra lôi quang tháp tương trợ. Lại chỉ thấy Hắc Lân nhún người nhảy lên, hai đầu lông mày kia một túm bộ lông màu bạc lóa mắt sinh huy, một đạo đen bóng quang trạch bắn ra, đón lấy trên bầu trời ầm vang mà dưới to lớn lôi hồ. Thật mắt chi quang, đây là Quỳ Thủy Thánh Linh thật mắt Mặc Kỳ Lân bản mệnh thần thông, cũng là mạnh nhất thần thông. Hắc Lân mặc dù chỉ là kế thừa bộ phân Mặc Kỳ Lân huyết mạch, tại cái này giới, cái này thật mắt chi quang thần thông cũng đã không thể coi thường. Tiêu Phàm tay nắm chặt lại, ngạnh sinh sinh đem lôi quang tháp đè ép xuống. Lôi kiếp chẳng những là thiên phạt chi lực, đối độ kiếp người bản thân cũng là một loại khó được tôi luyện, nếu có thể, tất cả thiên lôi tốt nhất là từ độ kiếp người bản thân tiếp nhận. Mà luyện như vậy cơ hội, cũng không là lúc nào cũng có. Hoàn chỉnh tiếp nhận 9 đạo thiên lôi tôi luyện độ kiếp người, so theo dựa vào người khác hỗ trợ độ người trong quá khứ, nhục thân sẽ càng mạnh mẽ, pháp lực càng thêm thâm hậu. Phích lịch oanh minh bên trong, đạo thứ 8 thiên lôi cùng đen nhánh thật mắt chi quang tương hỗ chôn vùi, đầy trời lôi quang tiêu tán về sau, Hắc Lân kiều tiểu nhân thân thể bình yên vô sự. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở phào một cái, nhưng cũng âm thầm lo lắng. Thần niệm chi lực quét qua, liền có thể cảm giác được, Hắc Lân thể nội chân nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa, sớm đã từ trạng thái mạnh nhất ngã xuống. Mà lúc này trên trời cao, lại mây đen trải rộng, vô số ngân sắc hồ quang điện ngay tại hướng trong mây đen tâm hội tụ mà đi, trầm muộn tiếng sấm ầm vang không dứt,
phảng phất trời xanh đã bị triệt để chọc giận, ngay tại tụ tập lực lượng mạnh nhất, chuẩn bị đối gan dám mạo phạm nó người cho một kích chí mạng. Đạo thứ 9 thiên lôi đáng sợ, Tiêu Phàm tự mình lĩnh giáo qua. Hắc Lân nằm ở vòng xoáy bên trong, ngửa đầu nhìn trời, hai mắt trợn lên, nháy mắt cũng không nháy mắt. Tiêu Phàm âm thầm tụ lực, đem toàn thân chân nguyên pháp lực đều nhấc lên, một khi phát giác tình hình không đúng, lập tức liền có thể làm viện thủ. Trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, trong mây đen tâm đã hội tụ một viên to lớn lôi cầu, đường kính chừng 2 trượng trở lên, cùng lôi quang tháp một kích toàn lực thời điểm hội tụ lôi cầu lớn tiểu tướng phảng phất, thậm chí lộ ra uy áp chi khí cũng không kém bao nhiêu, giờ khắc này, lôi quang tháp hào quang tỏa sáng, vậy mà tự hành có phản ứng. Tiêu Phàm giật mình, vội vàng nâng tay khẽ vẫy, đem lôi quang tháp nắm ở trong tay. Có thể rõ ràng cảm nhận được, lôi quang tháp truyền đến từng đợt dẫy dụa chi lực, tựa hồ rất muốn thoát ly Tiêu Phàm trưởng khống, hướng bên trên cao thiên, đi cùng thiên lôi quyết nhất tử chiến. Đúng lúc này, lôi cầu từ đó bạo liệt mà đến, một cỗ thô hơn vạc nước to lớn hồ quang điện, đột nhiên oanh kích xuống, vô thanh vô tức, lại là chân chính nhanh như thiểm điện, nháy mắt liền tới trên mặt biển. Hắc Lân ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, kiều tiểu nhân thân thể bỗng nhiên lớn lên, nháy mắt liền biến thành mấy trượng lớn nhỏ màu đen mãnh thú, trên trán thậm chí còn sinh ra hai con kim sắc đoản giác, cái trán kia túm bộ lông màu bạc, lập lòe tỏa sáng. Mãnh thú nhún người nhảy lên, chủ động hướng đạo thứ 9 thiên lôi nghênh kích đi lên. Oanh, thiên lôi chính giữa Hắc Lân cái trán bộ lông màu bạc. Bộ lông màu bạc hào quang tỏa sáng, ngạnh sinh sinh chống đỡ thiên lôi, trong lúc nhất thời, lôi hồ lập lòe, ngân mang bắn ra bốn phía, vậy mà khó phân cao thấp. Tiêu Phàm tâm nhưng trong nháy mắt treo lên, hắn cùng Hắc Lân tâm thần tương liên, có thể rõ ràng cảm ứng được, Hắc Lân thể nội pháp lực, đang lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp nhanh chóng trôi qua. Không tá trợ bất luận ngoại lực gì, lấy bản thân tu vi ngạnh giang chín đạo thiên lôi, Hắc Lân là cái thứ nhất, thậm chí ngay cả Tiêu Phàm chính mình cũng chưa từng làm được, mượn nhờ lôi quang tháp uy năng, hấp thu bộ phân thiên lôi uy lực. Nhưng đạo thứ 9 thiên lôi đã đánh xuống, lúc này liền xem như Tiêu Phàm tay cầm lôi quang tháp, cũng rất khó nhúng tay đi vào giúp đỡ được gì. Chỉ có thể nhìn Hắc Lân mình vận số, mắt thấy Hắc Lân thể nội pháp lực cấp tốc khô kiệt, Tiêu Phàm cắn răng một cái, mặc kệ 37-21, liền muốn đưa tay tương trợ, lại chỉ nghe, xùy, một tiếng vang nhỏ, Hắc Lân cái trán tóc bạc trống lên kia một đạo quang mang, rốt cục ngăn cản không nổi, vỡ vụn thành từng mảnh, thiên lôi không chút khách khí, đánh mạnh tại Hắc Lân trên trán. Không tốt, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm một tiếng kinh hô. Chỉ thấy tại thiên lôi oanh kích phía dưới, màu đen mãnh thú thân thể cao lớn phảng phất giấy đồng dạng, từng mảnh vỡ vụn mà ra, hóa thành vô số màu đen hồ điệp, tứ tán bay múa, bay dương màu đen hồ điệp bên trong, lại hiển lộ ra một thiếu nữ xinh xắn thân thể, thiếu nữ này dung mạo, Tiêu Phàm quen thuộc vô so, chính là Hắc Lân lúc trước huyễn hóa ra đến bộ dáng. Chỉ bất quá giờ này khắc này, thiếu nữ thân thể mềm mại trần trụi, hai ngọn núi thẳng tắp, ngạo nhân đến cực điểm. Thiếu nữ tuyệt mỹ thân thể mềm mại như là phù dung sớm nở tối tàn, lập tức bị tia chớp màu bạc hoàn toàn bao phủ, thậm chí ngay cả Hắc Lân cùng Tiêu Phàm ở giữa kia một sợi tương liên tâm thần, cũng trong nháy mắt bị chặt đứt. Hắc Lân, chấm ngoặc kép, dù là Tiêu Phàm nhất quán trấn định tự nhiên, giờ khắc này cũng cả kinh trợn mắt hốc mồm, không biết bắt tay vào đâu. Thiên lôi tẩy lễ, trọn vẹn duy trì một thời gian uống cạn chung trà, mới dần dần tiêu tán. Chỉ thấy trước mắt nước biển xanh lam, rỗng tuếch. Nơi nào còn có xinh xắn mỹ thiếu nữ thân ảnh. Hắc Lân, Tiêu Phàm lại là kêu to một tiếng, đáy mắt lục mang lấp lánh, thiên nhãn thần thông nháy mắt vận dụng đến cực hạn, bốn phía tìm kiếm Hắc Lân thân hình. Mèo ô, chấm ngoặc kép, ngay tại Tiêu Phàm lòng nóng như lửa đốt thời điểm, một đoàn bóng đen từ Tiêu Phàm dưới chân trong nước biển bắn thẳng đến mà ra, chính là trải qua lôi kiếp về sau Hắc Lân, vẫn như cũ là đầu kia kiều diễm mèo đen bộ dáng. Lúc này, Tiêu Phàm nơi nào có thời gian suy nghĩ khác. Một trái tim vui vẻ phải như là muốn nổ bể ra đến, giang hai cánh tay, liền đem Hắc Lân ôm vào trong ngực, thần niệm tìm tòi, vội vã kiểm tra. Cảm giác bên trên, Hắc Lân trừ mệt mỏi một điểm, cũng không có bất kỳ không ổn nào. Khí tức đã rõ ràng từ cấp 9 linh thú chuyển hóa thành 10 cấp linh thú cảnh giới. Tiêu Phàm lập tức thở phào một hơi, Hắc Lân ghé vào đầu vai của hắn, chỗ sâu phấn hồng đầu lưỡi, nhẹ khẽ liếm lấy gương mặt của hắn. Tiêu Phàm mỉm cười đưa tay vuốt ve nàng sa tanh bóng loáng lông tóc, trong lòng vui vẻ vô hạn. Hi hi, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm bên tai bỗng nhiên truyền ra một tiếng hồn nhiên cười khẽ, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm chui vào Tiêu Phàm chóp mũi. Chính là Tiêu Phàm hết sức quen thuộc cái chủng loại kia xử nữ mùi thơm. Còn không có cùng Tiêu Phàm lấy lại tinh thần,
liền cảm giác ngực siết chặt, tựa hồ có hai đoàn mềm mại chăm chú áp bách tại trên ngực hắn, hai tay nơi tay chạm một mảnh kinh người trơn bóng trơn nhẵn, mềm mại dị thường. Không biết lúc nào, Hắc Lân đã lại lần nữa hóa thân thành xinh xắn mỹ thiếu nữ. Tiêu Phàm trong đầu lập tức hiện ra vừa rồi kia nhìn thoáng qua lại đẹp đến mức kinh tâm động phách thiếu nữ thân thể, nhìn thấy trước mắt, lại là một con trắng noãn lỗ tai nhỏ, cùng nhân loại lỗ tai hơi có khác biệt, thoảng qua có chút nhọn. Linh thú hóa hình, trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đầu não chóng mặt, hai tay phản xạ có điều kiện ôm thật chặt ở Hắc Lân thân thể mềm mại, động cũng không dám động. Chương 1102, song thân phận. Hắc Lân lại không đi quản hắn xấu hổ không xấu hổ, một mực tại trong ngực hắn xoay đến vặn vẹo, ghé vào lỗ tai hắn hì hì yêu kiều cười không ngừng, tựa hồ cảm thấy làm như vậy đặc biệt có thú. Tại Hắc Lân mà nói, dù nhưng đã thành công tiến giai, trở thành 10 cấp hóa hình linh thú, nhưng chính nàng nhưng lại chưa tỉnh phải có cái gì khác biệt, nàng hay là Tiêu Phàm bản mệnh linh thú, từ nhỏ đến lớn, cùng Tiêu Phàm sinh hoạt chung một chỗ, như hình với bóng, cho tới bây giờ đều là trần như nhộng, hiện tại chuyển hóa hình thể, cũng vẫn là đồng dạng, không có tất muốn làm gì đặc biệt che lấp. Nhưng đối Tiêu Phàm đến nói, một con không mặc quần áo mèo cùng một cái không mặc quần áo mèo thiếu nữ, kia là tuyệt đối hai việc khác nhau, hoàn toàn khác biệt. Chỉ bất quá lúc này, hắn thật không biết nên như thế nào cùng Hắc Lân câu thông vấn đề này. Tiêu Chân Nhân đã choáng. Xa xa, đông bắc chân trời có một đạo độn quang hướng bên này kích xạ mà tới. Hắc Lân, chấm ngoặc kép, Tiêu Chân Nhân cuối cùng từ choáng trạng thái bên trong đã tỉnh hồn lại, không khỏi vội vã gọi một tiếng, tiếng kêu khàn giọng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắc Lân lại là khanh khách một tiếng, trong chớp nhoáng hóa thành một đầu mèo đen, lông xù đầu tại Tiêu Phàm trong ngực ủi mấy lần, đùa vừa cười vừa nói, ta mệt mỏi, muốn đi ngủ, qua mấy ngày lại cùng ngươi chơi. Chấm ngoặc kép, hảo hảo, ngươi nghỉ ngơi trước, vững chắc một chút cảnh giới lại nói. Tiêu Phàm vội vàng nói, bóng đen lóe lên, Hắc Lân liền chui vào linh thú điểm, cuộn thành một đoàn, nằm ngáy o o. Nơi xa bạch quang lóe lên, xương chim thân thể cao lớn ở trên bầu trời hiển hiện ra, trắng hiếu xương đầu phía trên, áo đen váy đen thiên diệu tiên tử xinh đẹp nhưng đứng thẳng, sắc mặt bình thản. Tiêu Phàm thần niệm chi lực đảo qua đi, liền là phát giác được xương chim khí tức so sánh với lúc trước lại tăng mạnh một đoạn, đã đến nguyên anh sơ kỳ cảnh giới trạng thái đỉnh phong. Tiêu Phàm thậm chí tại xương thân chim bên trên ẩn ẩn phát giác được đầu kia cấp 11 đại bàng biển khí tức. Kia đại bàng biển đã bị máu đạo công pháp giải quyết, hòa làm một thể. Thiên diệu tiên tử liếc Tiêu Phàm một chút, nhàn nhạt giải thích một câu. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, hắn mặc dù đối máu đạo công pháp chưa nói tới nhiều quen thuộc, nhưng cũng có chỗ đọc lướt qua. Thiên diệu tiên tử trong miệng lời nói bị máu đạo công pháp giải quyết, không hề nghi ngờ, chính là cả đầu đại bàng biển đều bị xương chim thôn phệ hết. Hoàn chỉnh thôn phệ một đầu hóa hình trung kỳ trời chim, đây chính là cơ duyên cực lớn, xương chim cảnh giới nháy mắt phóng đại, cũng liền hợp tình hợp lý. Tiêu Phàm nâng tay khẽ vẫy, xương chim đón gió quay tít một vòng, liền là hóa thành một đạo bạch quang, ẩn vào Tiêu Phàm trên ngón tay xanh biếc chiếc nhẫn, không thấy bóng dáng. Tiểu gia hỏa đâu, thiên diệu tiên tử mắt đẹp tả hữu quét qua, hỏi. Đối thiên diệu tiên tử mà nói, đây tuyệt đối là phá lệ. Tựa hồ Tiêu Phàm bên người bạn gái. Đối Hắc Lân đều phi thường yêu thích. Tiêu Phàm ngửa đầu quan sát bầu trời, nói, lôi kiếp đã qua, Hắc Lân chính đang nghỉ ngơi, cần vững chắc một chút cảnh giới. Thiên diệu tiên tử nhẹ gật đầu, nói, loại này mang theo thánh linh huyết mạch linh thú, chân chính sau trưởng thành. Bình thường đều có kinh người năng lực, đôi này Hắc Lân cũng đã là cực cao bao dương. Thiên diệu tiên tử cổ tay khẽ đảo, một phương vài tấc lớn nhỏ màu đen ấn tỉ nổi lên, chính là thiên tuyệt đạo nhân bản mệnh pháp bảo Bá Long tỉ. Mặc dù chủ nhân đã vẫn lạc, nhưng Bá Long tỷ bên trên nhiễm tà khí lại không chút nào giảm, vẫn như cũ tản ra khiến người buồn nôn mùi máu tươi. Pháp bảo này là lấy cực kỳ chính tông thổ thuộc tính vật liệu luyện chế mà thành. Ta nhìn người cô kia thổ ma ngẫu còn không có vừa tay pháp bảo, đem cái này cầm đi đi. Chỉ cần tế luyện một chút, liền có thể dùng. Mặc dù không có thể phát huy 10 thành uy lực, 7-8 phần vẫn phải có. Thiên diệu tiên tử không chậm không nhanh nói. Bất kể nói thế nào, cái này Bá Long tỷ cũng là thiên tuyệt đạo nhân bản mệnh pháp bảo, thần hồn của hắn chi lực sớm đã cùng pháp bảo hòa làm một thể, coi như cưỡng ép lau đi thiên tuyệt đạo nhân thần thức, lại không thể tránh khỏi sẽ đối pháp bảo tạo thành nhất định tổn thương, tăng thêm thổ ma ngẫu không có linh trí, thúc đẩy pháp bảo thời điểm, uy lực khó tránh khỏi còn muốn có chút mất giá, lại dù sao cũng tốt hơn không có. Huống hồ từ thổ, có thay đổi về thứ tự chương nhưng chuyện vẫn tiếp tục.
Ma ngẫu đến thúc đẩy chính tông thổ thuộc tính pháp bảo, nhưng lại có thể thu được không ít uy lực tăng thêm, có lẽ có thể đem những cái kia bất lợi nhân tố đều triệt tiêu mất cũng không nhất định. Chỉ cần cùng Tiêu Phàm kề vai chiến đấu, cơ hồ tất cả chiến lợi phẩm đều thuộc về Tiêu Phàm tất cả, phảng phất đã trở thành một loại nào đó lệ cũ. Tiêu Phàm cũng không khách khí, đưa tay tiếp tới. Sau một lát, một trắng một đen hai đạo nhân ảnh cùng nhau mà đi, mặt biển xanh thẳm, trường thiên một bích, sớm đã không có mảy may huyết chiến vết tích. Mấy ngày sau, hai người tại Long Tuyền thành đông bộ một chỗ sơn mạch bên trong đè xuống độn quang. Chỗ này sơn mạch cũng là Long Tuyền thành tương đối nổi danh nguyên anh tu sĩ khu quần cư, lòng đất linh mạch cực giai, gần với Thái Thượng Tông tổng đàn tam thập tam trọng thiên. Không ít ngoại lai nguyên anh tu sĩ cùng trong thành môn phái nhỏ nguyên anh trưởng lão, ở đây kiến tạo động phủ, đả tọa tu luyện. Thiên Diệu Tiên Tử động phủ tại sơn mạch đông bắc bộ tương đối vắng vẻ chỗ. Nơi đây đã coi như là sơn mạch biên giới, so sánh chi khu vực trung tâm, linh khí rõ ràng không đủ, cách đó không xa liền có tu sĩ kim đan động phủ. Thiên Diệu Tiên Tử đã sớm đem tu vi của mình áp chế đến nguyên anh sơ kỳ tiêu chuẩn, mà lại là khó khăn lắm ngưng kết nguyên anh không lâu, này địa linh khí tương đối mỏng manh, cũng là miễn cưỡng đủ. Thiên Diệu Cung cùng Thái Thượng Tông ở giữa cũng vô nghỉ lễ, nhưng cũng không có bao nhiêu giao tình. Tại Long Tuyền thành quá kiêu căng, nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Trừ cửu giảng nghĩa khí, có thể làm Tiêu Phàm đắc tội Hạo Thiên Tông, lại không có khả năng, ban ơn cho, đến Thiên Diệu Tiên Tử. Dù sao Thiên Diệu Tiên Tử chỉ là Tiêu Phàm bằng hữu, không phải thê tử của hắn. Nếu là Tiêu Phàm song tu bạn lữ, tự nhiên lại muốn coi là chuyện khác. Tiêu Phàm tại Trọng Thiên Cung có một chỗ chuyên môn động phủ, là trừ cửu cố ý phân phó vì hắn đưa ra đến, linh khí cực kỳ dồi dào, cùng Thái Thượng Tông Nguyên Anh trưởng lão động phủ hào không khác biệt. Bất quá lúc này, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không mang theo Thiên Diệu Tiên Tử đi Trọng Thiên Cung. Thiên Diệu Tiên Tử động phủ mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng 10 điểm đầy đủ. Mật thất, linh dược vườn, linh thú thất mọi thứ đều đủ, trang trí phải thanh tĩnh trang nhã, khiến người thấy mà quên tục. Tiêu Phàm trước đem linh thú điểm bên trong gấu nhỏ phóng xuất, đây là Hoàng Đường Nhi Tử. Tính toán ra, tiểu gia hỏa này cũng có hơn mấy chục tuổi, nhưng như cũng ngây thơ chân thành, chuyện gì cũng đều không hiểu, hồn nhiên ngây thơ cực kỳ. Đa số thời gian, tiểu gia hỏa tại linh thú điểm bên trong đi ngủ, ngẫu nhiên mới có thể tỉnh lại chơi đùa một phen. Tiêu Phàm thỉnh thoảng cho nó cho ăn một chút những yêu thú khác nội đan cùng tinh huyết, có thể rõ ràng cảm nhận được, vật nhỏ khí tức đang không ngừng tăng cường. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đơn thuần khí tức tăng cường mà thôi, linh trí không có biến hóa chút nào, giống như khi còn bé. Cũng may Tiêu Phàm biết yêu thú thọ nguyên thật dài, vật nhỏ này lại là đồng giáp gấu cùng phệ linh trồn hỗn huyết. Khẳng định không giống bình thường, cũng là không vội, chỉ cần nó khỏe mạnh trưởng thành liền tốt. Vẫn tại linh thú điểm bên trong ngủ say Hoàng Đường, tình hình rất có chuyển biến tốt đẹp, đã nhiều năm như vậy, thương thế đã hoàn toàn ổn định lại. Ngay tại một chút xíu khôi phục bên trong, Tiêu Phàm mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cho hắn dùng một lần thuốc, xem chừng qua ít ngày nữa, liền nên tỉnh lại. Chỉ cần Hoàng Đường một tỉnh lại, có thể tự hành đả tọa tu luyện, thương thế khôi phục tốc độ liền sẽ càng lúc càng nhanh. Lấy Hoàng Đường tình hình mà nói, trên thực tế sớm đã cùng người chết không khác. Là Tiêu Phàm lấy hóa huyết trúc linh đại pháp ngạnh sinh sinh cho hắn khởi tử hồi sinh, sống lại một lần. Tiêu Phàm đem tiểu gia hỏa thả tiến vào linh thú thất, cho nó cho ăn đồ ăn, liền do cho nó tự hành chơi đùa. Lập tức đi tới trong mật thất, cùng Thiên Diệu Tiên Tử ngồi đối diện nhau. Tiêu Phàm đưa tay phải ra ba ngón tay, khoác lên Thiên Diệu Tiên Tử trắng noãn trên cổ tay trắng, mí mắt nhẹ nhàng rủ xuống. Thiên Diệu Tiên Tử cũng lặng yên ngồi, mí mắt nhẹ rủ xuống, gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt. Tiêu Phàm song mi lập tức nhau, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng, Thiên Diệu Tiên Tử thương thế đã cơ bản khỏi hẳn, nhưng kia cỗ tà mị chi khí. Nhưng cũng càng thêm sinh động, dây dưa tận xương, Tiêu Phàm mượn thiên địa lực lượng cưỡng ép kết xuống phong ấn, đã bắt đầu buông lỏng. Loại này buông lỏng, cơ hồ là không thể nghịch chuyển, trừ phi Thiên Diệu Tiên Tử tự hành tán công, đem cảnh giới của mình xuống đến kim đan kỳ trở xuống. Tiêu Phàm mới có thể lấy hạo nhiên chính khí lần nữa đem trong cơ thể nàng tà mị chi khí cưỡng ép phong ấn. Nhưng bởi như vậy, Thiên Diệu Tiên Tử tương đương công lực hoàn toàn biến mất. Tại trước mắt dưới tình hình như thế, không có sức tự vệ, cùng tự sát hào không khác biệt. Không biết sẽ có bao nhiêu người, muốn bắt được bọn hắn đưa đến Hạo Thiên Tông đi lĩnh thưởng. Bọn hắn nhất định phải nhanh chóng tiến vào Thiên Diệu Cung Tổng Đàn Mật Thất, tìm tới bảo mệnh phù. Lại tiếp tục trì hoãn, coi như cầm tới bảo mệnh phù. Chỉ sợ đều đã không làm nên chuyện gì. Nhưng mà lúc này đi Thiên Diệu Cung Tổng Đàn, cùng tự chui đầu vào lưới có gì khác?
Hạo Thiên Tông sớm chính ở đằng kia bố trí tốt hết thảy. Ta đi đem bọn hắn dẫn ra. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm ngón tay, vẫn như cũ khoác lên Thiên Diệu Tiên Tử trên cổ tay trắng, miệng bên trong nhẹ nói, trên mặt lộ ra vẻ dứt khoát. Trước đó, Tiêu Phàm sẽ không nhắc lên lời này đâu, nguyên nhân rất đơn giản, hắn tại Hạo Thiên Tông đám người kia trong mắt, không đáng một xu, Hạo Thiên Tông Hạo Nhật Môn muốn bắt chính là Thiên Diệu Tiên Tử, về phần hắn Tiêu Y Thánh sống hay chết, toàn không liên quan. Hắn không có khả năng dẫn ra chấn thủ tại Thiên Diệu Cung tổng đàn Hạo Thiên Tông cao thủ. Hiện tại tình hình lại khác nhau rất lớn, bị giết Âu Dương Uy, đã trở thành Hạo Thiên Tông người người có thể tru diệt, ác đồ, chỉ cần hắn tại Thiên Diệu Cung phụ cận lộ diện một cái, cơ hồ tất cả Hạo Thiên Tông cao thủ đều sẽ không chút do dự truy sát mà tới. Xử lý họ Tiêu này tiểu tử, tại trước mặt đại trưởng lão tuyệt đối là một cái công lớn. Cơ hội như vậy, không ai sẽ bỏ qua, cái này kế điệu hổ ly sơn, ngược lại là có thể. Thiên Diệu Tiên Tử nhìn qua hắn, hai mắt óng ánh lấp lóe. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đại trận kia, ta phá giải không được. Coi như người đem bọn hắn toàn bộ dẫn ra, cũng vẫn là không có cách nào. Tiêu Phàm không khỏi buồn bực một chút. Hạo Thiên Tông bố trí tại Thiên Diệu Cung Tổng Đàn, Thiên Cơ Các, che đậy đại trận. Mấy tháng nay, hắn đã tìm được phá giải chi đạo, nhưng cái này phá giải chi đạo rất đặc thù, đó chính là lấy trận phá trận. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, để hắn tại phụ cận bố trí một cái pháp trận, liền có thể lấy pháp trận chi lực. Cưỡng ép đột phá che đậy đại trận. Hết lần này tới lần khác biện pháp này, chỉ có Tiêu Phàm mình có thể sử dụng, không có cách nào dạy cho Thiên Diệu Tiên Tử. Thiên Diệu Tiên Tử cố nhiên là hậu kỳ đại tu sĩ, pháp lực cao cường, nhưng ở trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ, lại kém xa tít tắp hắn. Trận pháp chi đạo, bác đại tinh thâm, lấy trận phá trận, càng là cực kỳ cao minh tuyệt kỹ, tuyệt không phải 3 năm mấy ngày liền có thể giáo hội. Ta đi đem bọn hắn dẫn ra. Chấm ngoặc kép. Đang lúc Tiêu Phàm phiền muộn thời điểm, Thiên Diệu Tiên Tử thấp giọng nói. Vậy thì có cái gì dùng? Kia bí điện ngoại trừ ngươi, người khác căn bản liền vào không được. Tiêu Phàm buồn buồn nói. Kia cũng chưa chắc, tổ sư Di Huấn, còn có một người cũng có thể tiến vào bí điện, chỉ muốn cái kia người đồng thời có song thân phận. Chấm ngoặc kép, ồ, cái gì song thân phận? Tiêu Phàm không khỏi tinh thần đại chấn, bận bịu tức hỏi. Thiên Diệu Tiên Tử không có trực tiếp trả lời. Chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, bình tĩnh trên mặt, bỗng nhiên hiện lên hai bôi đỏ ửng. Người kia, nhất định phải là vô cực môn trưởng giáo chân nhân, có được vô cực môn bảo vật trấn giáo, càn khôn đỉnh, đồng thời, hắn còn nhất định phải là Thiên Diệu cung chủ song tu bạn lữ. Chấm ngoặc kép, chốc lát, Thiên Diệu tiên tử mới chậm rãi nói. Cái gì? Tiêu Phàm lập tức trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Đúng lúc này, Thiên Diệu tiên tử cổ tay trắng lật một cái. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thủ đoạn siết chặt, tay phải mệnh môn đã bị Thiên Diệu Tiên Tử chế trụ, một cỗ lạnh lẽo thấu xương khí tức, tại hắn không có chút nào phòng bị dưới tình hình, mãnh liệt mà vào. Chương 1103, Thiên Âm Chân Nguyên. Kia cỗ lạnh lẽo thấu xương khí tức, tại mạch đập của hắn bên trong bay nhanh tiến lên, trong khoảnh khắc, toàn thân đều đông cứng. Đúng lúc này, trong cơ thể hắn bản mệnh châu khẽ run lên, cùng cỗ này lạnh lẽo thấu xương khí tức lên cộng minh. Một cỗ nhu hòa lực đạo từ đan điền bên trong tuôn ra, lập tức cùng toàn thân bên trong khí tức băng hàn hỗn hợp lại cùng nhau, cực độ nghiêm hàn dần dần tan rã, trở nên ấm áp, dễ chịu vô so. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền cảm giác phải thân thể của mình lên một loại nào đó kịch liệt phản ứng, ngay cả chính hắn cũng còn không có lấy lại tinh thần, huyết dịch khắp người liền bỗng nhiên sôi trào lên, cơ hồ lập tức liền bị mê thất bản tính. Vô cực môn hạo nhiên chính khí, nguyên bản coi trọng nhất định lực. Chỉ bất quá lúc này, Tiêu Phàm toàn thân kinh mạch đều bị Thiên Diệu Tiên Tử chế trụ, bản mệnh chân nguyên bị một mực giam cầm tại đan điền khí hải, mà tứ chi bách hải của hắn bên trong tràn ngập, lại là Thiên Diệu Tiên Tử bản mệnh chân nguyên. Cỗ lực lượng này cường đại tuyệt luân, ở xa Tiêu Phàm bản thân công lực phía trên. Nhưng luận đến định lực cao minh, lại là kém xa tít tắp hạo nhiên chính khí. Tiêu Phàm dốc hết toàn lực, muốn thu liễm lòng của mình vượn ý ngựa, cắn chặt hàm răng, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Thiên Diệu Tiên Tử đã từ từ đứng dậy, yên lặng nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, lã chã ướt át. Nhất quán lãnh đạm Thiên Diệu cung chủ, cao cao tại thượng hậu kỳ đại tu sĩ, bỗng nhiên hiển lộ ra dạng này xấu hổ mang kiều tiểu nữ nhi bộ dáng, càng thêm đẹp đến mức kinh tâm động phách. Tố thủ nhẹ giơ lên, lấy hạ đầu đỉnh châm gài tóc, đầu đầy đen nhánh tóc xanh như thác nước khoác vẩy mà hạ. Như thế một cái biến hóa rất nhỏ, lập tức liền để mặt lạnh lạnh tâm Thiên Diệu tiên tử lập tức trở nên cực kỳ ôn nhu.
Cùng Thiên Diệu tiên tử sớm chiều ở chung mấy năm, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ thấy qua Thiên Diệu tiên tử ôn nhu một mặt. Hết lần này tới lần khác cái này khó gặp ôn nhu, lại đối nam nhân có cực kỳ cường đại lực sát thương, Tiêu Phàm thể nội phản ứng càng thêm kịch liệt. Ngay sau đó, Thiên Diệu tiên tử áo đen váy đen nhẹ nhàng phiêu rơi xuống đất, lộ ra màu xanh nhạt áo lót. Hai ngọn núi cao ngất, như ẩn như hiện, bụng dưới bằng phẳng, hai chân thon dài thẳng tắp, dáng người uyển chuyển vô song. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết cuồn cuộn, thật vất vả ngưng tụ kia một chút xíu định lực. Nháy mắt bay đến lên 9 tầng mây, không khỏi thở dài một tiếng, triệt để từ bỏ vô vị này dãy dụa. Ta gọi nước Thanh Nhu, chấm ngoặc kép, Thiên Diệu tiên tử thấp giọng nói, tựa hồ mỗi nói một chữ đều cố hết sức. Lập tức, Tiêu Phàm trước mắt tối sầm lại, liền cái gì đều nhìn không thấy. Là triệt để hắc ám, Thiên Diệu tiên tử đã đem mật thất trên đỉnh ánh trăng thạch toàn bộ đánh nát. Dù là Tiêu Phàm tu luyện cực kỳ cao minh thiên nhãn thần thông, giờ phút này pháp lực bị quản chế. Cũng không phát huy ra bao nhiêu uy năng đến, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, một đạo uyển chuyển thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trước mắt, mùi thơm sóng ngầm. Tiêu Phàm chợt nhớ tới, gian ngoài nghe đồn Thiên Diệu cung mỹ thuật như thế nào hoa văn trồng chất. Kỳ thật đều chỉ là truyền thuyết mà thôi. Chí ít, Thiên Diệu tiên tử không cần mỹ thuật, hoàn toàn không cần. Đừng bảo là hắn đã bị giam cầm hạo nhiên chính khí chân nguyên pháp lực, coi như không có bị giam cầm. Đối mặt Thiên Diệu tiên tử dạng này kinh tâm động phách mỹ lệ cùng uyển chuyển, đó cũng là căn bản liền ngăn cản không nổi. Đẹp đến Thiên Diệu tiên tử trình độ như vậy, đối phó nam nhân lại nơi nào còn cần gì mỹ thuật. Một đôi tiêm tiêm tố thủ, nhẹ nhàng linh hoạt giải khai y phục của hắn. Đối Tiêu Phàm đến nói, cái này là lần đầu tiên. Lần thứ nhất bị động như thế. Dù nhiên Tiêu chân nhân nhất quán ôn tồn lễ độ, ung dung thận trọng. Nhưng trên giường, nhưng xưa nay đều là chủ động khiêu chiến, từ không bảo thủ. Bây giờ không để ý liền bị Thiên Diệu tiên tử chế trụ, giống tiểu tử ngốc, cho phép nàng bài bố, động một cái cũng không thể động. Cứ việc lớn hưởng ôn nhu diễm phúc, lại không khỏi cũng có chút xấu hổ. Đoạn này, hắc lịch sử, ngày sau nên như thế nào đối mặt? Chỉ sợ muốn trở thành hắn cùng Thiên Diệu tiên tử ở giữa vĩnh viễn, trò cười. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thiên Diệu tiên tử thật sẽ giễu cợt hắn. Nhưng cái này cũng rất khó nói, nữ nhân cùng nam nhân lên giường trước cùng lên giường về sau, sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, nhiều khi tính cách thậm chí là tưởng như hai người. Chỉ bất quá, Tiêu chân nhân lại không vui lòng, dưới mắt tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn. Khi hai cỗ bóng loáng thân thể ôm nhau cùng một chỗ thời điểm, Tiêu Phàm đã sớm đem phần này xấu hổ ném đến lên 9 tầng mây. Lúc này còn đang suy nghĩ lấy ngày sau sự tình, Tiêu chân nhân quả thực chính là ngu xuẩn. Giải khai, chấm ngoặc kép, cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời điểm, Tiêu Phàm cắn răng, tại Thiên Diệu tiên tử bên tai thấp giọng kêu lên. Dạng này rất khó chịu, quá bất tận hưng, Thiên Diệu tiên tử không rên một tiếng, chỉ là ôm chặt hắn, tựa hồ muốn đem hai người chân chính hòa làm một thể, rốt cuộc không phân khác biệt. Đúng lúc này, Tiêu Phàm bỗng nhiên cảm giác được thể nội bản mệnh châu bắt đầu gấp gáp phát sinh biến hóa. Cảm giác bên trên, bản mệnh châu ngay tại hòa tan, tốc độ cực nhanh. Lập tức, Tiêu Phàm liền biết cảm giác của mình không có sai, bản mệnh châu bỗng nhiên cùng Thiên Diệu tiên tử khí tức trong người hợp hai là một, khỏi phải hắn vận công luyện hóa, liền tự động hòa tan, hóa thành một cỗ thuần hậu vô so bản mệnh chân nguyên, cực tốc hướng tứ chi bách hải của hắn bên trong sông tới. Trong chốc lát, Tiêu Phàm liền hiểu được, Thiên Diệu tiên tử ngay tại đưa nàng khổ tu nhiều năm bản mệnh chân nguyên cưỡng ép rót vào trong cơ thể của hắn. Không thể, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm giật nảy cả mình. Mặc dù Thiên Diệu tiên tử thương thế đại bộ phận phân đã khỏi hẳn, nhưng cũng chưa hoàn toàn khôi phục, cùng thời kỳ toàn thịnh hoàn toàn không thể đánh đồng. Bây giờ bỗng nhiên đem tự thân bản mệnh chân nguyên truyền cho hắn, thậm chí ngay cả bản mệnh châu đều đồng loạt dung nhập trong cơ thể của hắn, Tiêu Phàm cố nhiên lại bởi vậy đại đại được lợi, đối Thiên Diệu tiên tử tạo thành tổn thương lại khó mà đánh giá. Làm không tốt, ngay cả hậu kỳ cảnh giới đều không có cách nào ổn định. Sẽ trực tiếp rơi xuống đến trung kỳ tiêu chuẩn. Từ nào đó cái góc độ đến nói, cái này căn bản là trong truyền thuyết thái âm bổ dương. Chẳng qua là Thiên Diệu tiên tử cưỡng ép quán chú cho hắn mà thôi. Ngươi mặc dù có càn khôn đỉnh, nhưng tu vi quá thấp, vào không được bí điện. Ta là thiên âm chi thể, vốn là tốt nhất song tu bạn lữ. Chấm ngoặc kép, Thiên Diệu tiên tử ôm thật chặt ở hắn cường tráng cái cổ, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, thoảng qua mang theo một tia thở dốc. Trơn bóng trên thân thể mềm mại, tinh mịn đổ mồ hôi một chút xíu thẩm thấu mà ra. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm trong đầu loạn thành một bầy. Thiên Diệu tiên tử nói đến rõ ràng,
lấy hắn dưới mắt Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, cùng Thiên Diệu cung tổ sư bà năm đó trong dự liệu, Vô Cực môn trưởng giáo chân nhân, thực tế cách biệt quá xa. Năm đó, Vô Cực môn gì cùng cường thịnh, trưởng giáo chân nhân chí ít cũng là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, thậm chí là Ngộ Linh kỳ tuyệt thế cao nhân. Chưa từng có một tên Nguyên Anh trung kỳ trở xuống tu sĩ, đủ tư cách xuất trưởng Vô Cực môn. Thiên Diệu cung tổ sư bà thiết lập như thế một cái ngoại lệ, kỳ thật cũng là vì để phòng vạn nhất. Vạn nhất hậu đại Thiên Diệu cung chủ xảy ra bất chắc, bí điện cũng không đến nỗi vĩnh viễn phong bế. Vô Cực môn là chính đạo thứ nhất tông, trưởng giáo chân nhân uy chấn thiên hạ, chính trực đoan chính, tuyệt đối là người có thể tin cậy. Mà lại Vô Cực môn cùng Thiên Diệu cung nguồn gốc cực sâu, đời thứ 32 trưởng giáo chân nhân Long Tượng tổ sư liền có thể là năm đó Thiên Diệu cung chủ song tu người yêu, đem Thiên Diệu cung bí điện mở ra phương pháp giao đến Vô Cực môn trưởng giáo chân nhân trong tay, hoàn toàn có thể yên tâm. Dưới mắt, nếu như muốn để Tiêu Phàm đi mở ra Thiên Diệu cung bí điện lời nói, liền nhất định phải nhanh chóng tăng lên tu vi của hắn, ít nhất cũng phải đột phá sơ kỳ bình cảnh, đạt tới trung kỳ cảnh giới mới miễn cưỡng có thể thực hiện. Thành như Thiên Diệu tiên tử lời nói, thiên âm chi thể là thuần túy nhất cực âm thể chất, loại cô gái này thể nội tích chứa thiên âm chân nguyên đối nam tính tu sĩ đột phá bình cảnh có không tưởng được kỳ hiệu, cố nhiên còn so ra kém Thiên Hương Ngọc Lộ loại kia nghịch thiên linh dược, nhưng cũng không khác nhau lắm. Đồng dạng, mất đi thiên âm chân nguyên, đối có được thiên âm chi thể nữ tu khẳng định có tổn thất. Trừ phi cùng nàng giao hợp nam tử, bản thân cũng là cực kỳ hiếm thấy thuần dương chi thể, mới có thể âm dương giao thái, song phương đều lấy được chỗ ích không nhỏ. May mà Thiên Diệu tiên tử đã đạt đến tại Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới, mất đi thiên âm chân nguyên, đối ảnh hưởng của nàng không đến mức quá lớn. Cũng coi là cơ duyên xảo hợp, Tiêu Phàm trước đó không lâu vừa mới hấp thu Âu Dương uy tích xúc tại thể nội đại lượng hạo nhiên chính khí. Lập tức giảm bớt mấy chục năm khổ tu chi công, bỗng nhiên đạt đến tại Nguyên Anh sơ kỳ trạng thái đỉnh phong, lúc này mới khiến lại phải đột phá bình cảnh trở thành khả năng. Nếu không, dù coi như thiên âm chi thể lại thần kỳ, một đêm giao hợp, cũng khó có thể để Tiêu Phàm trong khoảng thời gian ngắn lần nữa tiến giai. Còn không có cùng Tiêu Phàm nghĩ đến 10 điểm sẵn sàng, bản mệnh châu đã hoàn toàn hòa tan, cùng tinh thuần đến cực điểm thiên âm chân nguyên hợp làm một thể, nháy mắt che kín Tiêu Phàm kỳ kinh bát mạch. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân lửa nóng, nhiệt tình như sôi, nguyên bản bị một mực giam cầm tại đan điền khí hải bên trong bản mệnh chân nguyên lao nhanh mà ra, nháy mắt toàn thân cao thấp đều tràn ngập vô so kinh lực. Ầm vang một tiếng, Nguyên Anh sơ kỳ bình cảnh liền đột phá này, trong chốc lát tiến vào trung kỳ cảnh giới. Tiêu Phàm quát to một tiếng, xoay người mà lên, không chút khách khí đem Thiên Diệu tiên tử xinh xắn thân thể đặt ở dưới thân. Thiên Diệu tiên tử nhẹ nhàng thở phào một cái, phảng phất khí lực cả người đều đã chảy xuôi phải không còn một mảnh, kiều nộn thân thể bỗng nhiên mềm xuống dưới, chăm chú rúc vào Tiêu Phàm trong ngực, một bộ hoàn toàn không thắng mây mưa mềm mại bộ dáng. Cũng không biết bao nhiêu thời điểm quá khứ, đen nhánh trong mật thất bỗng nhiên an yên tĩnh, chỉ còn lại có hai người trầm thấp thở dốc. Âu Dương Minh Nguyệt lưu tại trong cơ thể ngươi ấn ký, ta đã dùng thiên âm chân nguyên bao vây lại, sẽ không có cái gì trở ngại. Chấm ngoặc kép, đen nhánh trong mật thất. Bỗng nhiên vang lên Thiên Diệu tiên tử thanh âm thật thấp. Ngươi không sao à, Tiêu Phàm trong giọng nói, tràn đầy ân cần, cũng có chút áy náy. Mặc dù Thiên Diệu tiên tử cảnh giới không có rơi xuống, nhưng Tiêu Phàm có thể rõ ràng mà cảm ứng được, khí tức của nàng so sánh với lúc trước yếu không ít. Cùng là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng có mạnh yếu chi phân. Thiên Diệu tiên tử có chút thở hào hển, không lên tiếng. Chỉ chốc lát, đen kịt một màu bên trong vang lên sột sột soạt soạt thanh âm. Sau một lát, mật thất bên trong lại sáng lên nguyệt quang thạch ánh sáng dịu dịu, Thiên Diệu tiên tử áo đen váy đen, lẳng lặng đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía Tiêu Phàm, chỉ có một đầu đen nhánh mái tóc, vẫn như cũ khoác vẩy vào tròn trịa đầu vai, không tiếp tục ghim lên tới. Ngươi nghe, ta làm như vậy, đều là vì chính ta, vì Thiên Diệu cung có thể truyền thừa tiếp. Ngươi được ta chỗ tốt, liền muốn giúp ta mở ra bí điện, tìm tới bảo mệnh phù. Trừ Long Tượng chân nhân tự viết vốn bên ngoài. Bí điện bên trong những vật khác, người cũng không thể động. Chốc lát, Thiên Diệu tiên tử chậm rãi nói, thanh âm sớm đã trở nên bình tĩnh như gương, lãnh lãnh đạm đạm, giống như quá khứ. Thật giống như vừa rồi kia hết thảy, đều chỉ trong mộng, vẫn chưa chân chính phát sinh qua. Chương 1104, Luyện hóa. Tiêu Phàm khẽ ừ, không nói thêm gì. Giờ này khắc này, hắn hiểu rất rõ Thiên Diệu tiên tử tâm tình. Mặc kệ là uy chấn thiên hạ hậu kỳ đại tu sĩ cũng tốt. Là nhất quán đoan trang thận trọng một cung chi chủ cũng được, giờ phút này đều cùng sơ làm vợ người tiểu nữ nhân không khác. Huống chi còn là nàng chủ động, tuyệt
tuy nói là, bức tại bất đắc dĩ, tổng cũng là thẹn thùng khó chịu. Một khi Thiên Diệu tiên tử hờn dỗi, Tiêu Chân Nhân liền phải thật lớn hỏng bét. Ta hiện tại nói cho ngươi tiến vào bí điện phương pháp, ngươi cẩn thận nghe rõ ràng. Chấm ngoặc kép, trầm mặc một lát, Thiên Diệu tiên tử lại nhẹ nói, vẫn như cũ đưa lưng về phía Tiêu Phàm, từ đầu đến cuối không chịu xoay người lại. Cách Long Tuyền thành mấy triệu bên trong xa Hạo Dương thành trong mật thất, ngay tại khoanh chân ngồi tính tọa Âu Dương Minh Nguyệt bỗng nhiên mở hai mắt ra, hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc nàng lưu tại Tiêu Phàm thể nội kia đạo ấn ký, thế mà lập tức không cảm ứng được. Cái này tựa hồ khả năng không lớn, cần biết kia đạo ấn ký, thế nhưng là xâm nhập đến Tiêu Phàm đan điền khí hải bên trong, cùng hắn bản mệnh chân nguyên pháp lực hỗn tạp cùng một chỗ, chỉ cần Tiêu Phàm còn lại một hơi, nàng liền có thể cảm ứng được ấn ký tồn tại. Trừ phi Tiêu Phàm bản thân cũng tiến giai đến hậu kỳ cảnh giới, lấy bản mệnh chân nguyên chậm rãi đem cái này ấn ký luyện hóa hết. Bằng không mà nói, dù coi như là cái khác tu vi không kém nàng đại tu sĩ thân tự xuất thủ, cũng quả quyết khó mà triệt để biến mất cái này ấn ký. Xem ra Vô Cực Môn cái này hậu sinh, thật là có chút không muốn người biết Quỷ Môn nói. Về phần Thiên Diệu tiên tử cùng Tiêu Phàm âm dương giao hợp, về sau kỳ đại tu sĩ bản mệnh chân nguyên cưỡng ép bao lấy kia ấn ký. Dù là Âu Dương Minh Nguyệt dù thông minh cơ trí, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra phương pháp như vậy đi lên. Thiên Diệu tiên tử sở dĩ chủ động cùng Tiêu Phàm giao hợp, một nửa là vì cưỡng ép tăng lên Tiêu Phàm tu vi cảnh giới, một nửa cũng là vì Âu Dương Minh Nguyệt lưu lại ấn ký này. Trừ dạng này, Thiên Diệu tiên tử cũng nghĩ không ra cái khác biện pháp tốt hơn tới. Muốn để Tiêu Phàm thần không biết quỷ không hay tiến vào Thiên Diệu cung bí điện bên trong đi, ấn ký này nhất định phải trước giải quyết hết. Không phải hết thảy đều không thể nào nói đến. Dựa theo Âu Dương Minh Nguyệt lúc trước cùng Thái Thượng Tông ước định, Tiêu Phàm chỉ có đợi tại thà nhân tài của đất nước là an toàn, một khi rời đi thà nước, Âu Dương Minh Nguyệt lập tức liền có thể đối với hắn xuất thủ lần nữa. Ngay cả Thái Thượng Tông đều che chở không được. Trên thực tế, dù coi như là Thái Thượng Tông, trừ vị kia truyền ngôn bên trong đã đặt chân Ngộ Linh Kỳ Tông chủ Phương Thánh Nhân. Liền ngay cả Thanh Bình Đạo Nhân cũng không thể để Âu Dương Minh Nguyệt có cái gì kiêng kỵ chi ý. Âu Dương Minh Nguyệt trong mắt kinh ngạc chỉ là một cái thoáng tức thì, lập tức lại mí mắt buông xuống, đả tọa nhập định đi, tựa hồ cũng không thế nào đem việc này để ở trong lòng. Không biết lúc nào, Long Tuyền thành trong mật thất, lại chỉ còn dưới Tiêu Phàm một người, Thiên Diệu tiên tử đã lặng yên rời đi. Không thân thiết trong phòng vẫn như cũ hoa mai phun trào. Tiêu Phàm ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, trầm ngâm thật lâu, mới khe khẽ lắc đầu, đem trên mặt lại là xấu hổ lại là lưu luyến thần sắc thu vào, ống tay áo lắp một cái. Hắc mang lấp lóe, Thiên Tuyệt đạo nhân bản mệnh pháp bảo Bá Long tỷ bắn ra. Thứ này tại chữ vật vòng tay bên trong liền rất bất an phân, thỉnh thoảng để lộ ra nôn nóng đến cực điểm khí tức, chỉ muốn thoát khốn mà ra. Bây giờ vừa rời đi chữ vật vòng tay, liền là hắc quang đại phóng, siêu, một tiếng, hướng cửa mật thất kích xạ mà đi. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, tay phải hướng phía trước tìm tòi, một con sữa bàn tay lớn màu trắng nổi lên, vào đầu bắt xuống dưới. Đem ý đồ, bỏ chạy, Bá Long tỷ một mực nắm ở trong tay sao, hùng hậu hạo nhiên chính khí mãnh liệt mà ra, còn đang không ngừng giãy giụa Bá Long tỷ lập tức gào thét một tiếng, hắc quang mất hết, rốt cục hồi phục vài tấc lớn nhỏ ấn tỷ bản tướng. Cái này mặc dù chỉ là một kiện phỏng chế pháp bảo cực phẩm, nhưng tại đồng bậc bảo vật bên trong có thể xưng thượng phẩm, mà lại trải qua Thiên Tuyệt đạo nhân nhiều năm như vậy tế luyện, kiêm thả giết chóc vô số. Uy lực sớm đã tăng nhiều, thậm chí so sánh với bình thường pháp bảo cực phẩm cũng không kém bao nhiêu. Tiêu Phàm cẩn thận đại lượng một lát, nhẹ nhàng gật đầu, ống tay áo lại là lắc một cái, thổ ma ngẫu hiện thân mà ra, lặng yên đứng tại một bên. Tiêu Phàm thần niệm chi lực khẽ động, thổ ma ngẫu lập tức ngẩng đầu lên, tiếp cận giữa không trung chậm rãi chìm nổi Bá Long tỷ, trong đôi mắt dần dần hiện ra hai sợi huyết sắc quang trạch. Bỗng nhiên ở giữa, thổ ma ngẫu lại ở trên mặt đất một quyển. Hóa thành một cỗ màu vàng bão cát, không chuyển xoay tròn lấy, đem Bá Long tỷ bao khỏa trong đó, trong mật thất vang lên đất cát ở giữa tương hỗ ma sát thanh âm chói tai. Tiêu Phàm đối này lại mắt điếc tai ngơ, chỉ là lấy thần niệm chi lực chỉ huy thổ ma ngẫu luyện hóa Thiên Tuyệt đạo nhân lưu tại Bá Long tỷ nội bộ thần hồn ấn ký. Nếu như từ hắn trực tiếp xuất thủ đến ma diệt Thiên Tuyệt đạo nhân thần hồn ấn ký, tự nhiên càng thêm mau lẹ. Nhưng bởi như vậy, thổ ma ngẫu sau này sử dụng bảo vật này lại sẽ không quá thuận tay. Thật giống như trên đại thảo nguyên, chân chính liệt mã nhất định phải mình tự mình đi thu phục, tuấn mã mới có thể thuận lợi nhận chủ. Cũng may thổ ma ngẫu thể nội hai hồn năm phách, cũng đã sớm cùng Tiêu Phàm tâm ý tương thông, chỉ là tiêu hao thêm phí một chút thời gian thôi. Thiên Tuyệt đạo nhân không hổ là cường hãn trung kỳ tu sĩ, tung nhưng đã vẫn lạc mà chết,
lưu tại Bá Long Tỷ bên trong thần hồn ấn ký, cũng đầy đủ Hoa Tiêu Phàm 3 ngày 3 đêm thời gian, mới rốt cục đại công cáo thành. Bá Long Tỷ bên trong, một lần nữa trồng lên thổ ma Amen hồn ấn ký. Bất quá đổi chủ về sau, Bá Long Tỷ uy năng rõ ràng có chỗ yếu bớt. Tổng phải được qua một đoạn thời gian rèn luyện, uy năng mới có thể dần dần lại tăng lên. Cái này lại là gấp không được, luyện hóa xong Bá Long Tỷ, thổ ma ngẫu linh lực trong cơ thể, cũng kém không nhiều tiêu hao gần một nửa. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay hiện ra một viên tinh quang bắn ra bốn phía thổ hoàng sắc tinh thạch, viên tinh thạch này như là trứng bổ câu lớn nhỏ, trong đó lộ ra một cỗ cực kỳ tinh thuần linh lực, ở xa Tiêu Phàm thường ngày cho thổ ma ngẫu sử dụng trung giai thổ linh thạch phía trên. Thình lình chính là một viên hiếm thấy cao giai thổ linh thạch. Ngày bình thường, Tiêu Phàm đồng dạng đều là cho thổ ma ngẫu luyện hóa làm dùng thượng phẩm trung giai thổ linh thạch, cái này đã 10 điểm xa xỉ. Rất nhiều người thúc đẩy ma ngẫu cùng khôi lỗi, đều là sử dụng phổ thông linh thạch cấp thấp, bỏ được sử dụng linh thạch cấp trung, đã vô cùng ít thấy, bình thường đều là thân gia hào phóng người, mới sẽ bạo tay như thế. Mà dưới mắt, Tiêu Phàm tựa hồ dự định đem viên này cao giai thổ linh thạch giao cho ma ngẫu sử dụng. Viên này cao giai thổ linh thạch vừa lấy ra, thậm chí ngay cả thổ ma ngẫu hở hững trong hai mắt, đều hồng quang đại phóng, một mực tiếp cận viên này thổ linh thạch, cũng không tiếp tục chịu rời. Tiêu Phàm hơi một do dự, liền đem viên này cao giai thổ linh thạch giao cho thổ ma ngẫu. Cao giai linh thạch cố nhiên hiếm thấy, cuối cùng chỉ là vật ngoài thân. Hắn không lâu sau đó liền muốn xông vào Thiên Diệu cung bí điện, chính không biết có bao nhiêu đối thủ lợi hại chính đang chờ hắn tiến đến tự chui đầu vào lưới. Lúc này, giúp đỡ năng lực càng mạnh càng tốt, thổ ma ngẫu chiến lực tăng lên một phân, Tiêu Phàm mình liền an toàn hơn một phân. Huống chi Thiên Tuyệt đạo nhân sư huynh đệ ba người, đều là động vật biển thợ săn. Thân gia hào phóng, diệt sát về sau, tại bọn hắn chữ vật vòng tay bên trong quả thực tìm được không ít đồ tốt. Tiêu Phàm lại quả thực phát một phen phát tài, cao giai linh thạch đối với Tiêu Phàm đến nói, cũng không tính đặc biệt hiếm có. Thổ ma ngẫu nhiên đạt được đến cao giai thổ linh thạch về sau, lập tức bắt đầu tự hành luyện hóa. Ma ngẫu cấu tạo đặc thù, có thể đem đại lượng linh thạch luyện hóa về sau, chứa đựng tại trong thân thể dự bị, sức chiến đấu xa so phổ thông cơ quan khôi lỗi thú muốn bền bỉ được nhiều. Tiêu Phàm không tiếp tục để ý thổ ma ngẫu, ống tay áo lại lắc một cái, trắng sáng lóng lánh, xương chim tại cách đó không xa nổi lên, xòe hai cánh, lệch cái đầu tiếp cận Tiêu Phàm, trong mắt ngọn lửa không ngừng nhảy vọt. Mặc dù Tiêu Phàm ban đầu là đem biển kiêu tàn hồn đánh vào đến xương chim thể nội, có thể khẳng định kia tàn hồn đã không có ý thức tự chủ, nhưng trước mắt cái này xương chim, rất rõ ràng đã bắt đầu có suy nghĩ của mình. Tiêu Phàm hoàn toàn có thể cảm ứng được, nhưng lẫn nhau ở giữa thần hồn ấn ký tồn tại. Tiêu Phàm cũng tịnh không lo lắng xương chim một ngày kia sẽ tạo phản độc lập. Trừ phi xương chim thần niệm chi lực vượt xa hắn, kia mới có thể phát sinh tình hình như vậy. Tại thôn vệ nguyên một đầu hóa hình trung kỳ đại bàng biển về sau, xương chim khí tức mạnh, sớm đã bên trên một cái mới bậc thang. Cùng không có tiến giai đến trung kỳ cảnh giới Tiêu Phàm tương đối, tựa hồ cũng chênh lệch không xa. Bất quá Tiêu Phàm giờ phút này đem xương chim triệu hoán đi ra, lại không phải vì quan sát cảnh giới của nó, mà là có khác hẳn ý. Tiêu Phàm từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái màu đen bình ngọc, cái này trong bình ngọc, chứa chính là Tiêu Phàm được từ lệ thú hoang nguyên thiên hồn nguyên chỗ sâu nhất cửu âm uế khí. Nghe nói từ cửu âm uế khí tinh luyện ra cửu âm uế tinh, uy lực của nó mạnh, thậm chí không dưới ly hỏa tông ly hỏa đạn, là ma đạo tông môn mạnh nhất đòn sát thủ một trong. Chỉ là những năm gần đây, Tiêu Phàm một mực chưa từng tìm tới chân chính ma đạo luyện khí tông sư đến luyện chế cửu âm uế tinh. Biết được xương chim vậy mà thi triển ra máu đạo công pháp về sau, Tiêu Phàm ý tưởng đột phát, muốn đem cái này cửu âm uế khí giao cho xương chim đi sử dụng. Có lẽ có thể phát huy không tưởng được uy lực cực lớn. Bất quá, Tiêu Phàm vừa mở ra bình ngọc, phiêu tán ra một sợi cửu âm uế khí, xương chim liền, oa, kêu to một tiếng, bỗng nhiên hướng bên cạnh kích bắn đi. Tránh ra thật xa, tựa hồ đối với vật này vô cùng kiêng kỵ. Tiêu Phàm khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, có chút từ mất đất cười một tiếng. Xem ra chính mình còn là có chút chắc hẳn phải như vậy, máu đạo công pháp cùng cửu âm uế khí, mặc dù đều có ô nhiễm pháp bảo thậm chí uế ô thân thể công hiệu, lại cũng không kiêm dung, là hai loại hoàn toàn vật khác biệt. Tiêu Phàm tiện tay đem cửu âm uế khí thu vào, lấy ra một chút yêu thú nội đan cùng tinh huyết, ném cho xương chim. Lần này, xương chim tự nhiên sẽ không cự tuyệt, há miệng, phun ra một cỗ sóng máu, đem những này yêu thú nội đan cùng tinh huyết đều cuốn vào, một thời ba khắc liền hóa thành huyết thủy, hút vào trong miệng. Tiêu Phàm không còn để ý nó, lắc một cái ống tay áo,
một đoàn bóng đen bắn ra, ở trên mặt đất một quyển, đảo mắt hóa thành một tên đầy đặn thẳng tắp, diễm lệ vô cùng mỹ thiếu nữ, toàn thân trần trụi, trơn bóng da thịt lóng lánh sa tanh quang trạch, khiến người gặp một lần phía dưới, liền là đầu váng mắt hoa. Tiêu Phàm vội vàng nghiêng đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ chi ý, có chút bất đắc dĩ. Xem ra còn phải tốn chút công phu hảo hảo cùng Hắc Lân câu thông một chút vấn đề này mới được. Hắc Lân lại mảy may cũng không có cảm thấy dạng này có gì không ổn, đưa tay xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, hồn nhiên trên mặt lộ ra vẻ bất mãn, tựa hồ bị người quấy rầy mộng đẹp có chút không vui. Bất quá lập tức, Hắc Lân liền hấp hấp mũi thở, ngạc nhiên kêu la. Không đúng, đây là mùi vị gì? Chủ nhân, người có phải hay không cùng tiên tử tỷ tỷ? Hi hi. Chương 1105, bá đạo. Hắc Lân, Tiêu Phàm không khỏi xấu hổ dị thường, quát to một tiếng. Vật nhỏ này, càng ngày càng cổ quái tinh linh, khứu giác so lúc trước càng thêm nhạy cảm, ba ngày trước phát sinh sự tình, nàng thế mà vẫn như cũ có thể ngửi được khí tức, quả thực là nghịch thiên. Hắc Lân khanh khách một tiếng, chạy đến Tiêu Phàm trước mặt, ngồi xổm xuống, giơ lên tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhìn qua hắn, đầy đặn bộ ngực sữa lộ ra càng thêm hùng vĩ, Hắc Lân lại hồn nhiên không hay, cười hì hì nói cái này có cái gì không có ý tứ. Ngươi thích nàng, nàng cũng thích ngươi, không nên như vậy sao? Tiêu Phàm nhịn không được đưa tay gõ nàng một cái bạo lật, quát, ngươi trước đừng quản những này, trước mặc xong quần áo lại nói. Hắc Lân cái dạng này, Tiêu Phàm thật có điểm không lớn thích ứng. Hắc Lân càng là hi hi ha ha nở nụ cười, giang hai cánh tay, liền ôm cổ của hắn, sung mãn mềm mại hai ngọn núi, tại Tiêu Phàm trước ngực ma sát đẻ ép, cười khanh khách nói, chủ nhân, ngươi làm sao rồi? Ta là ngươi Hắc Lân a, ta cả một đời đều sẽ cùng theo ngươi a. Chấm ngoặc kép. Dù sao ta vẫn luôn cùng ngươi sớm chiều ở chung, cho tới bây giờ đều không có mặc qua y phục, có cái gì quan trọng. Tiêu Phàm trên trán mồ hôi lạnh gợn sóng mà xuống, lại cũng không dám coi là thật đẩy ra hai tay của nàng, vạn nhất trêu đến vật nhỏ không cao hứng, lại như thế nào cho phải. Vừa mới có thể hóa hình, Hắc Lân vẫn không có ý thức được mình cùng trước kia đã có rõ ràng khác biệt, trên bản chất hay là đem mình xem như một đầu linh thú. Loại tình hình này phía dưới. Tiêu Phàm tự nhiên không thể làm thật nghiêm nghị quát lớn nàng, càng không thể đối nàng quá mức thô lỗ. Cũng may Tiêu Chân Nhân đầu óc xoay chuyển không chậm, một thời ba khắc, liền nghĩ ra một đầu rất tốt lý do. Hắc Lân, không phải như vậy, ta nói là, người mặc xong quần áo càng đẹp mắt, ân. Là thật, cực kỳ đẹp đẽ. Chấm ngoặc kép, thật, Hắc Lân quả nhiên mắc lừa, lập tức la hét hỏi. Đương nhiên là thật, Tiêu Chân Nhân bận bịu tức gật đầu cuống quýt, vậy dạng này có đẹp hay không? Hắc Lân buông ra ôm Tiêu Phàm cổ hai tay, nguyên điện xoay một vòng tử, một thân xinh đẹp áo đen váy đen xuất hiện tại trên người nàng, rốt cục cùng nàng trước kia huyễn hóa ra đến hắc y thiếu nữ trở thành bộ dáng. Tiêu Phàm không khỏi đại hỉ, liên tục gật đầu, tán thưởng không thôi, thật xinh đẹp. Đừng bảo là Hắc Lân mặc vào váy áo về sau vốn là hết sức xinh đẹp, lúc này, trước hống nàng mặc xong quần áo lại nói. Không phải, Hắc Lân cùng hắn thân mật thời điểm. Tiêu Chân Nhân thật không biết nên thanh mình tay đặt ở nơi nào. Tựa hồ vô luận đặt tại bộ vị nào bên trên, đều rất không thích hợp. Bất kể nói thế nào, Tiêu Chân Nhân cũng không có cách nào đem vóc người này gợi cảm dẫn lửa thanh xuân mỹ thiếu nữ lại làm thành là, manh manh đát tiểu Hắc Miêu. Thật nha, chấm ngoặc kép, Hắc Lân lập tức vui vẻ không thôi, lại xoay một vòng, váy áo tung bay, mùi thơm sóng ngầm, đẹp không sao tả xiết. Tiêu Phàm vội vã lắc một cái ống tay áo. Xanh minh mang hào quang lóe lên, bốn cỗ nước khôi lỗi hiện thân mà ra, song song đứng tại Hắc Lân trước mặt, mỉm cười nói, Hắc Lân. Có thích hay không, thích thích, đây là cho ta chơi sao? Hắc Lân liên tục gật đầu, thần thái đáng yêu đến 10 điểm, cũng không biết nguyên nhân gì, có lẽ bởi vì Hắc Lân là nhân loại tu sĩ bản mệnh linh sủng, lại hoặc là bởi vì Hắc Lân thể nội có thánh linh huyết mạch, Hắc Lân tiến giai đến hóa hình kỳ về sau. Huyễn hóa ra đến ngoại hình, trừ lỗ tai hơi nhọn. Đôi mắt nhan sắc sâu hơn, cơ hồ cùng nhân loại mỹ thiếu nữ giống nhau như đúc. Không giống bình thường hóa hình sơ kỳ yêu thú, huyễn hóa thành nhân loại ngoại hình, còn mang theo hết sức rõ ràng thú tộc vết tích, để người một chút liền có thể phân biệt ra được. Như là Hắc Lân dạng này, huyễn hóa về sau, chỉ cần dùng tóc đem nhọn lỗ tai che lấp, liền sẽ không có người phát giác được bất kỳ khác thường gì. Đúng, những này nước khôi lỗi chỉ cần lắp đặt thủy linh thạch liền có thể khu động, liền làm cho ngươi giúp đỡ đi. Hắc Lân là trời sinh quỷ thủy thánh linh thật mắt mặc kỳ lân huyết mạch hậu duệ, tinh thông thủy thuộc tính thần thông, cái này mấy cỗ nước khôi lỗi giao cho nàng đi thúc đẩy, nhất định có thể phát huy không tưởng được uy năng. Cái này có một cái chữ vật vòng tay, người đeo lên.
chấm ngoặc kép, chủ nhân, ngươi cho ta mang. Hắc Lân cười hì hì đem một con tuyết trắng cổ tay trắng ngả vào Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm mỉm cười, đem chữ vật vòng tay mang tại nàng kiều nộn bàn tay nhỏ trắng noãn bên trên. Cái này chữ vật vòng tay chạm chỗ tinh xảo, dùng tài liệu khảo cứu, phảng phất một kiện cực phẩm phỉ thúy vòng tay, chiếu rọi phải Hắc Lân tuyết trắng gương mặt xinh đẹp đều xanh mơn mởn, nói không nên lời kiều mị diễm lệ, uyển chuyển vô song. Hắc Lân duỗi tay vuốt ve lấy chữ vật vòng tay, mừng rỡ dị thường, bỗng nhiên lại ở trên mặt đất một quyển, hóa thành một đầu đen nhánh mèo to, thả người chui tiến vào Tiêu Phàm trong ngực, chỗ sâu trắng nõn là đầu lưỡi, không ngừng liếm láp Tiêu Phàm mu bàn tay, lại đem lông xù đầu tại trong ngực hắn ủi đến ủi đi, Tiêu Phàm duỗi tay vuốt ve lấy nàng thuận hoạt da mao, khắp khuôn mặt là yêu chiều tiếu dung. Nguyệt sư về sau, Tiêu Phàm một thân một mình rời đi Long Tuyền thành, hóa thân thành một đạo bạch sắc độn quang, xẹt qua xanh thẳm chân trời, hướng phía tây bắc hướng kích bắn đi, nơi đó chính là đại tề nước phương hướng. Lúc này Tiêu Phàm, thần thái bay dương, vô luận thân thể hay là tinh thần, đều ở vào trạng thái đỉnh cao nhất, hùng hậu hạo nhiên chính khí, ở trong cơ thể hắn không ngừng lưu chuyển, trên mặt bảo quang trầm tĩnh, nguyên anh trung kỳ cảnh giới đã cơ bản vững chắc xuống. So sánh với vừa mới ngưng kết nguyên anh thời điểm, không thể so sánh nổi. Mấy ngày sau, Tiêu Phàm xuất hiện tại Thà Nước biên cảnh thành thị Bảy Quan Thành. Bảy Quan Thành là Thà Nước Tây Bắc bộ lớn nhất thành trì, lại hướng phương hướng Tây Bắc mấy chục ngàn bên trong, chính là Thà Nước cùng Tề Quốc giới núi. Ở đây, có không ít truyền tống trận, có thể truyền hướng Nam Châu Đại Lục các nơi. Lại là mấy ngày trôi qua, Tiêu Phàm đã xuất hiện tại Khanh Vân Thành. Bất quá thời khắc này Tiêu Phàm, sớm đã dịch dung giả dạng, Thiên Huyễn Diện đem hắn huyễn hóa thành một tên sắc mặt đen nhánh trung niên tu sĩ, có kim đan hậu kỳ tu vi, thân thể tráng kiệt, rất rõ ràng hay là một tên luyện thể sĩ. Cùng Tiêu Chân Nhân nho nhã ung dung bề ngoài nửa điểm đều không đáp giới. Khanh Vân Thành không có biến hóa quá lớn, trên thị trường vẫn như cũ người ta tấp nập, cũng không vì Tô Thiên Phong vẫn lạc mà nhận ảnh hưởng gì. Dù sao đối với Hạo Thiên Tông mà nói, một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ tổn thất hay là chịu đựng nổi. Nhưng ở Thiên Diệu Cung, tình hình lại hoàn toàn khác biệt. Mặt trời lặn về hướng Tây, đèn hoa mới lên. Thiên Diệu Cung tổng đàn tới gần Thiên Cơ Các một gian thiền điện, lại là đèn đuốc sáng trưng, trong điện mở bàn dự thính, ngay tại xếp đặt buổi tiệc, mười mấy tên tu sĩ cao cứ mà ngồi, hưởng dụng linh quả linh trà, rượu ngon món ngon. Những tu sĩ này, nam nữ nửa này nửa kia, nữ tử từng cái xinh đẹp như hoa, nam tu thì thống nhất tại trên vạt áo thêu lên Hạo Thiên Tông tiêu ký. Không hề nghi ngờ, đây là Hạo Thiên Tông cùng Thiên Diệu Cung, liên hoan. Ngồi tại chủ vị, là một tên tuổi chừng 40 trung niên tu sĩ, làn da trắng nõn, dung nhan tuấn lãng, cùng đã từng bị diệt sát Tô Thiên Phong đồng dạng, là cái điển hình mỹ nam tử. Bất quá người này tựa hồ đẹp đến mức có chút quá đầu, son phấn khí quá nặng, xuyên được cũng cùng rất xinh đẹp, xa xa xem xét, thậm chí sẽ khiến người nam nữ không phân. Nhưng vị này xinh đẹp mỹ nam tử lại rõ ràng tâm tính tốt đẹp, một người cao cứ thủ tọa, nhìn quanh ở giữa, dương dương tự đắc. Thậm chí ngay cả Thiên Diệu Cung chủ Ngô Hà đều chỉ có thể bên phải bên cạnh ngồi chỗ cuối tương bồi. Nhìn qua, mọi người đối dạng này số ghế an bài tốt giống cũng không có gì bất mãn. Nguyên nhân rất đơn giản, vị này xinh đẹp mỹ nam tử, trên thân lộ ra chính là nguyên anh trung kỳ linh lực kinh khủng ba động. Đồng thời hoàn toàn không phải Tô Thiên Phong loại kia vừa mới tiến cấp trung kỳ cảnh giới có thể so sánh, pháp lực hùng hậu, trong lúc phất tay, vô không lộ ra nhàn nhạt uy áp chi ý. Thậm chí ngay cả Tiêu Phàm diệt sát tên kia nội đường dài lão Âu Dương Uy, cảnh giới có vẻ như cũng còn so ra kém người này. Người này mặt mỉm cười, mặt mũi tràn đầy hòa khí, không giống như là tính tình ngang ngược người, chỉ bất quá, đang ngồi tu sĩ khác, lại từng cái rất cẩn thận, trên mặt mặc dù cũng mang theo ý cười, lại thời thời khắc khắc đang nhìn chăm chú xinh đẹp mỹ nam tử nhất cử nhất động, sợ ra cái gì sai lầm. Ngay cả Ngô Hà đều không ngoại lệ, xinh đẹp nam tử chậm rãi đặt chén rượu xuống. Ánh mắt tại Ngô Hà bên cạnh thân một tên tu nữ trẻ trên thân liếc qua, mỉm cười nói, Ngô Cung Chủ, mầm sư điệt lần này bế quan, thu hoạch rất nhiều, cảnh giới là hoàn toàn vững chắc. Thật đáng mừng, tên kia được xưng là mầm sư điệt tu nữ trẻ, tướng mạo không tính quá diễm lệ, chỉ là trung thượng chi tư, trên thân không ngờ có kim đan hậu kỳ linh áp ba động. Nghe vào, xinh đẹp nam tử là tại thuận miệng tán thưởng, mầm sư điệt lại dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, vội vã cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu. Thậm chí ngay cả đầy đặn thân thể mềm mại đều đang khe khẽ run rẩy, cho thấy rất sợ hãi. Ngô Hà bồi cười nói, Tần sư huynh quá khen, tiểu đồ bất quá may mắn đặt chân kim đan hậu kỳ mà thôi, ngay cả cảnh giới đều chưa vững chắc,
nơi nào xứng đáng Tần sư huynh quá khen. Xinh đẹp nam tử nhẹ khẽ vẫy một cái tay, ngừng lại Ngô Hà, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thiếu dung, từ tốn nói, Ngô cung chủ cũng không cần khiêm tốn, mầm sư điệt cảnh giới phải chăng vững chắc, Tần mỗ không mù, còn nhìn ra được. Không dối gạt Ngô cung chủ, Tần mỗ gần đây luyện công cũng đến quan trọng trước mắt, mầm sư điệt nếu là khó gặp huyền âm chi thể, đó cũng là khó được song tu bạn lữ. Tần mỗ bất hạnh, truyệt kinh tại mấy năm trước qua đời, nhưng lấy tại Hạ Hạo Thiên Tông 100 bộ viện trưởng lão thân phận, nghĩ đến cũng không đến nỗi bôi nhọ mầm sư điệt. Lại không biết Ngô cung chủ ý như thế nào. Không, chấm ngoặc kép, không đợi Ngô Hà đáp lại, mầm sư điệt đã bỗng nhiên ngẩng đầu đến, vội vã gọi một tiếng, tựa hồ mãnh tỉnh lại, lại dọa đến lập tức cúi đầu, gương mặt xinh đẹp sớm đã trắng bệch như tờ giấy. Một đám Hạo Thiên Tông nam tu lại ầm vang gọi tốt, có mấy cái uống nhiều mấy chén, càng là nghiêng liếc mầm sư điệt đầy đặn thân thể mềm mại, từng cái lộ ra cười dâm. Ngô Hà nụ cười trên mặt cũng biến thành cực kỳ miễn cưỡng, ngượng ngùng nói, Tần sư huynh, ngươi cũng biết, Lâm Nhi là môn hạ của ta thiên phú cao nhất đệ tử, tiểu muội đối nàng ký thác kỳ vọng, tương lai một ngày kia, có lẽ cũng có thể ngưng kết nguyên anh. Chấm ngoặc kép, vậy thì càng hẳn là song tu. Ngô Hà một lời chưa tất, Tần sư huynh liền không khách khí chút nào đánh gãy lời của nàng. Tần mỗ bất tài, tiến giai nguyên anh cũng có hơn 100 năm, khác không dám nói, một chút tu luyện tâm đắc kinh nghiệm vẫn phải có, mầm sư điệt chỉ cần nhập ta Tần thị trong môn, Tần mỗ tất nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Có Tần mỗ sớm chiều dạy bảo, ngừng kết nguyên anh chỉ là sớm muộn sự tình, Ngô cung chủ cần gì phải lo lắng. Ngô Hà tiếu dung sớm đã thu liếm, quai hàm khẽ cắn, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cho thấy phải ngay tại cưỡng ép kiềm chế mình phẫn nộ trong lòng. Cứ như vậy định, việc này không cần bàn lại. Ngô Hà chưa mở miệng, Tần sư huynh lại khoát tay chặn lại, không khách khí chút nào nói, ép căn bản không hề đem Ngô Hà để vào mắt. Mầm sư điệt có thể về ta Tần thị trong môn, là phúc khí của nàng. Có thay đổi về thứ tự chương nhưng chuyện vẫn tiếp tục. Chương 1106, trên trời rơi xuống cứu tinh. Nguyên bản đoàn người còn có chút làm không rõ ràng, không biết vị này nhất quán âm hiểm độc ác Tần trưởng lão, vì sao bỗng nhiên hào hứng đại phát, mời cung trong quản sự người cùng một chỗ uống rượu làm vui, nghe lời nói này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là muốn làm lại tân lang, lại nối tiếp nhân duyên. Dạng này, đại hảo sự, tự nhiên giá trị phải hảo hảo chúc mừng một phen. Một tịch rượu, đều vui mừng mà tán. Tần sư huynh không chút khách khí, trực tiếp đem mầm sư điệt mang về phủ đệ của mình, liền hỏi cũng sẽ không tiếp tục hỏi Ngô Hà một tiếng. Từ khi Tô Thiên Phong bị diệt sát về sau, Ngô Hà tại Thiên Diệu Cung địa vị liền trở nên cực kỳ xấu hổ. Lúc trước Tô Thiên Phong chủ trì Thiên Diệu Cung thời điểm, Ngô Hà nhiều ít còn có thể chen mồm vào được. Đổi vị này âm nhu Tần trưởng lão tới, Ngô Hà kia cái gọi là Thiên Diệu Cung chủ tôn ngậm, cơ bản liền trở thành một chuyện cười. Cái này Tần trưởng lão nhìn qua so Tô Thiên Phong muốn nhu hòa, không có như vậy ngạo khí, đối với người nào đều miệng cười thường mở. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là biểu tượng. Trên thực tế, Tần trưởng lão xa so Tô Thiên Phong ra tay ác độc được nhiều, không có chút nào thể diện có thể giảng. Vừa đến Thiên Diệu Cung, liền là đem Ngô Hà lạnh qua một bên, nắm hết quyền hành. Thiên Diệu Cung không rõ chi tiết, đều phải từ hắn định đoạt. Dù coi như là rất tầng dưới chót chỉ là việc nhỏ, có thể làm chủ cũng là hắn từ Hạo Thiên Tông mang tới đệ tử đích truyền, lúc trước Thiên Diệu Cung đệ tử chấp sự, cơ hồ tất cả đều sang bên, thành bài trí. Ai cũng giận mà không dám nói gì. Sự ác độc của người nọ thủ lạt, tại Hạo Thiên Tông chính là có tiếng, mảy may cũng không tại Âu Dương Uy phía dưới. Không ai dám lấy tính mạng của mình đi kiểm nghiệm một chút, truyền ngôn có phải là thật hay không. Biết rõ đệ tử của mình bị hắn cưỡng ép bắt đi, trên danh nghĩa là song tu bạn lữ, thực tế chính là thải bổ lô đỉnh. Ngô Hà cũng chỉ có thể đánh rất răng cùng máu nuốt, vô kế khả thi. Nàng còn phải vì tính mạng của mình suy nghĩ, vì Thiên Diệu Cung cái khác tỉ muội tính mệnh suy nghĩ. Hạo Thiên Tông là không thể kháng cự, trơ mắt nhìn xem dê vào miệng cọp, không có biện pháp nào. Tần trưởng lão tâm tình rất tốt, chủ động giữ chặt mầm sư điệt tiêm tiêm tố thủ, bước chân nhẹ nhàng, giật hưng bay tứ tung. Càng về sau, mầm sư điệt cơ hồ là hoàn toàn dựa vào ở trên người hắn, bị hắn ôm hướng về phía trước. Bằng không mà nói, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng phía dưới trượt chân. Tần trưởng lão phủ đệ yên tĩnh thanh u, là Thiên Diệu tiên tử lúc trước chỗ ở. Tô Thiên Phong nhập chủ Thiên Diệu cung, ngại Thiên Diệu tiên tử chỗ ở khí tức nữ nhân quá nặng, không muốn vào ở. Tần trưởng lão lại tựa hồ như không có dạng này kiêng kỵ, hắn thấy, Tô Thiên Phong chỗ ở của mình mới là phong thủy bất lợi. Không phải,
Tô Thiên Phong cũng không đến nỗi ngay cả bảo tọa đều còn không có ngồi ấm chỗ, liền bị Thiên Diệu Tiên Tử diệt sát đi. Ngược lại là Thiên Diệu Tiên Tử bị nhiều như vậy Nguyên Anh đồng đạo truy sát, lại một mực nhảy nhót tưng bừng, bốn phía diễu võ dương oai, bởi vậy có thể thấy được. Thiên Diệu Tiên Tử lúc trước chỗ ở, phong thủy bố cục còn là rất không tệ. Nói thật, lúc ấy bị lớn chấp pháp chính miệng điểm danh, phái hắn đến chủ trì Thiên Diệu Cung. Tần trưởng lão hơi có chút không tình nguyện. Hắn luyện công chính đến khẩn yếu quan khẩu, mảy may cũng không muốn vì những này trần tục sự tình phân tâm. Chỉ là lớn chấp pháp chi mệnh không thể trái, bất đắc dĩ mới đuổi tới cái này vắng vẻ Khanh Vân Châu tới. Ai ngờ lại tại Thiên Diệu Cung nhặt được dạng này một cái bảo bối. Huyền âm chi thể, mặc dù so sánh với thiên âm chi thể còn có vẻ không bằng, nhưng cũng là hiếm thấy song tu pháp thể. Nhất là cái này huyền âm chi thể đối tăng tiến vào nam tính tu sĩ tu vi, đột phá bình cảnh có hiệu quả. Tần trưởng lão mấy năm này một mực tại đau khổ tìm kiếm cùng loại thải bổ lô đỉnh, chỉ là vội vàng ở giữa. Chỗ nào có thể toại nguyện, không nghĩ tới đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Hay là một tên đã tu luyện tới kim đan hậu kỳ cảnh giới xử nữ. Quả thực chính là thượng thiên ban ân a. Tại tu chân giới, nữ tu số lượng xa kém xa nam tu, nhất là tu sĩ cấp cao bên trong, nam tu càng là chiếm cứ đại đa số. Bởi vậy cấp bậc tương đương song tu bạn lữ, cực kỳ hiếm thấy. Mỗi lần nữ tử đạp chân kim đan kỳ, bên người lập tức liền sẽ toát ra một đống lớn nam tính tu sĩ, cạnh tướng truy cầu. Kim đan hậu kỳ nữ tu, đã coi như là phi thường hy hữu. Huyền âm chi thể càng là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Như không phải là bởi vì Thiên Diệu Cung thất thế, dù coi như tần trưởng lão lấy Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đường đường thân phận, cũng chưa chắc có thể cưới được mầm sư điệt dạng này kim đan hậu kỳ nữ tu làm vợ. Lại không nghĩ nhặt cái có sẵn tiện nghi. Về phần mầm sư điệt trong lòng là không tình nguyện, căn bản liền không tại tần trưởng lão cân nhắc bên trong. Tu chân giới vốn là mạnh được yếu thua, lúc nào luận đến kẻ yếu lời nói có trọng lượng rồi. Tần sư bá, van cầu ngươi, tha cho ta đi. Chấm ngoặc kép, đi tiến vào tần trưởng lão bố trí được tràn đầy son phấn mùi hương phòng ngủ, mầm sư điệt rốt cục nhịn không được, phù phù, một tiếng, quỳ xuống, hướng tần trưởng lão trùng điệp dập đầu. Run giọng cầu khẩn nói. Mầm sư điệt, cái này là vì sao? Ta đối với ngươi cũng vô ác ý a. Chấm ngoặc kép, tần trưởng lão song mi một dương, ra vẻ kinh ngạc nói, trong đôi mắt, lại không che giấu chút nào toát ra mỉa mai chi ý đều đã đến nơi này, còn có thể tha, ngươi sao? Quả thực chính là nói đùa. Tần sư bá, đệ tử xuất thân cơ khổ, có thể đi cho tới hôm nay một bước này, thật rất không dễ dàng, trải qua gian nan khốn khổ. Mong rằng sư bá có thể là yêu đệ tử, lòng từ bi. Đệ tử sau này chính là làm trâu làm ngựa, cũng muốn báo đáp sư bá đại ân đại đức. Chấm ngoặc kép, mầm sư điệt trắng nõn trên mặt nước mắt chảy ngang, tiếng buồn bã nói. Mầm sư điệt, ta nghĩ ngươi khẳng định là hiểu lầm. Ta không phải để ngươi làm thiếp, là cưới ngươi làm vợ. Ta song tu bạn lữ sớm mấy năm đã vẫn lạc rơi, ta hiện tại là lẻ loi một mình. Song tu chi pháp, các môn các phái đều có. Một mực lưu truyền đến nay, đôi nam nữ song phương đều có lợi ích to lớn. Mầm sư điệt cần gì phải sợ hãi? Tần trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ khó hiểu. Mầm sư điệt chỉ là dập đầu, cầu khẩn nói, tần sư bá, đệ tử bồ liễu yếu đuối, không dám hy vọng xa vời thành làm sư bá song tu bạn lữ, tình nguyện tại sư bá tọa hạ phụng dưỡng, mời sư bá chiếu cố. Chấm ngoặc kép, mầm sư điệt, nói như vậy, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi. Tần trưởng lão nụ cười trên mặt thu liếm, dần dần dơ lên song mi, lộ ra vẻ dữ tợn. Ngay tại quỳ xuống đất cầu khẩn mầm sư điệt, đột nhiên đứng dậy, dưới chân độn quang cùng một chỗ, phiêu nhiên hướng lui về phía sau mấy bước, vụt một tiếng, trong tay đã cầm một thanh hàn lóng lánh đoản kiếm, không chút do dự gác ở trên cổ của mình, khóc đến đỏ bừng hai mắt gắt gao tiếp cận tần trưởng lão, như muốn phun ra lửa, nuốt nước miếng một cái, tức giận nói, tần sư bá, xin ngươi đừng bức ta. Nếu không, đệ tử tình nguyện chết ở chỗ này, cũng tuyệt không đáp ứng làm ngươi lô đỉnh. Lẽ nào lại như vậy? Ai nói là lô đỉnh rồi? Ngươi là ta song tu bạn lữ, nếu ngươi không tin, ta có thể ngày mai liền cử hành chính thức song tu đại điện, chiêu cáo Khanh Vân Thành chư vị đồng đạo, người Miêu Lâm là ta tần mẫu người thê tử. Chẳng lẽ trở thành một tên Nguyên Anh tu sĩ song tu bạn lữ, không phải rất vinh quang sự tình sao? Chỉ cần ngươi trở thành thê tử của ta, dù là ngươi muốn trở thành Thiên Diệu Cung cung chủ, ta cũng có thể như ngươi mong muốn. Miêu Lâm liền cười lạnh, lạnh lùng nói, tần sư bá, ngươi cũng không cần gạt ta, Miêu Lâm không là tiểu hài tử.
nếu là ta đoán không lầm, người đã đổi ba vị song tu bạn lữ a. Ta là cái thứ tư, ngươi những cái kia thê tử đến cùng là thế nào chết, chẳng lẽ còn muốn ta đến nói cho ngươi sao? Tần trưởng lão sắc mặt rốt cục hoàn toàn chìm xuống dưới, bổ đầy son phấn trên mặt dầu lóng lánh, tại sáng tỏ nguyệt quang thạch chiếu dọi phía dưới, lộ ra phá lệ đáng sợ. Nói như vậy, ngươi đã sớm tại thăm dò ta hết thảy rồi. Là ai sai xử ngươi? Tần trưởng lão thanh âm, nguyên bản cùng hắn bề ngoài đồng dạng, có chút nhu hòa, thậm chí mang theo nương nương khang. Lúc này lại âm lãnh vô so, nghe được người cả người nổi da gà đều bốc lên. Cái này còn cần ai đến sai xử sao? Đã Hạo Thiên Tông phái ngươi qua đây, chúng ta Thiên Diệu cung từ trên xuống dưới, ai không quan tâm tình hình của ngươi? Các ngươi Hạo Thiên Tông thải bổ chi pháp, tại chính nói trong tông môn thế nhưng là có tiếng. Miêu Lâm lạnh lùng nói, mặt mũi tràn đầy kiên quyết chi sắc, hiển nhiên là không thèm đếm xỉa. Dù sao họ Tần này không có ý định bỏ qua cho nàng. Kia cần gì phải lại hướng hắn yếu thế cầu khẩn. Tả hữu bất quá là cái chữ chết. Rất tốt, đã ngươi đều biết, kia bản trưởng lão cũng liền lười nhác cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Ngươi cũng là người thông minh, nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ ta còn có thể cho ngươi một đầu tiền đồ tươi sáng. Ta cấp ngươi huyền âm chân nguyên, tự sẽ cho ngươi đầy đủ đền bù. Ngày sau tại chỉ điểm của ta phía dưới, ngưng kết nguyên anh cũng chỉ là bình thường. Ngươi nếu là không thức thời, vậy coi như đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ngươi cho rằng dựa vào ngươi chút tu vi ấy, liền có thể ở trước mặt ta đào tẩu không thành. Cùng nó đến lúc đó bị buộc đi vào khuôn khổ, còn không bằng hiện tại liền ngoan ngoãn cùng ta thành thân. Tần trưởng lão liếc Miêu Lâm một chút, không chậm không nhanh nói, thần thái nhẹ nhõm, dù bận vẫn ung dung. Mặc kệ Miêu Lâm phải chăng biết được cách làm người của hắn, song phương thực lực tuyệt đối bày ở đây, lại là không thể nghi ngờ. Chỉ là một tên kim đan hậu kỳ nữ tu, đừng bảo là ở trước mặt hắn đào tẩu, coi như muốn tự sát, đó cũng là tuyệt đối làm không được. Tần trưởng lão chỉ cần vừa ra tay, Miêu Lâm ngay cả tự sát cơ hội đều không có. Ngươi mơ tưởng, cùng lắm thì chết, Miêu Lâm dứt khoát nói, thủ đoạn siết chặt, liền muốn chặt đứt cổ của mình. Lại nghe được, xùy, một tiếng vang nhỏ, trước mắt kim quang lóe lên, chỉ cảm thấy bàn tay tê dần, leng keng, một tiếng, đoạn kiếm không cầm nổi, rớt xuống đất, theo sát lấy. Toàn thân đều là tê dại một hồi, toàn thân khí lực, phảng phất đang nháy mắt bị hấp thu không còn, Miêu Lâm đứng không vững, ngã xuống đất. Tần trưởng lão cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng. Miêu Lâm mặt như màu đất, thân thể mềm mại kìm lòng không đặng run rẩy lên. Ở trước mặt ta, ngươi cho là mình thật sự có sức phản kháng a? Cái này Thiên Diệu cung hết thảy, đều là của ta. Ta muốn người đó là ai, nghĩ muốn như thế nào vậy liền như thế nào. Các ngươi những này cặn bã còn lại, trừ ngoan ngoãn nghe lời, không còn cách nào. Tần trưởng lão ngạo nghễ nói, kia cỗ cao cao tại thượng thần thái cùng ngữ khí, không có tiến hành mảy may che giấu. Lập tức khẽ vươn tay, liền hướng mềm liệt trên mặt đất Miêu Lâm vồ xuống. Vô luận ai dám phản kháng chúng ta Hạo Thiên Tông, đều là một con đường chết. Thật sao, đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên vang lên. Ta còn lệch không tin tà, ai, tần trưởng lão giật nảy cả mình. Cò tay một cái, dưới chân độn quang đột khởi, bỗng nhiên hướng một bên lóe lên, giương một tay lên, đầy trời lôi điện nổi lên, nháy mắt hơn phân nửa phòng ngủ đều tại lôi điện chi lực bao phủ phía dưới. Chương 1107, Hạo Dương Viện thủ tọa. Tần trưởng lão không hổ là nguyên anh trung kỳ đại cao thủ, phản ứng cũng không chậm, xuất thủ không thể bảo là không hung ác. Chỉ tiếc, tại Thiên Diệu tiên tử trước mặt, đây hết thảy đều là phí công. Đầy trời lôi điện đều đánh vào không trung. Một bóng người màu đen, ở bên người hắn vô thanh vô tức xông ra. Giờ khắc này, tần trưởng lão chỉ cảm thấy sát khí tập thể, nháy mắt lại có vẫn là kinh dị cảm giác. Từ khi hắn ngưng kết nguyên anh đến nay, còn chưa hề đụng phải tình hình như vậy, không khỏi vong hồn đại mạo, thầm kêu một tiếng, không tốt, không cần suy nghĩ, liền đem một kiện bảo mệnh pháp bảo tế ra. Đúng lúc này, một đạo lạnh lẽo kình phong từ bên trái kích xạ mà đến, nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên hạ xuống, như là rơi vào trong hầm băng. Tần trưởng lão bảo mệnh pháp bảo vừa mới tế ra, liền chỉ nghe, răng rắc, một tiếng vang giòn, bảo mệnh pháp bảo chưa phát huy ra một nửa uy năng, liền bị đánh trúng vỡ nát, tần trưởng lão tâm thần rung mạnh, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun tới, ngay sau đó cùng lúc đau đớn một hồi, cả người đều kìm lòng không đặng bay lên, người còn tại giữa không trung, từng ngụm máu tươi liền liên tiếp không ngừng mà phun rơi xuống dưới. Vừa giao thủ một cái, thậm chí ngay cả đối phương bộ dáng cũng còn không thấy rõ ràng. Phách lối không ai bị nổi tần trưởng lão,
liền đã bản thân bị trọng thương. Miêu Lâm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy, vừa kinh vừa sợ, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. A, à, Thiên Diệu tiên tử trong miệng phát ra nhẹ kêu thanh âm, tựa hồ đối với này có chút kinh ngạc. Họ Tần này bất quá là chỉ là trung kỳ tu sĩ thôi, tại nàng đánh lén phía dưới, thế mà không có một kích mất mạng, còn để lại một hơi, coi là thật có chút nằm ngoài dữ liệu của nàng. Theo lý, đường đường hậu kỳ đại tu sĩ, phải làm tự trọng thân phận, không nên phía sau ngầm thi đánh lén. Nhưng những này cái gọi là quy củ, đối Thiên Diệu tiên tử mà nói. Đều là phù vân mà thôi, nàng mới không thèm để ý. Lại nói, Hạo Thiên Tông Hạo Nhật môn những này cái gọi là chính đạo tông môn đối phó nàng cùng Thiên Diệu cung thủ đoạn, chẳng lẽ liền quang minh chính đại rồi. Huệ Thiên Hào còn không phải âm thầm đánh lén nàng. Đã như vậy, vậy thì càng bất tất câu nệ tại cái gì quy củ. Xử lý địch nhân, bảo trụ chính mình, mới là vương đạo, ngươi là ai, cớ gì âm thầm đả thương người. Thật vất vả, Tần trưởng lão tại mấy trượng bên ngoài ổn định thân thể, vừa sợ vừa giận kêu lên, loè loẹt trên mặt hiện ra cực kỳ không bình thường đỏ ửng, hai mắt như muốn phun ra lửa. Vừa rồi kia một chút đánh lén, nếu không phải hắn kịp thời tế ra bảo mệnh pháp bảo, chỉ sợ lúc này đã vẫn lạc mà chết. Đối phương xuất thủ chi hung ác, thật khiến cho người ta tâm hàn. Cung chủ, Miêu Lâm rốt cục lấy lại tinh thần, mắt nhìn lấy từ chỗ tối hiện thân Thiên Diệu tiên tử, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, kêu lên. Lúc này, Tần trưởng lão cũng từ Thiên Diệu tiên tử trên thân cảm thụ đến cuối cùng đại tu sĩ linh lực ba động. Một gương mặt lập tức biến thành thổ hoàng sắc, ánh mắt lộ ra sợ hãi đến cực điểm thần sắc, gắt gao tiếp cận kiệu huyền chuyển nữ tử áo đen, ăn một chút nói các hạ là trời diệu phu nhân. Trừ Thiên Diệu tiên tử, sẽ không còn thứ hai nữ tính đại tu sĩ sẽ bị Miêu Lâm xưng là cung chủ. Khó trách người này giấu trong phòng ngủ, mình lại không hề có cảm giác. Nơi này vốn là Thiên Diệu tiên tử chỗ ở cũ. Trong đó giấu giếm không ít cơ quan, mình lại nơi nào làm được rõ ràng rồi. Xem ra các ngươi Hạo Thiên Tông thật đúng là không hấp thụ giáo huấn a, chết một cái Tô Thiên Phong, lại phái ngươi qua đây. Rất tốt, tới một cái, ta liền giết một cái. Thiên Diệu tiên tử nhìn qua hắn, lạnh lùng nói. Tần trưởng lão bỗng nhiên liền cười, đưa tay lau khô khóe miệng máu tươi, chậm rãi đứng thẳng người, nhìn về phía Thiên Diệu tiên tử ánh mắt, tràn ngập mỉa mai chi ý. Tựa hồ vừa mới bị người ám toán không phải hắn, mà là Thiên Diệu tiên tử. Thủy đạo bạn lời này, không khỏi nói đến quá nhờ hơi lớn, thật đem chúng ta Hạo Thiên Tông xem như quả hồng mềm không thành. Đúng lúc này, một tiếng nói giả nua vang lên, nói chữ thứ nhất thời điểm, tựa hồ còn tại chỗ rất xa, khi một chữ cuối cùng vừa dứt, cũng đã gần trong gang tấc. Ngay sau đó, ầm vang một tiếng thật lớn, lôi quang lóa mắt, toàn bộ phòng ngủ nóc nhà, lập tức bị kim quang lóng lánh phích lịch nhấc lên. Bay không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vô số mảnh gỗ vụn ngói vỡ tứ tán vẩy ra mà hạ. Chỉ thấy giữa không trung, dưới ánh trăng, một tên râu bạc trắng tóc trắng lão giả đứng lơ lửng trên không, toàn thân bạch bào đón gió bay múa, phiêu nhiên có xuất trần thái độ, từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên trong phòng ngủ hết thảy, trên thân thình lình tản ra nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cường đại linh áp. Tần trưởng lão lập tức lên dây cót tinh thần, phi thân lên, ở giữa không trung cùng lão giả râu bạc trắng đứng sóng vai. Ôm quyền kêu lên, đồng đều sư huynh. Lão giả râu bạc trắng liếc mắt nhìn hắn, song nghi nhăn lại, không vui nói, Tần sư đệ, làm sao như vậy không cẩn thận. Đã sớm gọi ngươi thời khắc để phòng kia yêu nữ, ngươi lệch không nghe, còn muốn ở tại nàng ban đầu trong phòng ngủ, quả thực chính là tự tìm phiền toái. Dưới mắt cũng không liền bị thiệt lớn, Tần trưởng lão lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, cúi đầu, không dám mở miệng. Đồng đều sư huynh mặc dù cũng không chấp trưởng chấp pháp đường. Nhưng tính tình khắc nghiệt, tác phong làm việc cẩn thận tỉ mỉ, tốt nhất vẫn là không muốn cùng hắn mạnh miệng. Nếu không tự dưng thụ một trầu giáo huấn, lại là tội gì? Ngay tại cái này lời thoại trong chốc lát, lại có hai vệt độn quang bay vụt mà đến, tại phòng ngủ trên không dừng lại thân hình, thân bên trên tán phát lấy nguyên anh trung kỳ đỉnh phong linh áp, cùng đồng đều sư huynh thành thế chân vạc, hình thành vòng vây, đem Thiên Diệu tiên tử vây ở trong đó. Cái này hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tay cầm kim hoàng sắc lôi chùy, hiển nhiên đối Hạo Dương thần lôi cực kỳ tinh thông, đều nhìn chằm chằm, nhìn định Thiên Diệu tiên tử. Hừ, Hạo Thiên Tông Hạo Dương viện ba đại cao thủ đều tề tựu, quả nhiên là không tiếc vốn gốc. Thiên Diệu tiên tử ánh mắt tại ba người trên mặt một quét qua, hừ lạnh một tiếng, nói. Vị này nguyên anh hậu kỳ đồng đều trưởng lão, chính thức Hạo Thiên Tông Hạo Dương viện thủ tọa đại trưởng lão. Hạo Thiên Tông 100 bộ viện là chuyên môn nghiên cứu những tông môn khác phương pháp tu luyện, cung cấp Hạo Thiên Tông đệ tử tham khảo.
bởi vì cái gọi là nó núi chi thạch có thể công ngọc. Mà Hạo Dương Viện vừa vặn tương phản, chuyên môn phụ trách tinh nghiên Hạo Thiên Tông bản môn công pháp. Từ xưa đến nay, Hạo Thiên Tông 100 bộ viện thủ tọa còn có thể từ Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đảm nhiệm, nhưng Hạo Dương Viện thủ tọa trưởng lão lại nhất định là hậu kỳ đại tu sĩ. Ngay cả hậu kỳ cảnh giới cũng không thể đạt tới người, có tư cách gì chủ trì Hạo Dương Quyết tinh nghiên. Hai vị khác Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, Thiên Diệu Tiên Tử cũng là quen thuộc, hai vị này là Hạo Dương Viện gần với đồng đều trưởng lão cao thủ, cùng đồng đều trưởng lão đồng dạng, tinh nghiên Hạo Thiên Tông bản môn công pháp. Luận Nguyên Bác, ba người này tự nhiên kém xa 100 bộ viện trưởng lão, nhưng nếu luận đối bản môn công pháp tinh thông, dù coi như là cùng là đại tu sĩ 100 bộ viện thủ tọa cửu trưởng lão, cũng rất là không bằng. Thiên Diệu Cung tại Hạo Thiên Tông trong mắt, nhất quán là tà ma ngoại đạo, đã muốn cầm nã trời Diệu phu nhân, tự nhiên hay là danh xưng thiên hạ chí dương, Hạo Dương thần lôi càng thêm đáng tin cậy. Thủy đạo bạn đã là một phái chi tôn, tất nhiên là xứng đáng coi trọng như vậy. Đồng đều trưởng lão ánh mắt sắc bén tại Thiên Diệu tiên tử thân bên trên qua lại liếc nhìn, song mi chậm rãi dương lên. Theo Hạo Nhật môn Huệ đạo hữu nói, thủy đạo bạn trọng thương chưa lành, ta lúc trước còn có nghi hoặc. Hiện tại xem ra, Huệ đạo hữu cũng không có hoang ngôn khi dễ. Thủy đạo bạn thương thế nặng nề, từ đầu đến cuối không cách nào phục hồi như cũ a. Nếu không, chính là khoảng thời gian này lại cùng người tranh đấu, thụ ám thương. Thiên Diệu tiên tử sắc mặt hơi đổi một chút. Đến cùng không hổ là Hạo Thiên Tông đứng đầu nhất mấy vị đại cao thủ một trong, đồng đều trưởng lão mắt sáng như đuốc, liếc thấy được đi ra, nàng hiện tại tiêu chuẩn giảm lớn, chỉ miễn cưỡng duy trì lấy hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới, cùng lúc trước tướng so, yếu không ít, thực tế không giống như là một vị thành danh đã lâu đại tu sĩ. Cưỡng ép lấy bản mệnh chân nguyên trợ giúp Tiêu Phàm tăng lên cảnh giới, thậm chí ngay cả bản mệnh châu đều bị Tiêu Phàm luyện hóa lấy về mình dùng, Thiên Diệu tiên tử có thể duy trì hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới không rơi xuống. Đã vô cùng ghê gớm. Thủy đạo bạn là người thông minh, lấy người dưới mắt loại cảnh giới này, muốn cùng lão phu sư huynh đệ đối đầu, kia là tự tìm đường chết. Không bằng ngoan ngoãn hợp tác tốt, lão phu kính người cũng là hậu kỳ đại tu sĩ, nhất định sẽ không để cho thủy đạo bạn quá lúng túng, điểm này, lão phu có thể cam đoan. Đồng đều trưởng lão lại chậm rãi nói, Thiên Diệu tiên tử cười lạnh, nói, lấy một địch ba, ta xác thực không có chiến thắng nắm chắc. Nhưng các người nghĩ phải bắt được ta. Chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Thật sao, vậy cũng đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Kết trận, đồng đều trưởng lão quát khẽ một tiếng, cánh tay lắc một cái, một thanh kim sắc lôi chùy nổi lên, cùng cái khác hai vị Hạo Dương viện trưởng lão cùng một chỗ, đem kim sắc lôi chùy giơ lên thật cao. Như là Thiên Diệu tiên tử lời nói, đơn đả độc đấu, đồng đều trưởng lão một thân một mình liền có nắm chắc có thể đánh bại nguyên khí trọng thương Thiên Diệu tiên tử, hoàn toàn không cần các sư đệ giúp đỡ. Nhưng muốn bắt sống một tên cùng giai đại tu sĩ, độ khó liền không phải bình thường. Tốt nhất vẫn là liên thủ nhất trí, mượn lực trận pháp, ổn thỏa nhất. Cái này cơ bản nhất tam tài trận nhìn qua đơn giản, bọn hắn sư huynh đệ ba người xác thực đã tinh nghiên nhiều năm, sớm đã làm được tâm ý tương thông, hết sức ăn ý. Tâm niệm vừa động, liền có thể kết trận hoàn thành, nháy mắt đem Hạo Dương thần lôi uy lực phát huy đến cực hạn. Tần trưởng lão biến sắc, vội vàng hiện lên một bên. Hắn mặc dù cũng là Hạo Thiên Tông trưởng lão, tu luyện chủ công pháp cũng là Hạo Dương thần lôi, nhưng lại cũng không lệ thuộc vào Hạo Dương viện, mặc dù hắn cũng có Nguyên Anh trung kỳ tiêu chuẩn, thụ thương trước đây, đồng đều trưởng lão đám ba người hiển nhiên ai cũng không có đem hắn để vào mắt, ẩn ẩn đem hắn xem như vướng víu. Nói đến, Hạo Thiên Tông nhất ngạo khí ra hỏa, không phải là nội đường những cái kia hạch tâm trưởng lão, cũng không phải chấp pháp đường những cái kia mặt lạnh lạnh tâm chấp pháp trưởng lão, mà là Hạo Dương viện người. Mỗi một cái có thể trúng tuyển Hạo Dương viện người, mặc kệ là Nguyên Anh trưởng lão hay là Kim Đan kỳ trở xuống đệ tử cấp thấp, không có chỗ nào mà không phải là cùng giai bên trong người nổi bật, đối bản môn chủ tu công pháp có đặc biệt lĩnh ngộ, cơ sở vững chắc nhất, bản lĩnh nhất vững chắc. Hạo Thiên Tông đệ tử, đều đem trúng tuyển Hạo Dương viện xem như lớn lao vinh quang. Tại Hạo Dương viện các trưởng lão trong mắt, tần trưởng lão dạng này ngoại đường trưởng lão cùng dưới trướng hắn ngoại đường đệ tử. Cơ hồ chính là không làm việc đàng hoàng, đại danh từ. Tần trưởng lão mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng giận mà không dám nói gì. Bất kể nói thế nào, nếu như đồng đều sư huynh không có kịp thời chạy đến lời nói, hắn vừa rồi chỉ sợ đã chết tại Thiên Diệu tiên tử trong tay. Từ Thiên Diệu tiên tử ánh mắt bên trong, tần trưởng lão rõ ràng cảm nhận được lạnh như băng sát cơ. Chương 1108, tốt phụng về kế điệu hổ ly sơn. Chỉ bất quá trong khoảnh khắc, giữa không trung liền đã kim quang lóa mắt,
ba thanh kim hoàng sắc lôi chùy, từ đó phun ra từng đạo thô to kim sắc lôi điện, tại không trung xen lẫn thành một chương to lớn lôi võng, chiếu sáng rạng rỡ. Vừa mới miễn cưỡng đứng dậy Miêu Lâm, trong chốc lát lại dọa đến mặt như màu đất, toàn thân như nhũn ra. Ba tên cao giai nguyên anh tu sĩ liên thủ, trong đó còn có một vị thành danh đã lâu hậu kỳ đại tu sĩ, riêng là cái này lôi võng chi bên trên truyền đến hiển hách uy áp, cũng không phải là nàng chỉ là một tên kim đan kỳ đệ tử có thể chịu được. Thiên Diệu tiên tử sắc mặt chấn định như hằng, ống tay áo lắc một cái, một cỗ đại lực tuôn ra, cuốn lên dọa đến gân xốp giòn xương mềm Miêu Lâm, trong chớp nhoáng liền đưa đến ngoài phòng ngủ mấy trượng chi địa phương xa. Vẻn vẹn chỉ là như thế một trì hoãn, đầy trời kim sắc phích lịch liền thẳng bổ xuống. Đồng đều trưởng lão biết rõ, đối phó Thiên Diệu tiên tử dạng này kỳ kỹ đông đảo cùng giai đại tu sĩ, chỉ thắng mấu chốt chỉ có một chữ, đó chính là nhanh. Càng nhanh càng tốt, tiếng ầm vang bên trong, toàn bộ phòng ngủ đều bị kim sắc lôi điện hoàn toàn bao phủ, không có nửa phân góc chết. Tần trưởng lão mặc dù tránh sang một bên, điện quang thạch hỏa nháy mắt, cũng có thể nhìn thấy, một đạo thô to kim sắc lôi điện, chính chính oanh chúng Thiên Diệu tiên tử đỉnh đầu, lập tức toàn bộ phòng ngủ liền bị lôi điện bao phủ, cái gì đều không nhìn thấy. Trọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, oanh minh thiểm điện mới dần dần lắng lại, bắn ra bốn phía điện quang cũng dần dần tiêu tán, lôi điện bao phủ phía dưới phòng ngủ, đã sớm bị san thành bình địa, tất cả mọi thứ đều biến thành bột mịn, không có nửa điểm hoàn chỉnh chi vật lưu giữ lại. Khó khăn lắm bị Thiên Diệu tiên tử chuyển qua ngoài cửa Miêu Lâm nhìn xem đây hết thảy, nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Nếu như không phải tại thời khắc mấu chốt, cung chủ cứu nàng một mạng, lúc này nàng sớm đã hóa thành cho bụi, nơi nào còn có mệnh tại. Thế nhưng là, cung chủ đâu? Cung chủ đi nơi nào? Phòng ngủ đã bị phích lịch oanh vì bụi đất, lại cũng không thấy Thiên Diệu tiên tử bóng dáng. Chẳng lẽ liền dưới một kích này, Thiên Diệu tiên tử cũng biến thành cho bụi? Cứ việc Hạo Dương viện tam tài trận uy lực không tầm thường, nhưng cũng tuyệt đối không thể đem đường đường một tên hậu kỳ đại tu sĩ một kích diệt sát. Bất luận một vị nào tu sĩ, có thể tiến giai đến nguyên anh hậu kỳ, liền đều không phải đèn đã cạn dầu, há có thể tùy tiện vẫn lạc. Điêu trùng tiểu kỹ, vững vàng ngừng ở giữa không trung đồng đều trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên xoay người, trong tay kim sắc lôi chùy một dương, một đạo thô hơn cánh tay hồ quang điện, hướng cách đó không xa một gốc cổ thụ mãnh kích mà hạ. Phích lịch lướt qua, số ôm phẩm chất đại thụ trong khoảnh khắc hóa thành một sợi khói xanh, cái gì đều không có lưu lại. Không hổ là hậu kỳ đại tu sĩ, một kích chỉ uy. Quả là tại tư, đại thụ gốc rễ, một trận gợn nước vặn vẹo qua đi, Thiên Diệu tiên tử thân ảnh màu đen nổi lên, trên mặt thoảng qua mang theo vẻ kinh ngạc, tựa hồ đối với đồng đều trưởng lão có thể nhanh như vậy tìm đến mình chỗ ẩn thân cảm thấy có chút kinh dị. Thủy đạo bạn, ngươi cũng là thành danh đã lâu hậu kỳ đại tu sĩ, một phái chi tôn, có thể chiến thì chiến, không thể chiến liền đầu hàng. Dạng này giấu đầu lộ đuôi, tính cao thủ gì? Đồng đều trưởng lão lạnh lùng nói, dung mạo nghiêm trọng. Thiên Diệu tiên tử liền cười. Từ tốn nói, các ngươi mấy người kết trận, cùng một mình ta chém giết, nguyên lai tính là phong phạm cao thủ. Hạo Thiên Tông không muốn mặt, hôm nay ta xem như lĩnh giáo. Hừ, thủy đạo bạn miệng lưỡi bén nhọn. Đáng tiếc a, tu chân giới là cường giả vi tôn, ngươi lại nhanh mồm nhanh miệng, cũng muốn so tài xem hư thực. Thật sao, các ngươi vẫn luôn muốn bắt ta, vậy liền thử một chút xem sao. Nhìn các ngươi có phải hay không có loại này bản sự. Thiên Diệu tiên tử cười lạnh một tiếng, thân thể một trận vặn vẹo, bỗng nhiên lại từ nguyên địa mất đi tung tích. Truy, đồng đều trưởng lão không chút do dự, hướng góc tây bắc kích bắn đi, tựa hồ đối với Thiên Diệu tiên tử ẩn nấp chi thuật, hết sức quen thuộc. Quả nhiên, Thiên Diệu tiên tử thân hình tại góc tây bắc hiện ra, cũng không quay đầu lại, như là mũi tên, hướng bên ngoài tường rào phi độn mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, phích lịch đại tác. Số đạo kim sắc lôi điện, hướng Thiên Diệu tiên tử đỉnh đầu đánh mạnh mà xuống, thanh thế mạnh, mảy may cũng không tại đồng đều trưởng lão Hạo Dương thần lôi phía dưới. Thình lình lại là một vị hậu kỳ đại tu sĩ đến. Sư tỷ, đại trưởng lão liệu sự như thần, người thật lại đến rồi. Theo cái này lôi điện chi lực hiện thân mà ra, chính là Hạo Nhật môn môn chủ Huệ Thiên Hào. Cùng đồng đều trưởng lão đồng dạng, tay cầm kim sắc lôi chùy, đứng giữa không trung, uy phong lẫm liệt. Từ trên cao nhìn xuống chừng ở Thiên Diệu tiên tử, trong hai mắt mang theo khó mà ức chế vẻ hưng phấn. Đại trưởng lão bói toán như thần, mọi người ở đây ôm cây đợi thỏ, quả nhiên đợi đến Thiên Diệu tiên tử tự chui đầu vào lưới. Xem ra, kia bí điện bên trong đồ vật, không những đối với chúng ta rất trọng yếu, đối chính ngươi càng trọng yếu hơn. Lôi quang chớp động bên trong, đồng đều trưởng lão Tần trưởng lão mấy người cũng đuổi theo,
cùng Huệ Thiên Hào cùng một chỗ, đối Thiên Diệu Tiên Tử hình thành vây kín chi thế. Thiên Diệu Tiên Tử không nói hai lời, thân hình dừng lại, hối hả hướng một phương hướng khác phi độn mà đi. Đúng lúc này, Thiên Cơ Các bên kia, một đạo nghìn dặm phù bỗng nhiên phóng lên tận trời, ngay sau đó, một bóng người bắn ra, áo trắng bạch bào, nhìn qua 10 điểm nhìn quen mắt. Huệ Thiên Hào thấy được rõ ràng, chính là Tiêu Phàm. Là vô cực môn kia họ Tiêu tiểu tử. Huệ Thiên Hào kêu lên, mặc kệ hắn, chấm ngoặc kép, Đồng Đều trưởng lão lại không thèm để ý, lắc một cái ống tay áo, thả ra một chiếc kim sắc tàu cao tốc, cùng hai tên sư đệ đồng thời đứng lên trên, tàu cao tốc khẽ run lên, liền là hướng Thiên Diệu Tiên Tử mau chóng đuổi mà đi. Chiếc này tàu cao tốc không biết là loại nào dị bảo, tốc độ bay cực nhanh, vậy mà không chút nào tại Thiên Diệu Tiên Tử tốc độ bay phía dưới. Bất quá từ một tên hậu kỳ đại tu sĩ cùng hai tên trung kỳ đỉnh phong tu sĩ đồng thời toàn lực thúc đẩy, tàu cao tốc tốc độ bay cực nhanh cũng liền hợp tình hợp lý. Huệ Thiên Hào bừng tỉnh, Tiêu Phàm xuất hiện ở bên kia, không hề nghi ngờ là Dương Đông kích Tây, muốn dẫn ra chú ý của bọn hắn. Mục tiêu của bọn hắn là Thiên Diệu Tiên Tử, không phải kia vô cực môn tiểu tử. Chỉ có bắt đến Thiên Diệu Tiên Tử, mới có thể có đến Thiên Hương Ngọc Lộ địa đồ, đồng thời mở ra Thiên Diệu Cung bí điện. Bắt đến Tiêu Phàm không có tác dụng gì, mà lại không có Thiên Diệu Tiên Tử, cái này vô cực môn tiểu tử lưu tại Thiên Diệu Cung, cũng không hề có tác dụng. Trừ Thiên Diệu Tiên Tử, không người có thể mở ra bí điện. Lập tức Huệ Thiên Hào tốt không chần chờ, toàn thân lôi điện oanh minh, theo sát kim sắc tàu cao tốc về sau, cũng hướng Thiên Diệu Tiên Tử phương hướng bỏ chạy vùng dậy đuổi theo mà đi. Mấy người đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tốc độ bay nhanh chóng, uyển như nhanh như điện chớp, trong khoảnh khắc liền đi phải xa. Bên kia toa, Tiêu Phàm sau lưng cũng đuổi theo mấy đạo độn quang. Hạo Thiên Tông cùng Hạo Nhật Môn mai phục tại Thiên Diệu Cung nguyên anh hảo thủ, nhưng không chỉ như vậy chỉ là mấy người, sớm đã làm 10 điểm chuẩn bị đầy đủ. Chỉ còn chờ Thiên Diệu Tiên Tử tự chui đầu vào lưới, về phần Tiêu Phàm, dù coi như hắn giết chết Hạo Thiên Tông tông chủ cháu ruột, tại cái này Thiên Diệu Cung phân lượng, còn là kém xa tít tắp Thiên Diệu Tiên Tử. Cái này vốn là một cái chỉ coi trọng lợi ích thế giới. Bắt đến Tiêu Phàm cố nhiên có thể chiếm được đại trưởng lão niềm vui, nhưng cùng bắt đến Thiên Diệu Tiên Tử chỗ tốt tương đối mà nói, nhưng lại tính không được cái gì. Kia mấy tên nguyên anh tu sĩ, đuổi được cũng được, đuổi không kịp cũng được, đều không làm đại sự. Tần trưởng lão lúc trước cũng theo sát tại Huệ Thiên Hào về sau, đuổi sát Thiên Diệu Tiên Tử. Hạo Thiên Tông treo thưởng, không chỉ có riêng là châm đối với người ngoài, dù coi như là vốn tông trưởng lão bắt lấy Thiên Diệu Tiên Tử, đồng dạng có thể lĩnh được ngày đó giá treo thưởng. Thậm chí còn có thể đưa ra nó yêu cầu của hắn, đem treo thưởng bên trong một thứ gì đó đổi thành mình càng cần hơn tài nguyên. Qua nhiều năm như vậy, Hạo Thiên Tông phát ra lệnh treo giải thưởng không ít, thân là Hạo Thiên Tông ngoại đường trưởng lão, Tần trưởng lão nhìn ra được, lúc này tuyệt đối là nghiêm túc. Tông môn đối Thiên Diệu Cung chủ tựa hồ là nhất định phải được. Chỉ bất quá nguyện vọng tuy tốt, Tần trưởng lão rất nhanh liền phát hiện, hiện thực rất tàn khốc lấy hắn tốc độ bay, căn bản liền ngay cả phía trước mấy người cái bóng đều sờ không được. Trong nháy mắt, Thiên Diệu Tiên Tử bọn người liền biến mất ở phía chân trời xa xôi. Tần trưởng lão cũng không phải là lấy tốc độ bay tăng trưởng, dù coi như tại thời kỳ toàn thịnh, cũng không có khả năng đuổi kịp Thiên Diệu Tiên Tử, huống chi hắn mới vừa rồi bị Thiên Diệu Tiên Tử đánh lén, thụ thương rất nặng, liền càng thêm không có nửa phân trông cậy vào. Sau một lát, Tần trưởng lão liền đè lại độn quang, ở giữa không trung hướng Thiên Diệu Tiên Tử bọn người biến mất phương hướng bình tĩnh nhìn một cái, dậm chân bình bịch. Lập tức đẩy chuyển độn quang, hướng Thiên Diệu Cung bay vụt mà quay về. Hay là nhanh đi về, cũng đừng làm cho kia Miêu Lâm thừa cơ chạy thoát. Có nhà đầu kia huyền âm chi thể, không nói gần đây bên trong nâng cao một bước, tối thiểu có thể khôi phục nhanh chóng thương thế của mình. Phút chốc, Tần trưởng lão liền trở lại Thiên Diệu Cung. Lúc này Thiên Diệu Cung, đã sớm loạn cả một đoàn, một chút đệ tử cấp thấp nhao nhao từ đả tọa chỗ đi tới, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Đã có Thiên Diệu Cung nữ đệ tử, cũng có Hạo Thiên Tông phái tới nam tu, hỗn tạp một chỗ, nhao nhao hỗn loạn, biết bao ồn ào náo động. Ngược lại là Thiên Cơ Các bên kia, vẫn như cũ yên lặng. Đều loạn nhìn cái gì, còn không trở về. Tần trưởng lão lập thân giữa không trung, trầm mặt hét lớn một tiếng. Những cái kia đệ tử cấp thấp giật nảy cả mình, ầm vang một tiếng tan tác như chim muông, riêng phần mình chạy về chỗ ở của mình, lại không xuất hiện. Tần trưởng lão cứ việc tâm tình thật không tốt. Lại cũng không dám quên chức trách của mình, độn quang ở giữa không trung nhất chuyển, kính bắn thẳng về phía Thiên Cơ Các, lập tức liền có một tên kim đan hậu kỳ trung niên nam tu cung cung kính kính tiến lên đón đến,
khom người thở dài, miệng nói, sư tôn. Nhưng có cái gì dị thường? Khởi bẩm sư tôn, không có. Mấy vị sư thúc đều đuổi theo kia vô cực môn Tiêu Phàm đi, nơi đây hết thảy bình thường. Kim đan hậu kỳ đệ tử cung kính đáp, tần trưởng lão gật gật đầu, âm thầm thở phào một cái, nói, rất tốt, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận một chút, không thể lười biếng. Có cái gì dị thường, lập tức phát ra cảnh báo. Mặc dù cái này thiên cơ các có triệu trưởng lão tự tay bố trí phòng hộ đại trận, người bình thường cùng căn bản liền tiếp cận không được, nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. Nếu thật là xảy ra ngoài ý muốn, cũng không tốt hướng đại trưởng lão cùng lớn chấp pháp bàn giao. Vâng, sư tôn, đệ tử hiểu được, tần trưởng lão lại nhanh chóng tại thiên cơ các tuần sát một lần, xác định không có cái gì dị thường, cái này mới chính thức yên lòng, độn quang cùng một chỗ, trực tiếp hướng Ngô Hà chỗ ở bay đi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Miêu Lâm giờ phút này liền ẩn thân tại Ngô Hà nơi đó. Thất kinh thời điểm, hướng sư phụ xin giúp đỡ, chính hợp tình hợp lý. Đối mặt Hạo Thiên Tông loại này quái vật khổng lồ, liệu Tất Thiên Diệu cung những này cặn bã còn lại, cũng không dám coi là thật có cái gì ý phản kháng. Nhà đầu kia trung quy là vật trong túi của hắn. Chương 1109, hai lựa chọn. Thân là Thiên Diệu cung chủ, Ngô Hà cứ bố trí phải 10 điểm đơn giản mộc mạc, không có chút nào xinh đẹp. Ngoài cửa cũng không có phục vụ nha hoàn vú già, tần trưởng lão xông thẳng vào cửa. Ngô Hà cùng Miêu Lâm sư đồ hai cái bỗng nhiên đứng dậy, đối với hắn trợn mắt nhìn. Tần trưởng lão liền cười, cười lạnh, cứ như vậy đứng tại phòng ngủ chính giữa, nghiêng nghiêng liếc quá khứ, cười lạnh nói, thế nào, coi là đến núi dựa lớn, muốn cá ướp muối lật sinh. Nói cho các người biết, nước Thanh Nhu chính là tự tìm đường chết. Lần này, nàng lại cũng đừng hòng chạy mất. Ngô Hà, tổ sư đệ cái chết, Hạo Dương Thành bên kia không có truy cứu, đã cho người rất lớn mặt mũi, người không muốn không thức thời. Thật thanh ta dẫn lửa, muốn tiêu diệt các ngươi Thiên Diệu cung dễ như trở bàn tay. Người này nguyên bản huênh hoang, giả bộ rất có phong độ, lúc này bị Thiên Diệu tiên tử đánh cho bản thân bị trọng thương, sớm đã thẹn quá hóa giận, lại cũng không lo được giả vờ giả vịt, thanh mặt một vòng, lộ ra bản tướng. Miêu Lâm, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi bây giờ ngoan ngoãn theo ta đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, ta để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tần trưởng lão ánh mắt, rơi vào Miêu Lâm khuôn mặt thanh tú phía trên, quát, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Thật sao, tần trưởng lão hay là trước cố lấy tính mạng của mình đi. Ngô Hà cũng cười lạnh, tiện nhân, ngươi dám tiêu khiển bản tọa. Tần trưởng lão giận tím mặt, cổ tay khẽ đảo, một thanh kim sắc lôi chùy nổi lên. Đúng lúc này, một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, bỗng nhiên ở bên người hắn bộc phát ra, thật giống như vừa rồi tại phòng ngủ của mình. Thiên Diệu tiên tử bỗng nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn giống nhau như đúc. Tần trưởng lão cái này giật mình không thể coi thường, lập tức đem Ngô Hà hai sư đồ ném ở một bên, bỗng nhiên trái ngược tay, số đạo kim sắc lôi điện phía bên phải bên cạnh tật bổ mà ra. Ngàn vạn không nghĩ đến chính là, cái này toàn lực xuất thủ một kích, vậy mà như là đá chìm đáy biển. Không có nửa điểm âm thanh, ngay cả trong phòng ngủ bình hoa đều chưa từng đánh nát một con. Tần trưởng lão bỗng nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy một cái kim sắc như ý bảo tháp chính xoay chậm chậm, đem tất cả hồ quang điện đều thu vào, bảo tháp cao không quá hai thước, thân tháp hồ quang điện lập lòe, tản mát ra một cỗ thâm bất khả trắc khí tức. Hạo Thiên Tông uy chấn thiên hạ Hạo Dương thần lôi, liền mảy may gợn sóng đều không có kích thích, liền bị bảo vật này hấp thu không còn một mảnh. Cái này sao có thể? Tần trưởng lão quá sợ hãi, nháy mắt sắc mặt đại biến. Một tên bạch bào nam tử trường thân ngọc lập, đứng tại cách đó không xa. Nâng tay khẽ vẫy, đem như ý bảo tháp thu về, hóa thành cao mấy tấc thấp. Tại lòng bàn tay của hắn phía trên có chút chìm nổi. Ngươi là ai? Tần trưởng lão con ngươi bỗng nhiên co vào. Cái này bạch bào thanh niên nam tử, thình lình cũng có được nguyên anh trung kỳ linh lực ba động, mặc dù nhìn qua vừa mới tiến cấp trung kỳ, nhưng trên thân lộ ra cỗ khí tức kia, lại sâu xa như biển. Khiến người kìm lòng không được cảm thấy áp lực thực lớn. Không hề nghi ngờ, người này tu vi thật sự. Ở xa hắn biểu lộ ra cảnh giới phía trên. Tiêu Phàm, tần trưởng lão song mi bỗng nhiên giơ lên. Ngươi chính là Tiêu Phàm. Vừa rồi ngươi không phải đã trốn đi rồi sao? Trước đây, tần trưởng lão vẫn chưa cùng Tiêu Phàm mưu qua mặt. Chỉ là nghe đại danh đã lâu. Tiêu Phàm từ tốn nói, vừa rồi bọn hắn truy chỉ là ta một bộ huyễn ảnh phân thân. Huyễn ảnh phân thân, không sai. Ngươi tại Thiên Diệu cung nhiều như vậy thời gian, chắc hẳn cũng đã được nghe nói huyễn ảnh phân thân đại danh a. Dựa vào ngươi kia mấy tên sư đệ, nghĩ muốn đuổi kịp cỗ kia huyễn ảnh phân thân, chỉ sợ chỉ ít cũng tại mấy canh giờ về sau.
Tần trưởng lão liền cười lạnh, vậy thì thế nào? Ngươi ở chỗ này có làm được cái gì? Chỉ cần bọn hắn gấp trở về, ngươi liền không đường có thể trốn. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lập tức nói, Tần đạo hữu, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi dẫn ta đi Thiên Cơ Các, nói cho ngươi những đệ tử kia, hết thảy bình thường, để bọn hắn không nên kinh hoàng. Đương nhiên, trước đó, ngươi nhất định phải buông ra thần thức biển, để ta tại trong cơ thể ngươi gieo xuống cấm chế. Thứ hai, ta giết ngươi, lưu lại ngươi nguyên anh, lại huyễn hóa thành hình dạng của ngươi đi Thiên Cơ Các. Liền hai con đường này, chính ngươi tuyển đi. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, ngươi nhất định phải lập tức làm quyết định, không cho phép kéo dài. Tiêu Phàm ngữ điệu bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều là như vậy đương nhiên, phảng phất Tần trưởng lão tính mệnh, đã bóp ở trong tay của hắn. Tần trưởng lão đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả, tựa hồ nghe đến chuyện cười lớn. Tiêu đạo hữu, ngươi thực tế là rất có ý tứ. Ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy, dùng âm mưu quỷ kế hại chết Huy trưởng lão, liền dám xem thường ta Hạo Thiên Tông tất cả đồng môn. Giống ngươi cuồng vọng như vậy ra hỏa, nói thực ra, ta còn thực sự từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tiêu Phàm bình tĩnh như trước nhìn qua hắn, thanh mang lóe lên, vảy rồng giáp nổi lên, chăm chú đem hắn bao vây lại, trong hư không 24 chuôi vảy rồng kiếm hiện đã xuất thân hình, chậm rãi hướng Tần trưởng lão cắt mà tới. Thời gian quý giá, hắn xác thực không có ý định ở đây cùng họ Tần tốn nhiều miệng lưỡi. Kiếm trận, Tần trưởng lão lấy làm kinh hãi, lập tức giơ cao lôi chùy, kim sắc hồ quang điện bắn ra bốn phía mà ra, mấy chục đạo thô to lôi điện không chút khách khí hướng 24 chuôi vảy rồng kiếm mãnh kích mà đi. Chớ nhìn hắn miệng bên trong nói thật nhẹ nhàng, bên trong lại không dám chút nào chủ quan. Họ Tiêu này ra hỏa, thế nhưng là diệt sát cùng hắn cùng giai Âu Dương Uy. Khi đó, Tiêu Phàm bất quá chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Mặc dù mọi người đều nói, Âu Dương Uy là bị Tiêu Phàm lấy quỷ kế hại chết, cũng không phải là song phương quang minh chính đại giao thủ phân ra thắng bại. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ là Hạo Thiên Tông, quan phương, giải thích, tình huống thật đến cùng như thế nào, vậy cũng chỉ có Tiêu Phàm cùng lúc ấy ở đây 30 mấy tên vô cực môn đệ tử cấp thấp rõ ràng. Phát sinh ở bọn hắn Hạo Thiên Tông tổng đàn hung án, chính bọn hắn ngược lại không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà bất kể nói thế nào, trước mắt Tiêu Phàm đã đột phá sơ kỳ bình cảnh, bước vào trung kỳ cảnh giới, cùng hắn đứng tại cùng một bậc thang phía trên. Hết lần này tới lần khác hắn vừa mới bị Thiên Diệu Tiên Tử ngầm thi đánh lén, thân chịu trọng thương. Cứ kéo dài tình huống như thế, thật đúng là chưa chắc là họ Tiêu này đối thủ. Bây giờ thấy Tiêu Phàm tế ra kiếm trận, liền là mặc kệ 3721, cho hắn đến cái tiên hạ thủ vi cường. Lôi điện oanh kích qua đi, Tần trưởng lão trong mắt đều kém chút chừng ra kia 24 chuôi màu xanh đoản kiếm, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn như cũ không chậm không nhanh hướng lấy khu vực trung ương khép lại. Nhất là khiến Tần trưởng lão quá sợ hãi chính là, cách đó không xa hư giữa không trung, lại có 24 chuôi vảy rồng đoản kiếm nổi lên, ẩn ẩn bố trí xong đệ nhị trọng kiếm trận. Tiêu Phàm tiến giai trung kỳ về sau, vô luận pháp lực hay là thần niệm chi lực, đều so sơ kỳ cảnh giới tăng vọt một mảng lớn, điều khiển vảy rồng kiếm trận, lập tức lộ ra so sơ kỳ thời điểm nhẹ nhàng như thường được nhiều. Tần trưởng lão đến cùng không hổ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, kinh hoàng chi ý chỉ là một cái thoáng tức thì, cổ tay khẽ đảo, một thanh rộng miệng cự nhận nổi lên, Tần trưởng lão song tay nắm chặt chuôi đao, toàn thân chân nguyên pháp lực không dứt hướng cự nhận bên trong rót vào, trong nháy mắt, chuôi này rộng miệng cự nhận liền tăng vọt đến hơn một trượng chi trường, mũi nhọn bên trên hàn mang bắn ra bốn phía. Phá, Tần trưởng lão hét lớn một tiếng, giơ cao cự nhận, hướng Tiêu Phàm một đao bổ ra. Đao phong gào thét, một đạo cao vài trượng sáng như tuyết đao mang, hướng Tiêu Phàm vào đầu tật bổ mà đi. Tiêu Phàm chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. 12 phiến vảy rồng màu xanh tòng long vảy trên thân kiếm bay vọt lên, đảo mắt tại không trung hóa thành 12 chuôi màu xanh đoản kiếm, chợt hợp thành một thanh dài đến hơn một trượng cự kiếm, không chút do dự hướng lấy sáng như tuyết đao mang nghênh kích mà lên. Răng rắc, một tiếng, sáng như tuyết đao mang từ đó một phân thành hai, hóa thành điểm điểm bạch mang, tiêu tán thành vô hình. 24 chuôi vảy rồng đoản kiếm lại đột nhiên tăng nhanh vây kín tốc độ, cách Tần trưởng lão đã không đủ hai trượng khoảng cách, đệ nhị trọng kiếm trận 24 chuôi vảy rồng kiếm cũng đã từ bên ngoài cắt mà đến, hư giữa không trung, đệ tam trọng kiếm trận cũng hiện thân mà ra, trong phòng ngủ nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, phảng phất bỗng nhiên liền xuống đến điểm đóng băng. Ngô Hà cùng Miêu Lâm sư đồ hai người, sớm đã không thấy bóng dáng.
Tần trưởng lão mảy may cũng chưa từng ý thức được, từ hắn đạp tiến vào căn phòng ngủ này bắt đầu, liền đã bước vào Tiêu Phàm bố trí tỉ mỉ huyễn trận, dù là nơi này đánh cho long trời lở đất, ngoại giới cũng là hoàn toàn không biết gì. Lẽ nào lại như vậy? Tần trưởng lão gầm lên giận dữ, trong tay rộng miệng cự nhận nhìn trời ném đi, hóa thành mấy trượng chi cự, gào thét lên hướng kiếm trận mãnh kích mà hạ. Tiêu Phàm cũng chỉ hướng trước, nhẹ nhàng điểm một cái. Một trận kim thiết giao kích thanh âm, lập tức liền thanh thúy đến cực điểm tiếng vỡ vụn. Vô số thân vảy rồng đoàn kiếm lướt qua, rộng miệng cự nhận mũi nhọn phía trên tràn ra từng vết nứt, vết dạn lập tức hướng bốn phía lan tràn, trong khoảnh khắc, rộng miệng cự nhận liền từng mảnh vỡ vụn mà ra. Tần trưởng lão không khỏi trợn mắt hốc mồm, hắn chuôi này rộng miệng cự nhận, cứ việc cũng không lấy cứng rắn chứ danh, nhưng cũng là lấy hiếm thấy vật liệu luyện chế mà thành, lại không nghĩ tới, sẽ ở đây bị những này cũng không đáng chú ý màu xanh đoản kiếm không tốn sức chút nào liền cắt thành mảnh vỡ. Bất quá tần trưởng lão kinh ngạc cũng chưa tiếp tục bao lâu, thực tế là không có thời gian để hắn đến tinh tế suy nghĩ, hiển nhiên 24 chuôi vảy rồng kiếm liền muốn cắt đến trên người hắn. Tần trưởng lão vừa kinh vừa sợ quát khẽ một tiếng, cổ tay khẽ đảo, kim sắc lôi chùy xuất hiện lần nữa trong tay hắn, lôi chùy lắc một cái, hồ quang điện lập lòe. Nhưng lần này, lôi điện mục tiêu lại không phải Tiêu Phàm, mà là tần trưởng lão chính mình. Trong khoảnh khắc, kim sắc lôi điện liền đem tần trưởng lão cực kỳ chặt chẽ bao vây lại, lại không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Phích lịch một tiếng, kim quang tứ tán nổ tung, tần trưởng lão thân thể, bỗng nhiên từ trong kiếm trận biến mất không còn tăm tích. Lôi độn thuật, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, cùng loại lôi độn thuật, hắn đã tại Huệ Thiên Hào, Mộ Dung huynh đệ bọn người trên thân lĩnh giáo qua không chỉ một lần, tần trưởng lão lôi độn thuật, cũng không phải là cao minh nhất. Kim quang lóe lên, tần trưởng lão tại ngoài mấy trượng hiện thân mà ra, không chút nào dừng lại, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn lách mình trốn xa. Lại bỗng nhiên toàn thân siết chặt, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đem mình một mực giam cầm, lại cũng khó có thể di động mảy may. Tần trưởng lão kinh hãi, vội vã cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo như ẩn như hiện, cơ hồ hơi mở dây thừng, đã đem mình chăm chú trói chặt. Giờ khắc này, toàn thân chân nguyên pháp lực đều tại, thân thể tứ chi, lại là dãy giụa không được. Đây là thứ quỷ gì? Chấm ngoặc kép, tần trưởng lão lập tức quá sợ hãi. Không đợi hắn hiểu rõ, bóng người lóe lên, Tiêu Phàm đã đến trước mắt. Không tốt, chấm ngoặc kép, tần trưởng lão thầm kêu một tiếng, đan điền bỗng nhiên đau đớn một hồi. Toàn thân chân nguyên pháp lực lập tức ra bên ngoài trào lên mà ra, phảng phất khí lực toàn thân, đều trong nháy mắt trôi qua rơi. Có thay đổi về thứ tự chương nhưng chuyện vẫn tiếp tục. Chương 1110, không phục ta liền ăn ngươi. Hoắc suy, một tiếng, huyễn trận tán đi. Một mực đợi tại huyễn trong trận không dám loạn động Ngô Hà cùng Miêu Lâm, có chút mê võng nhìn sang, đều đề cao gấp trăm lần cảnh giác. Nhưng lại không biết lần này tranh đấu. Tiêu Phàm cùng tần trưởng lão đến cùng ai thắng ai thua. Tranh đấu khí tức bị huyễn trận che đậy phải cực kỳ chặt chẽ, dù coi như là Ngô Hà dạng này nguyên anh tu sĩ, cũng hoàn toàn không phát hiện được huyễn trong trận tranh đấu là loại tình hình nào. Ngô Hà không dám chạy trốn. Tiêu Phàm vừa vào cửa thời điểm, nàng liền phát giác được Tiêu Phàm cường đại, sớm đã nay không phải tích so. Mấy tháng trước đó, Tiêu Phàm vẫn chỉ là một tên vừa mới tiến cấp không bao lâu nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Ngô Hà liền đã không phải là đối thủ của hắn, bị hắn ngạnh sinh sinh cướp đi một viên ly hỏa đạn. Mấy tháng không gặp, Tiêu Phàm bỗng nhiên đã đột phá bình cảnh, đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Cái này ảo thuật đến cùng như thế nào biến, Ngô Hà coi như nghĩ bể đầu cũng làm không rõ ràng. Tại Ngô Hà xem ra, tình hình như vậy chỉ có một lời giải thích, đó chính là Tiêu Phàm vẫn luôn giấu giếm mình tu vi thật sự, tận lực đem cảnh giới áp chế ở nguyên anh sơ kỳ. Nếu không, Ngô Hà thực tế không nghĩ ra được. Đến cùng có biện pháp nào có thể tại thời gian mấy tháng bên trong hoàn thành dạng này chuyển biến. Liền xem như thiên tài đi nữa ra hỏa, từ nguyên anh sơ kỳ đến nguyên anh trung kỳ cũng chỉ ít cần tốt thời gian mấy chục năm đến chậm rãi tích xúc pháp lực. Đã Tiêu Phàm đã từng giấu giếm mình tu vi thật sự, vậy bây giờ cũng rất có thể vẫn tại che giấu. Vạn nhất, người này là vị hậu kỳ đại tu sĩ đâu. Khả năng này chẳng những tồn tại, mà lại rất cao. Có thể trở thành thiên diệu tiên tử bạn lữ. Khẳng định không phải đèn đã cạn dầu. Cái này cũng có thể giải thích, vì cái gì tại nhiều như vậy cùng giai tu sĩ truy sát phía dưới, thiên diệu tiên tử nhiều năm như vậy còn có thể bình yên vô sự, tự nhiên là bởi vì bên người còn có một vị khác đại tu sĩ nâng đỡ. Nghĩ như vậy, Ngô Hà ngay cả động cũng không dám loạn động. Thật muốn chọc giận tên sát tinh này, một đang lúc trở tay. Mình hai sư đồ tính mệnh liền không có, cùng huyễn trận tán đi,
chỉ thấy Tiêu Phàm trường thân ngọc lập, đứng trong phòng ngủ, Tần trưởng lão đã cuộn thành một đoàn, nằm trên mặt đất, âm thanh hoàn toàn không có. Ngô Hà cùng Miêu Lâm liền vội vàng khom người hướng Tiêu Phàm thi lễ. Thần thái kính cẩn, từ Tần trưởng lão xông tiến vào phòng ngủ đến bây giờ, bất quá một khắc đồng hồ quang cảnh, vị này uy phong không ai bì nổi Hạo Thiên Tông Nguyên Anh Trung Kỳ trưởng lão, liền đã bị bắt sống. Ngô Hà càng thêm kiên định mình phỏng đoán, trước mắt cái này nhìn qua trẻ tuổi tuấn lãng hậu sinh, tuyệt đối là một vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ giả trang. Thân là Nguyên Anh tu sĩ, Ngô Hà rất rõ ràng. Đánh bại một vị cùng giai tu sĩ, có lẽ không tính quá khó, nhưng muốn bắt sống một tên cùng giai tu sĩ, độ khó liền rất lớn. Chỉ có cao cấp hơn tu sĩ, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy làm được. Tần trưởng lão mặc dù âm thanh hoàn toàn không có, tính mệnh vẫn đang, Tiêu Phàm không có tùy tiện lấy tính mệnh của hắn. Loại này Nguyên Anh trung kỳ lão quái vật, nói không chừng liền có bản mệnh bài tồn tại cái khác Nguyên Anh tu sĩ trong tay, một khi vẫn lạc, bên kia lập tức liền có thể phát giác được. Lại không khỏi sẽ đánh loạn Tiêu Phàm kế hoạch, hắn còn cần Tần trưởng lão dẫn hắn tiến vào Thiên Cơ Các, ổn định những cái kia tránh núp trong bóng tối vệ sĩ. Các ngươi không cần kinh hoàng, ta sẽ không lấy tính mệnh của hắn. Mắt thấy Ngô Hà cùng Miêu Lâm đều kinh hoàng bất an, Tiêu Phàm liền trầm giọng nói một câu. Lúc trước Tô Thiên Phong cái chết, đã để Ngô Hà thân ở hiểm nghi chi địa, Hạo Thiên Tông vì không đánh cỏ động rắn. Lúc này mới khoan dung Ngô Hà tiếp tục đảm nhiệm trên danh nghĩa Thiên Diệu Cung cung chủ, bất quá vẫn là đưa nàng thực tế quyền lực ăn làm cầm tận, để nàng trở thành một tên từ đầu đến đuôi khôi lỗi. Dưới mắt lại gãy một tên Nguyên Anh trung kỳ trưởng lão, Hạo Thiên Tông nhất định tức giận, Ngô Hà thậm chí tất cả Thiên Diệu Cung tàn dư các đệ tử, đều gặp phải lấy nguy hiểm cực lớn. Đây là Tiêu Phàm không nguyện ý nhìn thấy. Ngô Hà cười khổ một tiếng, nói, đa tạ sư huynh chiếu cố. Kỳ thật, sư huynh lấy không lấy tính mệnh của hắn, đều không cần gấp. Cái này Thiên Diệu Cung, chúng ta khẳng định lại không ở lại được. Người này một khi khôi phục lại, tất nhiên sẽ cưỡng bức tiểu đồ làm hắn lô đỉnh. Chấm ngoặc kép, đã người này rất có thể là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ giả trang, lại là Thiên Diệu tiên tử bạn lữ, tôn xưng một tiếng, sư huynh tuyệt sẽ không sai. Miêu Lâm, phù phù, một tiếng quỳ xuống đất dập đầu, tiếng buồn bã nói, mời sư bá chiếu cố, cứu đệ tử một mạng. Tiêu Phàm trầm ngâm một lúc, nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền kín đáo chuẩn bị đi. Không bao lâu, Thiên Diệu Cung tất nhiên sẽ đại loạn, đến lúc đó, liền sẽ không có người lại chú ý các ngươi. Các ngươi có thể thừa cơ đào tẩu, tiến về Tây Nam chi địa Hoắc Sơn Quốc Kim Châu Thành, tìm nơi nương tựa Bách Hùng Bang. Liền nói là Tiêu Phàm bằng hữu, bang chủ nhất định sẽ thu lưu các ngươi. Hoắc Sơn Quốc rời xa Khanh Vân Thành, Hạo Thiên Tông thế lực lại lớn, tay cũng duỗi không đi nơi nào. Cùng việc nơi này, ta Hòa Thanh Nhu sẽ tiến đến cùng các ngươi gặp nhau. Mấy tháng này, Tiêu Phàm mặc dù không có trở về Kim Châu Thành, trừ cửu cũng đã vì hắn thăm dò được có quan hệ Kim Châu Thành cùng Bách Hùng Bang tin tức. Hoắc Sơn Quốc tu chân giới đồng đạo đồng tâm hiệp lực, nhất trí kháng cự Hạo Thiên Tông sự tình, sớm đã truyền đi xôi trào dương dương. Tiêu Phàm cảm động chi dư, cũng lòng tin tăng gấp bội. Nhiều làm việc thiện sự tình, luôn có thiện báo. Bây giờ Bách Hùng Bang nghiễm nhưng đã trở thành hắn kiên định, hậu phương lớn. Ngô Hà nếu như mang theo Thiên Diệu Cung một đám nữ đệ tử tiến đến tìm nơi nương tựa Bách Hùng Bang chủ nhất định sẽ phi thường vui lòng thu lưu. Ngô Hà bản thân liền là Nguyên Anh tu sĩ, Thiên Diệu Cung nữ đệ tử cũng không ít kim đan kỳ hảo thủ, tính được một cỗ không nhỏ lực lượng. Vâng, cần tuân sư huynh phân phó. Ngô Hà ngữ khí càng thêm kính cẩn. Từ Tiêu Phàm lơ đãng, Thanh Nhu, hai trong chữ, Ngô Hà nơi nào vẫn không rõ Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu tiên tử chân thực quan hệ. Biết, nước Thanh Nhu, cái tên này nam tu, quả nhiên là ít càng thêm ít. Ngoại giới người, nhiều nhất biết Thiên Diệu tiên tử họ Thủy, lại kỹ càng tình hình, vậy liền hoàn toàn không biết gì. Tiêu Phàm gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Ngô Hà dù sao cũng là một cung chi chủ, sống rất nhiều năm Nguyên Anh tu sĩ, nên làm như thế nào chuẩn bị. Như thế nào âm thầm liên lạc cung trong nữ đệ tử, không khiến Hạo Thiên Tông nam tu biết được, khẳng định trong lòng hiểu rõ, lại là không cần hắn nhọc lòng. Không lâu sau đó, Tần trưởng lão mang theo Tiêu Phàm, đi tới Thiên Cơ Các. Thời khắc này Thiên Cơ Các, ngược lại là 10 điểm tĩnh mịch, không có nửa phần ồn ào huyên náo. Như là Tiêu Phàm sở liệu, Tần trưởng lão vừa hiện thân, không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Lúc này, trấn thủ tại Thiên Cơ Các Nguyên Anh cao thủ, đều đã chia ra truy sát Thiên Diệu tiên tử cùng hắn cái kia huyễn ảnh phân thân, chỉ còn lại có một chút kim đan kỳ đệ tử tại thủ vệ. Tần trưởng lão hẳn là giờ này khắc này duy nhất tọa trấn Thiên Diệu cung Nguyên Anh cao thủ.
Tại Thiên Cơ các thủ vệ tu sĩ Kim Đan, đa số là đệ tử của hắn, ai dám chạy đến chất vấn. Trên đường đi thông suốt, rất nhanh liền đến Thiên Cơ các chỗ sâu, đứng tại cự hình pháp trận trước đó. Tiêu Phàm không chút do dự, trở tay một chỉ, điểm tại Tần trưởng lão eo sườn ở giữa. Tần trưởng lão không rên một tiếng, chậm rãi ngồi ngay đó, nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng, trong mắt như muốn phun ra lửa, ánh mắt oán độc đến cực điểm. Tiêu Phàm mặc dù không có lấy tính mệnh của hắn, lại so giết hắn còn muốn khuất nhục. Hắn đường đường nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Hạo Thiên Tông ngoại đường trưởng lão, ngày bình thường địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, bây giờ lại bị tiểu bối này bóp lấy cổ, không thể không cúi đầu nghe theo, theo lệnh mà làm. Cả đời này đều chưa từng nhận qua ủy khuất như vậy. Hi hi, ngươi không phục đúng hay không? Không phục ta liền ăn ngươi. Chấm ngoặc kép, bóng đen lóe lên, một tên áo đen váy đen mỹ mạo thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện tại Tần trưởng lão trước mặt, phục phục xuống tới, tiếp cận hắn, cười hi hi nói, còn duỗi ra phấn hồng đầu lưỡi, tại đỏ chói trên môi liếm một vòng, phảng phất đang đánh giá một loại nào đó thập toàn đại bổ linh dược. Chính là hóa hình Hắc Lân. Trên bản chất, Hắc Lân hay là một đầu linh thú, nhân loại tu sĩ Nguyên Anh, cùng yêu thú nội đan đồng dạng, đối nàng mà nói, đều là vật đại bổ. Tần trưởng lão chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương đuôi chỗ bay lên, nháy mắt liền trải rộng toàn thân, một đôi mắt trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, Hắc Lân trên thân lộ ra cổ sát cơ kia. Hắc Lân, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm gọi một tiếng. Hắc Lân tinh tế cười một tiếng, đứng dậy, Tần trưởng lão âm thầm thở phào một cái, ai ngờ Hắc Lân trở tay một trường, chính giữa hắn trên đỉnh đầu, Tần trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức hai mắt lật một cái, ngất đi. Tiêu Phàm mỉm cười lắc đầu, Hắc Lân luôn luôn như thế tinh nghịch. Hắc Y thiếu nữ thanh tú động lòng người đứng tại Tiêu Phàm bên người, trong mắt lục mang lấp lánh, hướng quét mắt nhìn bốn phía, thấp giọng nói, chủ nhân, nơi này không có cái khác cổ quái, cũng chỉ có cái này che đậy đại trận. Tiêu Phàm gật gật đầu, lần trước tới đây thời điểm, hắn liền tự quan sát kỹ qua, mấy tháng trôi qua, nơi này hay là giống nhau như đúc, không có biến hóa chút nào, xem ra Hạo Thiên Tông người cũng chưa phát hiện lần trước dị thường, không có ở đây lại tăng thêm cái gì phòng hộ biện pháp. Ngươi có thể phá sao? Tiêu Phàm hỏi, Hắc Lân thật ánh mắt thông, chuyên phá các loại huyễn trận, có phần có hiệu quả. Hắc Lân tỉ mỉ đánh giá che đậy đại trận một phen, lại lệch cái đầu nghĩ nghĩ, rồi mới lên tiếng, cái này che đậy đại trận phi thường lợi hại, cùng phổ thông huyễn trận hoàn toàn khác biệt, ta nhưng không có nắm chắc. Nếu như nhất định phải phá, cũng cần rất nhiều thời gian, một chút xíu đến phá giải. Tiêu Phàm cười cười, nói, không phải một mình ngươi một mình phấn chiến, ta cũng sẽ hỗ trợ. Nói, ống tay áo lắc một cái, một mảnh thẻ che hướng Hắc Lân bay đi. Hắc Lân vội vàng tiếp được, dán tại trắng nõn trơn bóng trên trán, khóe miệng lập tức hiện lên mỉm cười, Kiều Thanh nói, chủ nhân, người nghĩ lấy trận phá trận. Đúng vậy, người cảm thấy có thể được sao? Đương nhiên có thể thực hiện. Hai ta đồng loạt động thủ, nhanh lời nói, ước chừng chỉ cần 2-3 canh giờ là có thể đem cái này thất tinh trận bố trí xong, đến lúc đó, lấy thất tinh trận xung kích cái này che đậy đại trận một góc, ta lại thi triển thật mắt chi quang, liền có thể cứng rắn xé mở một lỗ hổng tới. Mặc dù còn chưa đủ lấy phá hư toàn bộ đại trận, nhưng chỉ để hai ta ra vào lời nói, lại là đầy đủ. Hắc Lân cao hứng nói, thần thái bay dương. Tiêu Phàm liền cười gật đầu. Hắc Lân quả nhiên không hổ là hắn bản mệnh linh sủng, cùng tâm ý của hắn tương thông. Cái này lấy trận phương pháp phá trận, đúng là trước kia liền nghĩ kỹ, bất quá khi đó, Hắc Lân ngay tại linh thú điểm bên trong ngủ say, Tiêu Phàm nghĩ chính là một mình hắn một mình phấn chiến, bố trí xong thất tinh trận. Ít nhất cũng phải 4-5 canh giờ, lại cưỡng ép đem Hắc Lân tỉnh lại, lấy thật mắt chi quang phá trận. Bây giờ Hắc Lân tiến giai thành công, bỗng nhiên nhiều một cái tuyệt hảo giúp đỡ, phá trận thời gian lập tức rút ngắn thật nhiều, nắm chắc cũng lớn. Chương 1111, công nó một điểm không cùng với dư. Lập tức Tiêu Phàm trước phải kế tiếp huyễn trận, đem nơi đây che đậy, lại cùng Hắc Lân chia ra làm việc, bắt đầu đồng thời bố trí thất tinh trận. Thất tinh trận trận pháp cũng không phức tạp, lại cực kỳ hao phí chân nguyên pháp lực. Nếu như pháp trận uy lực quá nhỏ, lấy trận phá trận chính là chuyện thiếu lâm mà thôi. Thất tinh trận trận pháp đơn giản, cũng chỉ có thể tại bầy trận khí cụ trên uy năng bắt đầu đến nghĩ biện pháp đề cao pháp trận uy lực. Bầy trận thời điểm, quán chú chân nguyên pháp lực càng nhiều, phá trận lúc uy năng liền càng lớn. Hắc Lân mặc dù trước đây không lâu mới vừa vặn tiến giai hóa hình kỳ, lại cùng những yêu thú khác rất khác nhau, linh trí sớm mở. Cùng Tiêu Phàm mấy chục năm sớm chiều ở chung, tâm ý tương thông, đối trận pháp chi đạo lĩnh ngộ,
xa không phải phổ thông trận pháp sư có thể so sánh, tạo nghệ cực cao, bày trận tốc độ, so sánh với Tiêu Phàm cũng chỉ là hơi kém mà thôi. Khó khăn lắm hai canh giờ trôi qua, thất tinh trận liền bố trí xong. Cán trùm sao bắt đầu đối diện che đậy đại trận dưới góc phải. Trải qua Tiêu Phàm cẩn thận suy tính, nơi đây chính là toàn bộ che đậy đại trận yếu kém nhất chỗ. Tiêu Phàm bước cương đạp đấu, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ như kích, bỗng nhiên chỉ về phía trước. Tật, chỉ thấy thất tinh trận hào quang tỏa sáng, cán trùm sao bắt đầu chỗ lấp lánh ra một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức, bỗng nhiên hướng che đậy đại trận dưới góc phải bay thẳng mà đi. Oanh, một tiếng vang trầm, che đậy đại trận cũng là hào quang tỏa sáng, bên trên tuyên khắc đại lượng phù văn phi tốc lấp lánh, cả tòa đại trận ông ông tác hưởng, khải động, pháp trận trong trung tâm hồ quang điện chớp loạn, từng đạo thô to kim sắc lôi điện dần dần hội tụ tới, lộ ra một cỗ cực kỳ cường đại khủng bố uy áp. Tiêu Phàm sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng, thanh quang lóe lên, phải rồng giáp nổi lên, đem hắn toàn thân đều bao vây lại, cánh tay một dương, như ý lôi quang tháp xoay tít chuyển động. Khoảnh khắc hóa thành lớn gần trượng nhỏ, ngăn tại trước người hắn. Dạng này quy mô cường đại pháp trận một khi khởi động, chỗ bạo phát đi ra lực sát thương, thậm chí không tại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ một kích toàn lực phía dưới. Dù là Tiêu Phàm đã đặt chân nguyên anh trung kỳ cảnh giới, pháp lực đại trướng, cũng tuyệt không dám xem thường. Nháy mắt liền thanh ra mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, meo, chấm ngoặc kép, bóng đen lóe lên, hắc lân trốn đến Tiêu Phàm sau lưng. Làm một đầu linh thú, đại trận này đối nàng sẽ chỉ càng thêm mẫn cảm, dù coi như hắc lân đã là hóa hình linh thú, cũng tuyệt đối không dám cản cái này pháp trận chính diện một kích. Hắc lân vừa mới trốn đến Tiêu Phàm sau lưng, liền chỉ nghe phích lịch một tiếng, một đạo như vạc nước thô to kim sắc hồ quang điện. Đánh mạnh mà ra, Hạo Thiên Tông trận pháp đại sư bày ra pháp trận. Thủ đoạn công kích tự nhiên là lấy lôi điện chi lực làm chủ. Thô to hồ quang điện lóe lên mà tới, không khách khí chút nào đánh vào lôi quang tháp phía trên, lôi quang tháp ngân quang lóng lánh, đem đại bộ phận phân kim sắc lôi điện đều hút thu vào. Nhưng cái này nói lôi điện chi lực, thế tới thực tế quá mức hung mãnh, lôi quang tháp tuy mạnh, cũng khó có thể đem tất cả lôi điện chi lực đều hoàn toàn hấp thu, lập tức liền có bộ phân kim sắc hồ quang điện vòng qua lôi quang tháp. Khí thế hùng hổ hướng Tiêu Phàm oanh kích mà tới. 12 phiến bản mệnh vảy rồng bay múa mà ra, hóa thành 12 mặt cỡ nhỏ tấm thuẫn. Ghép lại cùng một chỗ, lập tức liền trở thành một mặt cự hình tấm thuẫn, đem Tiêu Phàm cả người đều che đậy. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bản mệnh vảy rồng tứ tán bay loạn. Nhưng cũng đem kim sắc hồ quang điện lần nữa suy yếu hơn phân nửa, còn lại không nhiều hồ quang điện, không chút nào dừng lại, đánh mạnh tại Tiêu Phàm trên thân, vảy rồng kiếm nhất trận thanh mang lấp lánh. Rốt cục đem những này còn lại kim sắc hồ quang điện đều hấp thu sạch sẽ. Tiêu Phàm trong tay vốn đang chụp lấy huyền vũ giáp, lại là không cần tế ra đến. Tật, Tiêu Phàm lại là một tiếng gào to, lực sâu hai chân, toàn thân pháp lực hướng dưới chân thất tinh trận mãnh rót mà đi. Thất tinh trận quang mang lóa mắt, một cỗ xa so vừa rồi càng thêm khí tức cường đại, lần nữa tấn công mạnh che đậy đại trận dưới góc phải. Kia một chỗ phù văn chấp loạn, thậm chí không gian cũng bắt đầu rất nhỏ bắt đầu vặn vẹo. Che đậy đại trận không chút nào yếu thế, lập tức phát động lần thứ hai phản kích, một đạo so lúc trước càng to lớn hơn kim sắc hồ quang điện, ầm vang mà tới. Tiêu Phàm hay là biện pháp cũ, mượn nhờ lôi quang tháp cùng vảy rồng giáp uy năng, ngạnh sinh sinh đem cái này kinh khủng lôi điện chi lực đón lấy. Bất quá lần này về sau, vảy rồng giáp quang mang không khỏi ảm đạm mấy phân. Giáp trụ tuy tốt, cuối cùng cũng khó có thể lặp đi lặp lại nhiều lần ngạnh giang pháp trận chi lực. Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Hai mắt một trợn, lần nữa đem toàn thân pháp lực rót vào thất tinh trận bên trong. Phút chốc, song phương cũng đã nhiều lần công thủ 5 lần. Đến lần thứ 6 thời điểm, ngay cả lôi quang tháp đều đã hút đủ lôi điện, hơn phân nửa kim sắc hồ quang điện, vòng qua bảo tháp, hướng Tiêu Phàm oanh kích mà tới. Đối mặt cái này khí thế hùng hổ lôi điện chi lực, phải rồng giáp kìm lòng không đặng phát ra ô ô cảnh cáo thanh âm. Hơn phân nửa pháp trận chi lực, lần này đơn thuần dựa vào vảy rồng giáp. Vô luận như thế nào ngăn cản không nổi. Tiêu Phàm sầm mặt lại, ngón tay gảy nhẹ, tuyết trắng huyền vũ giáp bắn ra, nháy mắt hóa thành ba thước lớn tấm thuẫn, không chút do dự nghênh tiếp cái kia đạo thô to kim sắc hồ quang điện. Oanh, chấm ngoặc kép, kim sắc hồ quang điện trùng điệp đánh vào huyền vũ giáp bên trên, tuyết trắng huyền vũ giáp lập tức lõm đi vào, nhìn như chống đỡ hết nổi, lại một mực chống đỡ kim sắc hồ quang điện. Hắc Lân, nhanh, ngay tại lúc này, Tiêu Phàm hét lớn, Hắc Lân lách mình mà ra. Cái trán bỗng nhiên hiện ra một mảnh màu bạc trắng ấn ký, nhìn qua phảng phất một con mắt màu bạc, nhưng không có mắt nhân,
chỉ có một chút con mắt hình dáng, còn rất không rõ rệt. Nhưng lập tức, một đạo ngân cột sáng màu trắng bỗng nhiên từ Hắc Lân cái trán phun ra, trực tiếp hướng che đậy pháp trận dưới góc phải oanh kích mà đi. Lúc này, dưới góc phải tại thất tinh trận liên tục 6 lần tấn công mạnh phía dưới, sớm đã một mảnh khét lẹt, hoàn toàn thay đổi. Tăng thêm che đậy đại trận lại liên tục rút đi pháp trận pháp lực phản kích Tiêu Phàm, dưới góc phải cái này một khối nhỏ đã đến yếu ớt nhất thời điểm. Công nó một điểm không cùng với dư, dùng tại phá trận phía trên, lại là Tiêu Phàm từ trấn nhạc thần điện Thích Phu Nhân nơi đó học được. Thích Phu Nhân cũng là pháp trận đại sư, lúc trước công phá thế giới ngầm che đậy đại trận, dùng chính là phương pháp này. Bây giờ Tiêu Phàm dập khuôn máy móc, liệu tất cũng có thể thu đến đồng dạng hiệu quả. Xuy, chấm ngoặc kép, ngân bạch cột sáng chính giữa che đậy đại trận dưới góc phải, sớm đã vô cùng suy yếu che đậy pháp trận phát ra một tiếng gào thét, một trận gợn nước vặn vẹo quá khứ, thình lình bị xé mở một cái động lớn. Tại dưới góc phải bị xé mở nháy mắt, đang cùng huyền vũ giáp giữ lẫn nhau không dưới kim sắc lôi điện cũng gào thét một tiếng, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm thân thể thoảng qua lắc một chút, cái trán sớm đã che kín mồ hôi mịt, lại thở phào một hơi, vẫy tay một cái, đem lôi quang tháp cùng huyền vũ giáp đều thu vào, trên thân thanh quang lóe lên, vảy rồng giáp cũng cứ thế biến mất. Đi, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, một lát cũng không trì hoãn, hóa thành một đạo bạch mang, trực tiếp xuất vào dưới góc phải xé mở trong lỗ lớn. Hắc Lân theo sát phía sau, bị xé mở một góc che đậy đại trận, đối này không phản ứng chút nào. Che đậy đại trận về sau là một tòa mô hình nhỏ lầu các, trong lầu các thì là một cái tiểu xảo mà lại tinh xảo truyền tống trận. Đây là tiến vào bí điện con đường duy nhất, người người đều biết bí điện lối vào ngay tại thiên cơ các, nhưng bí điện lại không nhất định cùng thiên diệu cung cùng một chỗ. Bằng không mà nói, chỉ cần đem thiên diệu cung đào đất 300 trượng, luôn có thể đem bí điện tìm ra, lại là không cần bốn phía bắt thiên diệu tiên tử như vậy phiền phức. Loại này cỡ nhỏ truyền tống trận truyền tống khoảng cách sẽ không quá xa, nhưng hơn mấy ngàn nghìn dặm lại là có. Mà lại không có người biết truyền tống trận thông hướng phương hướng nào. Bất quá, cái này truyền tống trận đã bị phá hư rơi. Tỉ mỉ nghĩ lại, ngược lại cũng có thể minh bạch, Hạo Thiên Tông đây là cố ý hành động. Đã chỉ có thiên diệu tiên tử bản nhân có thể tiến vào bí điện, như vậy cái này truyền tống trận cũng không cần phải hoàn hảo không chút tổn hại. Một khi bọn hắn bắt đến thiên diệu tiên tử, tự nhiên có thể tùy thời đem cái này truyền tống trận chữa trị. Nếu như là thiên diệu tiên tử một thân một mình xông đến nơi này, lại muốn không công mà lui. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Hắc Lân không khỏi nhìn về phía Tiêu Phàm, hỏi, miệng nhỏ bĩu. Cho thấy đối với Hạo Thiên Tông tiểu nhân hành vi, rất là không vui. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, khóe miệng hiện lên một vòng khinh thường chi ý, nói, không sao, tầng này, Thanh Nhu sớm cũng đã nghĩ đến. Hạo Thiên Tông người có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này truyền tống trận là hai tầng. Phá hư mặt ngoài tầng này, chôn sâu dưới mặt đất tầng kia đồng dạng có thể sử dụng. A, à, tiên tử tỷ tỷ quả nhiên thật thông minh. Hắc Lân liền vươn, cái kéo tay, kêu la. Những này, thói quen xấu, tự nhiên đều là địa cầu sinh hoạt lưu lại. Lập tức Tiêu Phàm mang theo Hắc Lân, đạp lên kia tàn khuyết không đầy đủ truyền tống trận, từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một mặt ngọc bài. Tay trái ngón cái tại ngón giữa bên trên nhẹ nhàng vạch một cái, một giọt óng ánh máu tươi nhỏ xuống tại trên ngọc bài, máu tươi chậm rãi hướng ngọc bài bên trong thẩm thấu, trọn vẹn một khắc đồng hồ quang cảnh, cái này một tiểu giọt máu tươi mới rốt cục bị ngọc bài hoàn toàn hấp thu. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở phào một cái, mặt này ngọc bài, là mở ra truyền tống trận lệnh bài, một mực từ thiên diệu tiên tử tự mình đảm bảo, mà lại, kích phát mặt này lệnh bài phương pháp, cùng phương pháp bình thường khác lạ. Nhất định phải là thiên diệu tiên tử tự thân tinh huyết, nếu không phải là nàng song tu bạn lữ tinh huyết. Ngọc bài cũng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó thiên diệu tiên tử bản mệnh chân nguyên. Chỉ bất quá, đây cũng chỉ là tổ sư di huấn truyền thừa biện pháp, đến cùng có tác dụng hay không, thiên diệu tiên tử lúc trước chưa hề thử qua, trong lòng thật đúng là không chắc. Trước đó, đừng bảo là song tu, ép căn bản không hề một cái nam nhân có thể đụng phải thiên diệu tiên tử một đầu ngón tay. Phàm là như thế này sắc đảm bao thiên gia hỏa, đã sớm ngay cả xương cốt đều hóa thành cho. Hiện tại ngọc bài rốt cục đem Tiêu Phàm máu tươi hấp thu hầu như không còn, có thể thấy được tổ sư bà di truyền lại biện pháp, vẫn tương đối có tác dụng. Ngọc bài này tựa hồ rất có linh tính, chẳng những nhận, khuê nữ còn nhận, con rể. Tiêu Phàm trong miệng mặc đọc chú ngữ, lệnh bài chỗ sâu hồng mang lóe lên, một cỗ cường đại kinh lực thấu thể mà ra, chốc lát, truyền tống trận liền vang lên ong ong. Một trận quang mang lấp lánh về sau, Tiêu Phàm cùng Hắc Lân thân ảnh dần dần mơ hồ, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Trong Lầu Các vẫn là như cũ, liền mảy may dị dạng đều chưa từng phát sinh. Lần này truyền tống thời gian cũng không dài, một lát sau, Tiêu Phàm cùng Hắc Lân liền tại một chỗ khác hiện thân mà ra. Nơi này như trước vẫn là một chỗ không lớn không gian, cách đó không xa rõ ràng là một tòa khác cỡ nhỏ truyền tống trận. Tại sao lại là truyền tống trận? Hắc Lân không khỏi trừng lớn tròn trịa mắt to, có chút không hiểu. Tiêu Phàm mỉm cười, cũng không nói nhiều, mang theo Hắc Lân trực tiếp bước vào kia cái truyền tống trận, lại từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra mặt thứ hai ngọc bài, cùng lúc trước kia mặt ngọc bài hoa văn đồ án, hoàn toàn khác biệt. Tiêu Phàm dập khuôn máy móc, nhỏ một giọt máu tươi tại trên ngọc bài. Không lâu sau đó, một trận không gian ba động quá khứ, Tiêu Phàm cùng Hắc Lân lại từ nơi này biến mất. Chương 1112, Dương Quan Ba Chồng. Khi Tiêu Phàm cùng Hắc Lân lại một lần tại khác một nơi xuất hiện thời điểm, Hắc Lân bốn phía quan sát một chút, xinh xắn trên mặt lộ ra mê hoặc thần sắc. Không có đường, nơi này đã đến cuối cùng. Tại cái không gian này, trừ bọn hắn vừa mới truyền đưa tới cái kia lẻ loi trơ trọi truyền tống trận, cái gì cũng không có. Bốn phía đều là trơn bóng vách động, nhưng gặp bọn họ hiện tại đang đứng ở không biết bao sâu lòng đất. Tiêu Phàm cười cười, đột nhiên hỏi, Hắc Lân, ngươi là trận pháp người trong nghề, ngươi có thể ở đây nhìn ra cái gì cổ quái a? Hi hi, ta cũng không phải cái gì người trong nghề, ta trận pháp đều là ở chỗ của ngươi học. Chấm ngoặc kép, Hắc Lân miệng bên trong nói như vậy, một đôi tròn căng trong mắt to lại lục mang lấp lánh, bốn phía liếc nhìn. Không cần tu luyện thiên nhãn thần thông, mắt mèo vốn là so mắt người linh mẫn được nhiều, Hắc Lân dạng này mang theo thánh linh huyết mạch dòng chính hậu duệ, linh mắt thần thông càng là siêu quần bạt tủy. Thế nhưng là một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, Hắc Lân liền mân mê miệng, có chút uể oải lắc đầu. Không có, chấm ngoặc kép, nàng xác thực không có ở đây tìm đến bất kỳ cổ quái. Cái này bốn phía, chỉ có dày đặc phách động, không có bất kỳ cái gì trận pháp bố trí. Thật sự đã không đường có thể đi. Chủ nhân, tiên tử tỷ tỷ có phải là gạt người? Hắc Lân mân mê đỏ chói miệng nhỏ, thở phì phò nói. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, gạt người ngược lại là không có, cổ quái ngay tại chúng ta dưới chân cái này trong truyền tống trận. A, khó nói chúng ta truyền tống sai rồi. Hắc Lân nghe vậy, lập tức cúi đầu quan sát dưới chân truyền tống trận đến, lập tức lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Không có gì cổ quái a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm mỉm cười nói, cái này truyền tống trận phi thường đặc biệt, đã là điểm cuối cùng lại là. Đã là điểm cuối cùng lại là. Ngươi nói là, đây là một cái song trọng truyền tống trận. Đúng vậy. Tiêu Phàm gật gật đầu, Hắc Lân ngoẹo đầu tán thán nói, đây thật là ra ngoài ý định, năm đó Thiên Diệu Cung tổ sư bà, nhưng thật thông minh. Ngay cả dạng này chủ ý đều có thể muốn lấy được. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, chậm rãi nói, Hắc Lân, đợi chút nữa khởi động cái này truyền tống trận thời điểm, người trước tránh một chút. Hắc Lân cực kỳ thông minh, lập tức liền biết, khởi động cái này truyền tống trận phong hiểm cực lớn. Không chịu được lo âu nói, chủ nhân, người không sao à? Không sao, ta có, càn khôn đỉnh, nơi tay. Hắc Lân liền gật đầu, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đầu mèo đen, mèo ô, một tiếng. Liền chui vào đến linh thú điểm bên trong, không thấy bóng dáng. Tiêu Phàm dưới chân bất đinh bất bát, hai mắt buông xuống, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm. Hạo nhiên chính khí phồng lên mà ra, từ khi tiến giai nguyên anh trung kỳ về sau, Tiêu Phàm tự giác pháp lực đại tăng. Hạo nhiên chính khí hùng hậu, xa không phải nguyên anh sơ kỳ lúc có thể so sánh. Riêng là dung hợp Âu Dương uy thể nội kia cường đại hạo nhiên chính khí, là đủ khiến công lực của hắn tăng gấp bội. Lại được đến Thiên Diệu tiên tử bản mệnh chân nguyên tương trợ, tiến giai trung kỳ, càng là đi trên một cái lớn bậc thang. Nhưng cỗ này hùng hậu hạo nhiên chính khí từ lòng bàn chân thẳng tới truyền tống trận, pháp trận lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiêu Phàm cũng tịnh không kinh ngạc, Thiên Diệu tiên tử cùng hắn lễ hợp cần về sau. Liền từng minh bạch nói cho hắn, lúc trước tổ sư bà cái này chuẩn bị ở sau, chính là vì vô cực môn trưởng giáo chân nhân lưu lại. Bất luận một vị nào vô cực môn trưởng giáo chân nhân, tu vi cũng không thể thấp hơn nguyên anh hậu kỳ. Vô cực môn trong lịch sử, chỉ ít còn xuất hiện qua mười mấy tên thậm chí 20 tên trở lên ngộ linh kỳ trưởng giáo chân nhân, hoặc là ngộ linh kỳ thái thượng trưởng lão. Có thể thay thế Thiên Diệu cung chủ tiến vào bí điện vị này vô cực truyền nhân, chẳng những phải có hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới. Còn nhất định phải là Thiên Diệu cung chủ song tu bạn lữ. Có thể thấy được năm đó Thiên Diệu cung tổ sư bà, tự cao tự đại, không phải vô cực môn trưởng giáo chân nhân, liền không có tư cách trở thành Thiên Diệu cung chủ song tu bạn lữ. Tiêu Phàm mặc dù kỳ tài ngút trời,
dưới mắt cũng chỉ là miễn cưỡng đặt chân nguyên anh trung kỳ cảnh giới, cách hậu kỳ cảnh giới còn kém thật xa, khởi động không được cái này truyền tống trận, chính hợp tình hợp lý. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, thân thể bỗng nhiên đằng không mà lên, đầu dưới chân trên, song trưởng giao thoa, hét lớn một tiếng. Dương quan ba chồng, ầm vang một trưởng đánh ra, lập tức cuồng phong gào thét, uy thế kinh người. Không đợi chiêu số dùng hết, Tiêu Phàm bỗng nhiên thu hồi tay phải, bàn tay trái ngay sau đó một trưởng đánh ra, lập tức tay phải lại là một trưởng đánh ra. Một hơi đánh ra ba trưởng, Tiêu Phàm cái trán lập tức thấy mồ hôi, thậm chí ngay cả sắc mặt đều tái nhợt mấy phân, trên mặt lưu chuyển kia cỗ bảo quang cũng ảm đạm phai mờ, đủ thấy cái này nhìn như đơn giản ba đòn, thực tế hao phí hắn quá nhiều chân nguyên pháp lực. Ba trưởng đánh ra, một trưởng so một trưởng kinh tật, tựa như sóng sau cao hơn sóng trước hải triều, tại tới gần truyền tống trận thời điểm, ba trưởng chi lực ầm vang hợp một, lập tức đất rung núi chuyển, không gian vặn vẹo, thậm chí ngay cả sơn động tựa hồ cũng nhẹ nhàng lay động, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cái này ba trưởng thực tế đã cạn kiệt Tiêu Phàm toàn lực, ngay cả bản mệnh chân nguyên đều vận dụng. Ba trưởng chi lực hợp một, đủ để cùng hậu kỳ đại tu sĩ một kích cùng so sánh. Ầm vang, một tiếng, nguyên bản không hề có động tĩnh gì truyền tống trận, rốt cục ầm ầm địa chấn vang lên, dần dần hiện ra từng tầng màu ngà sữa vầng sáng. Tiêu Phàm không có tùy tiện bước vào truyền tống trận, chỉ là lơ lửng tại trên truyền tống trận không, nhìn chằm chằm truyền tống trận, nhìn không chuyển mắt. Mở ra cái này song trọng truyền tống trận, tại sao phải nguyên anh hậu kỳ tu vi, Tiêu Phàm hiện tại đã biết. Nhưng mở ra truyền tống trận về sau, vì cái gì còn cần, càn khôn đỉnh coi như không được biết. Thiên Diệu tiên tử cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì, trước đó, nàng chưa hề được chứng kiến vô cực môn trưởng giáo chân nhân mở ra bí điện truyền tống trận là loại tình hình nào. Làm Thiên Diệu cung chủ, nàng ấn ký sớm đã lưu tại trong truyền tống trận, mỗi lần ra vào bí điện, đều 10 điểm thuận lợi, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Phàm là nàng cả đời này nam nhân đầu tiên, cũng là nam nhân duy nhất. Không có hậu kỳ tu vi, cưỡng ép mở ra truyền tống trận, đến cùng sẽ có hậu quả gì không, không người biết được. Từng tầng màu ngà sữa vầng sáng càng ngày càng là mãnh liệt, truyền tống trận chính giữa, hiện ra một vài tấc lớn nhỏ vết lõm. Tiêu Phàm tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến, cái kia vết lõm lớn nhỏ, cùng càn khôn đỉnh, kích thước giống nhau như đúc. Tiêu Phàm không chút do dự, ống tay áo lắc một cái, càn khôn đỉnh, bắn ra, ở giữa không trung quay tít một vòng, liền không chút do dự hướng phía dưới vọt tới, khó khăn lắm bay tiến vào vết lõm bên trong, kín kẽ. Càn khôn đỉnh, một khảm vào truyền tống trận lập tức phát ra ô ô vang lên thanh âm. Màu ngà sữa vầng sáng bắt đầu xoay tròn, tốc độ dần dần tăng tốc. Trong chốc lát, liền hình thành một cơn lốc cũng như, không gian chi lực đại tác, từng đợt hướng bốn phía dập dờn mà ra. Tại tu sĩ khác trong mắt, loại này không gian ba động cực kỳ khủng bố. Không cẩn thận đụng lên đi, chính là tai họa ngập đầu. Nhưng ở Tiêu Phàm xem ra, dạng này trình độ không gian ba động, đã 10 điểm bình thường, đối với hắn tạo thành không được mảy may tổn thương. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực tại nghiên cứu không gian chi lực, đạt được thiên nhai thành lực lão quái tâm đắc về sau. Đối không gian chi lực lĩnh ngộ lại cao hơn một tầng lầu. Trước đó, Tiêu Phàm đối không gian chi lực lĩnh ngộ chủ yếu còn tại ở như thế nào tránh đi không gian chi lực tổn thương, thiên nhai thành một trận đại chiến qua đi, đã bắt đầu bước vào đối không gian chi lực trưởng khống cùng thúc đẩy. Trước đó không lâu lấy huyễn trận vây khốn Tô Thiên Phong, nghịch chuyển hắn Hạo Dương Lôi Châu. Để hắn tự làm tự chịu, chính là đối không gian chi lực cụ thể thúc đẩy. Bất quá vẫn là muốn cùng huyễn trận kết hợp với nhau, mới có thể vận dụng tự nhiên. Mắt kiến không ở giữa vòng xoáy dần dần hình thành, Tiêu Phàm khẽ gật đầu. Thân thể chìm xuống, liền rơi vào đến không gian vòng xoáy bên trong. Lập tức liền thân bất do kỷ bị vòng xoáy xé rách. Hướng vô tận không gian chỗ sâu bay đi. Khá lắm Tiêu Phàm, lâm nguy không sợ, nâng tay khẽ vẫy, đem khảm nạm tại vết lõm bên trong, càn khôn đỉnh chiêu trở về. Lập tức liền thấy hoa mắt, cảnh sắc đại biến, từng tầng không gian vặn vẹo lên, đã hoàn toàn tiến vào không gian vòng xoáy. Cái này dĩ nhiên không phải truyền tống trận trạng thái bình thường. Nếu như là Thiên Diệu tiên tử ở đây, tự nhiên có thể thuận lợi khởi động truyền tống trận, nhưng Tiêu Phàm lấy, con rể, thân phận cưỡng ép mở ra truyền tống trận. Bày biện ra đến, chính là như vậy hung ác muôn dạng không gian vòng xoáy. Càn khôn đỉnh, phi tốc phồng lớn, đỉnh miệng phun ra từng vòng chữ màu đỏ hỗn độn đồ án, đem Tiêu Phàm toàn thân đều bao khỏa trong đó. Chỗ có không gian chi lực tại cái này chữ màu đỏ hỗn độn mưu toan trước, đều tự hành vặn vẹo, tránh ra, Tiêu Phàm bình yên vô sự,
tại không gian vòng xoáy bên trong ghé qua. Nhưng nếu không có Càn Khôn đỉnh hộ thân, chẳng những căn bản liền không cách nào mở ra cái này truyền tống trận, coi như may mắn mở ra về sau, cũng sẽ tại không gian vòng xoáy bên trong bị xé thành mảnh nhỏ. Ngay cả Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không thể ngoại lệ. Như là Tiêu Phàm sở liệu, đây là một cái khoảng cách ngắn truyền tống trận, truyền tống khoảng cách không xa, không bao lâu, không gian vòng xoáy liền dần dần yếu bớt. Sau một lát, Tiêu Phàm dưới chân vừa vững, đã đạp lên thực địa. Ánh nắng tươi sáng, từ truyền tống trận đi tới, đây là Tiêu Phàm cảm giác đầu tiên. Không phải nói, đây là Thiên Diệu Cung bí điện sao? Bí điện không phải là thâm nhập dưới đất, dưới ánh nến, thần bí khó lường chỗ A. Tại Tiêu Phàm trong tưởng tượng, Thiên Diệu Cung miến điện chính là cái dạng này. Liền hẳn là đi tiến vào Ai Cập Pharaoh lăng mộ cái loại cảm giác này. Tuyệt không phải là trước mắt loại này ánh nắng tươi sáng, xuân về hoa nở, thảo trường oanh phi, trang điểm lộng lẫy lãng mạn cảnh đẹp. Này làm sao có thể là bí điện? Nhưng Tiêu Phàm biết rất rõ, mình đã tới mục đích. Vừa mới một bước vào nơi đây, trong cơ thể hắn lập tức liền có một loại kỳ lạ cộng minh, là đến từ Thiên Diệu Tiên Tử kia một bộ phân bản mệnh chân nguyên cộng minh, cái không gian này một chút liền, nhận, ra. Huyễn thuật, Tiêu Phàm trong lòng lại hiện ra một cái nghi vấn. Thiên Diệu Cung tinh thông các loại, bàng môn tả đạo, huyễn thuật nhất là siêu quần bạt tùy. Tiêu Phàm tận mắt chứng kiến qua huyễn ảnh phân thân thần diệu. Nhưng đem thiên nhãn thần thông vận làm đến cực hạn, nhưng lại chưa ở đây nhìn đến bất kỳ huyễn trận bố trí. Ngược lại là cảm ứng được hết sức rõ ràng không gian ba động. Nơi này tựa hồ là nơi nào đó cỡ lớn vết nứt không gian, không biết lấy loại thủ pháp nào, đem chỗ này vết nứt không gian cố định xuống, cải biến thành một chỗ không gian riêng tư. Về phần kia ánh mặt trời chói mắt, thì bắt nguồn từ vết nứt không gian đỉnh khảm nạm một viên bảo châu, quang mang lóa mắt, cùng ánh nắng cho người cảm giác không khác nhau chút nào. Quả nhiên là đại thần thông, đại thủ bút, Tiêu Phàm từ đáy lòng cảm thán, ở trong lòng khen ngợi có thừa. Hắn càng là tinh thông không gian chi thuật, đối này thì càng kính nể, biết muốn làm đến việc này, độ khó thực tế không phải bình thường. Bất quá chỗ này vết nứt không gian cũng làm cho Tiêu Phàm mừng rỡ trong lòng, xem ra đã từng có người tại không gian chi thuật nghiên cứu bên trên đạt tới qua hắn khó có thể tưởng tượng thành tựu cực cao, chỉ cần hắn kiên trì bền bỉ nghiên cứu xuống dưới, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn tại không gian chi thuật bên trên tạo nghệ, cũng sẽ đạt tới một cái kinh người cao độ. Chương 1113, Vô Cực Long Tượng Công. Bóng đen lóe lên, Hắc Lân từ linh thú điểm bên trong chạy ra, xinh xắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thiếu dung. Chủ nhân, nơi này thật xinh đẹp. Chấm ngoặc kép, một lời chưa tất, nụ cười trên mặt liền là biến mất không thấy gì nữa, mày liễu nhào lên, tựa hồ rất không thoải mái. Chủ nhân, nơi này không gian áp lực để ta rất không thoải mái. Chấm ngoặc kép, chỉ nói nửa câu, bóng đen lại là lóe lên. Hắc Lân liền tránh về linh thú điểm. Tiêu Phàm không khỏi âm thầm cảm thán, lúc trước tạo dựng chỗ này không gian Thiên Diệu Cung tổ sư, thực tế là tính toán không bỏ sót, trừ lịch đại Thiên Diệu Cung chủ, tiếp vị chi sơ, liền đem khí tức ấn ký lưu tại nơi này, sẽ không nhận không gian chi lực áp chế, bất kỳ người nào khác đến nơi này, đều sẽ cảm thấy cực độ khó chịu. Bao quát hắn ở bên trong, nếu như không có Càn Khôn đỉnh, hộ thân, hắn cũng giống vậy khó mà ở đây đợi lâu. Đây mới thực là chỉ thuộc về Thiên Diệu Cung chủ một người bí điện. Chỗ này bí điện, trên thực tế là một cái lớn vườn hoa, cảnh trí ưu cực kỳ xinh đẹp. Bất quá Tiêu Phàm cũng nhìn ra được, những cái kia hoa hoa thảo thảo đều chỉ là phổ thông thực vật, cũng không phải là tu chân giới linh thảo linh dược, chỉ có thưởng thức giá trị. Chỗ này vết nứt không gian, cùng ngoại giới ngăn cách, linh khí có hạn, nếu như ở đây trồng linh thảo linh dược, rất nhanh liền sẽ đem nơi đây linh khí tiêu hao sạch sẽ, nơi này coi như thật thành một chỗ đất chết. Tiêu Phàm thậm chí hoài nghi, nơi đây sở dĩ cảnh xuân tươi đẹp, phong cảnh mỹ diệu, khả năng còn di thực một tòa mô hình nhỏ linh tuyền tới. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền nghiệm chứng chính mình suy đoán, bởi vì hắn tìm được chỗ kia linh tuyền. Ngay tại vườn hoa ở trung tâm, một cái tinh xảo pho tượng phía dưới, nước chảy róc rách. Ngẩng đầu nhìn đến pho tượng kia, Tiêu Phàm lấy làm kinh hãi. Pho tượng kia chân nhân chiều cao, điêu khắc phải sinh động như thật, áo đen váy đen. Tướng mạo vậy mà cùng Thiên Diệu Tiên Tử có 7-8 phần tương tự. Từ chỗ này không gian xa xưa trình độ đến xem, cái này hẳn không phải là nước Thanh Nhu pho tượng, mà là Thiên Diệu Cung khai phái tổ sư pho tượng, cách nay sợ không có gần 10.000 năm. 10.000 năm trước đó Thiên Diệu Cung tổ sư bà, cùng 10.000 năm về sau Thiên Diệu Cung chủ, vậy mà như thế nào rất giống, cũng có thể nói là dị số. Áo đen mỹ nữ pho tượng phía dưới, tiếng nước róc rách,
thanh tịnh dị thường, nhàn nhạt linh khí phiêu tán mà ra. Tiêu Phàm lập tức liền có thể kết luận, đây chính là cái ghép tới chỗ kia linh tuyền, kinh lịch 10.000 năm lâu, vẫn có thể tản mát ra nhàn nhạt linh khí, đủ thấy năm đó cái này linh tuyền tinh thuần. Đương nhiên, vườn hoa này bên trong không có trồng linh thảo linh dược, cũng không có người ở đây đả tọa tu luyện, linh khí tiêu hao cực ít, cũng là nguyên nhân chủ yếu. Chậm rãi đi đến pho tượng kia trước đó, Tiêu Phàm khóe miệng đi lên nhếch lên. Hiện lên mỉm cười, lúc trước Thiên Diệu Tiên Tử chỉ nói cho hắn tiến vào bí điện phương pháp, nhưng lại chưa nói cho hắn, cái kia đạo bảo mệnh ngọc phù, cất giữ tại bí điện bên trong nơi nào. Hiện tại Tiêu Phàm minh bạch, nguyên lai căn bản liền khỏi phải tìm kiếm, bảo mệnh phù liền cung phụng tại tổ sư pho tượng dưới chân. Rõ ràng như vậy địa phương, lấy Thiên Diệu Tiên Tử tiếc lời nói như vàng tập tính. Tự nhiên không cần lắm mồm, tại áo đen mỹ nữ pho tượng trước đó, có một cái hắc ngọc xây thành bái đài, pho tượng sen dưới bàn chân, trưng bày một cái nho nhỏ lư hương. Lư hương trước đó, thì có một cái gỗ trầm hương hộp, trong hộp gỗ, liền lặng lặng nằm kia phiến cổ phát ngọc phù, Tiêu Phàm một chút liền có thể nhìn ra được, mảnh này ngọc phù, cùng hắn đã từng thấy qua những cái kia thượng cổ ngọc phù, là cùng một thời đại sản phẩm, phía trên lấp lánh phù văn, Tiêu Phàm cực kỳ quen thuộc. Tiêu Phàm tại áo đen mỹ nữ pho tượng trước mặt chạm định, cúi người chào thật sâu, miệng bên trong âm thầm cầu nguyện, chốc lát, lúc này mới tiến lên, hai tay đem kia gỗ trầm hương trên nắp hộp, tính cả hộp gỗ cùng một chỗ, thu tiến vào chữ vật vòng tay bên trong. Lấy đi bảo mệnh phù về sau, Tiêu Phàm vẫn chưa lập tức rời đi, lại tại hoa trong viên tiếp tục bốn phía hành tẩu. Chỗ này không gian vườn hoa, nhìn qua cùng phổ thông vườn hoa không khác nhiều, cầu nhỏ nước chảy, đình đài thủy tạ, mọi thứ đều đủ. Tại khoảng cách pho tượng cách đó không xa trong một tòa lầu cát, trơn bóng như gương bát thiên trên bàn gỗ, Tiêu Phàm tìm được mấy cái phục trang đẹp đẽ bảo dương. Ống tay áo phất một cái, mở ra nó bên trong một cái bảo dương, lập tức linh khí mở mịt, đập vào mặt. Dù là Tiêu Phàm kiến thức rộng rãi, cũng có thể xưng thân ra hào phóng, thấy cái này bảo trong dương sự vật, cũng không khỏi phải hít vào một ngụm khí lạnh. Cao giai linh thạch, cái này tràn đầy một cái dương, đều là cao giai linh thạch. Tại ngoại giới cực kỳ hiếm thấy, một viên đều sẽ khiến gió tanh mưa máu cao giai linh thạch, ở đây, có tràn đầy một cái dương nhiều. Đơn cái này một cái bảo dương, chỉ sợ cũng giá trị hơn 100 triệu linh thạch. Mà đồng dạng bảo dương, nơi này hết thảy có 5 cái nhiều. Thiên Diệu Cung không hổ là trên 10.000 năm truyền thừa, vẻn vẹn 5 cái bảo dương, chính là mấy trăm triệu linh thạch thân gia. Khó trách Huệ Thiên Hào bọn người, đều trăm phương ngàn kế muốn bắt sống Thiên Diệu Tiên Tử. Vì chính là muốn mở ra cái này bí điện. Nếu thật là có thể đem Thiên Diệu Cung 10.000 năm tích xúc, càn quét mà đi, vậy sẽ là một bút địch quốc tài phú. So ra mà nói, Hạo Thiên Tông vì thế ban ra treo thưởng, thực tế liền không tính là gì. Huống chi, còn có Thiên Diệu Tiên Tử tùy thân mang theo bức kia có quan hệ thiên hương ngọc lộ địa đồ. Tiêu Phàm vẫn chưa ở đây ngừng ở lại bao lâu, cũng chưa từng lại mở ra cái khác bảo dương đến xem, phất một cái ống tay áo, khép lại cái này bảo dương. Liền là quay người rời đi, không có chút nào lưu luyến. Thiên Diệu Tiên Tử đã từng minh bạch nói qua, trừ Long Tượng chân nhân tự viết vốn, hắn không thể lại cử động bí trong điện những vật khác. Tiêu Phàm từ cũng sẽ không đi ham những này cao giai linh thạch. Luận đến thân gia chi giàu có, hắn hiện tại cũng có thể xưng hào phóng. Từ lầu các chuyển ra, chỉ chốc lát, Tiêu Phàm nhìn thấy một chỗ rừng trúc. Chỗ này rừng trúc tại một cái thủy tạ bên cạnh, đối mặt một đầu nhàn nhạt chảy xuôi dòng suối nhỏ. Suối nước bên cạnh quái thạch đá lởm chởm, phong cảnh thanh u, có một phong vị khác. Tiêu Phàm chậm rãi đi nước vào tạ, lập tức liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc, một loại thân thiết chi ý, tự nhiên sinh ra. Chỗ này thủy tạ bên trong, lưu lại vô cực truyền thừa khí tức. Thủy tạ chính giữa có một chương bệ đá, trên bệ đá trưng bày văn phòng tứ bảo, bút mực phiêu hương, Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Ở trung thổ giới thời điểm, Tiêu chân nhân là thư pháp đại gia. Chữ viết phải cực xinh đẹp, ngay cả thư pháp hiệp hội mấy vị tông sư cấp ngôi sao sáng, đều khen ngợi có thừa. Luyện chữ cùng đả tọa đồng dạng, có thể khiến lòng người cảnh bình thản, loại trừ táo bạo chi khí. Tiêu Phàm luyện công chi dư, đều sẽ nâng bút múa bút, luyện tập một trận thư pháp. Đi tới tòa ma giới về sau, liền rốt cuộc chưa từng thấy đến cái này cổ pháp văn phòng tứ bảo. Tu chân giới truyền thừa công pháp hình thức, sớm đã thoát ly giấy bút, trực tiếp từ thần thức truyền lại để hoàn thành. Không thể nghi ngờ đây là một loại cực bay vọt mạnh, tiếp nhận tri thức tốc độ nhanh chóng, xử lý lượng tin tức chi lớn, tuyệt không phải người bình thường phương thức có thể so sánh. Dạng này tri thức truyền bá phương thức, ở địa cầu thời điểm, ước chừng chỉ có máy tính có thể chịu được bằng được,
bây giờ lại tại cái này thủy tạ bên trong, nhìn thấy văn phòng tứ bảo, Tiêu Phàm tự nhiên rất cảm thấy thân thiết. Lúc này chậm rãi đi qua, chỉ thấy trên bàn đá, có một bản đóng sách tốt sách nhỏ. Phong trên mặt, viết tỏa ra ánh sáng lung linh năm chữ to vô cực long tượng công. Kim câu tranh sắt, nét chữ cứng cáp, đại khí bàng bạc, bể nghĩa tứ phương. Không thể nghi ngờ, đây chính là Thiên Diệu tiên tử đã từng hướng hắn nói qua, long tượng chân nhân tự viết vốn. Trước kia Tiêu Phàm vẫn cho là, cái này tự viết vốn chỉ là hình dung, long tượng chân nhân luyện thể chi thuật, cũng hẳn là tồn tại thẻ tre bên trong, ai ngờ vậy mà là chân chính tự viết vốn. Vô cực môn chỉ thủy xem rất nhiều dấu vốn, đại bộ phận phân đều là long tượng vốn. Cổ lão thiên tôn vốn cực kỳ thưa thớt, cơ hồ không có. Nhưng kia long tượng vốn cũng là hậu nhân sao chép lưu truyền, không phải long tượng tổ sư bút tích thực. Đây là Tiêu Phàm lần thứ nhất nhìn thấy long tượng tổ sư thân bút mặc bảo. Tại một cái tu chân thế giới, long tượng tổ sư thân là vô cực môn trưởng giáo chân nhân. Công tham gia tạo hóa, lại lấy cổ xưa nhất phương pháp. Lưu lại mình một tay khai sáng thần công, không biết đến cùng có gì thâm ý. Tiêu Phàm trong đầu, cơ hồ lập tức hiện ra, long tượng tổ sư tại cái này thủy tạ bên trong. Nâng bút múa bút, một mạch mà thành quyển bí kíp này tình hình, lúc ấy, long tượng tổ sư bên người, khẳng định có đẹp làm bạn, Thiên Diệu cung đời trước tổ sư, tất nhiên làm bạn ở bên, cầm sắt hòa minh, gì chờ rực rỡ lưu luyến. Khó trách long tượng tổ sư năm đó ngay cả vị trí trưởng giáo đều muốn nhường ngôi, cái này cuồn cuộn hồng trần ngập trời quyền thế, hùng tâm vạn trượng, lại nơi nào so ra mà vượt cùng mình người thương bị rực tề phi. Tiêu Phàm đi tới bàn đá trước đó, cung cung kính kính xá giải đến cùng, thi lễ liên tục, lúc này mới chậm rãi tiến lên, song tay cầm lên kia bản vô cực long tượng công nhẹ nhàng mở ra tờ thứ nhất. Bất quá trong chốc lát, Tiêu Phàm song mi liền có chút nhíu lên, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hai mắt một mực tiếp cận trang sách, cũng không tiếp tục di động mảy may. Như là Thiên Diệu tiên tử lời nói, đây là một phần, luyện thể thuật. Long tượng tổ sư tại cái này sổ bên trong, ký thuật một phần chủ yếu lấy vô cực môn tu luyện công pháp làm căn cơ luyện thể thuật. Tại vô cực long tượng công, bài tựa bên trong, Tiêu Phàm hiểu rõ đến, vô cực môn bản thân liền có luyện thể thuật. Không ít tu chân tông môn đều có luyện thể thuật truyền thừa, chỉ là tinh to đến đừng. Vô cực môn hạo nhiên chính khí bác đại tinh thâm. Nhất quán đem luyện khí coi là chính đồ, luyện thể chỉ là phụ trợ, cũng không bắt buộc các đệ tử tu luyện luyện thể thuật. Nhưng cái này lại cũng không có nghĩa là, vô cực môn luyện thể thuật liền 10 điểm thấp kém. Trên thực tế, vô cực luyện thể thuật tại chính nói trong tông môn có thể xưng tiếng tăm lừng lẫy, lại không ít vô cực đệ tử, ngay tại luyện thể thuật trên có cực cao thành tựu. Chỉ là vô cực môn hạo nhiên chính khí thực tế uy danh quá thịnh, vang danh thiên hạ, lúc này mới khiến vô cực luyện thể thuật u ám không sáng. Nhưng long tượng tổ sư bản nhân, chính là pháp thể song tu, luyện thể thuật tạo nghệ, đăng phong tạo cực, không thua kém một chút nào hắn tại hạo nhiên chính khí bên trên tạo nghệ. Quét ngang thiên hạ, trong mấy trăm năm, chưa gặp được địch thủ. Đây là long tượng tổ sư nơi tay sách vở bên trong thân bút ghi lại lời nói. Tiêu Phàm thấy cảm xúc bành trướng, khó tự kiềm chế. Tưởng tượng tổ sư năm đó, ra sao chờ hăng hái, uy phong hiển hách. Vô cực môn thiên hạ thứ nhất tông. Lại là gì chờ cường thịnh huy hoàng. Bất quá, long tượng tổ sư cũng nơi tay sách vở bên trong minh bạch không sai lầm khuyên bảo hậu thế đệ tử, pháp thể song tu con đường cực kỳ gian khổ, tiến giai chi nạn, xa tại bình thường pháp tu phía trên, đồng dạng tiến giai, phổ thông tu sĩ cần 30 năm thời gian, pháp thể song tu chỉ ít cần gấp đôi trở lên thời gian. Cần gấp nhất chính là, một khi đi đến pháp thể song tu con đường, liền rốt cuộc khó mà sửa đổi. Bởi vì long tượng thần công cùng hạo nhiên chính khí chặt chẽ tương liên, hỗ trợ lẫn nhau ở giữa, sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Tu luyện một đoạn thời gian luyện thể thuật về sau, nếu như trì trệ không tiến, khó mà tiến triển, như vậy ngay cả hạo nhiên chính khí tiến độ tu luyện đều sẽ bị liên lụy. Tự nhiên, pháp thể song tu cũng có chỗ tốt, đó chính là tiến giai thời điểm, đột phá bình cảnh tỷ lệ sẽ gia tăng nhiều, mà lại sức chiến đấu cực mạnh, cùng giai giữa các tu sĩ, cơ hồ khó gặp đối thủ. Long tượng tổ sư câu nói kia nói đến rõ ràng, cơ hồ chính là vô địch thiên hạ đại danh từ. Lấy long tượng tổ sư thân phận, tuyệt không có khả năng nói ngoa khi dễ. Thiên Diệu tiên tử cũng đã từng nói, năm đó Hạo Thiên Tông tiền bối tông chủ Âu Dương Hùng, liền thua ở long tượng tổ sư thủ hạ, đồng thời tự biết cả đời đều khó có thể vượt qua, như vậy chôn xuống cửu thị vô cực môn mầm tai họa. Cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời điểm, Tiêu Phàm rốt cục đọc xong vô cực long tượng công một trang cuối cùng. Chậm rãi khép lại sách vở, hai mắt khép hờ, dựa theo trong bí kíp ghi lại luyện thể thuật,
điều tức vận khí, công hạnh kinh mạch bách hải, vậy mà thông suốt, trong bất chi bất giác, Long Tượng Thần Công, đệ nhất trọng liền luyện xong rồi. Dựa theo bí kíp ghi chép, Long Tượng Công tu luyện đối tượng là vô cực môn Nguyên Anh trở lên tu sĩ, Nguyên Anh trở xuống tu sĩ, chỉ cần tu luyện vô cực môn cơ sở luyện thể thuật liền đầy đủ. Mà Nguyên Anh tu sĩ muốn tu luyện hoàn thành đệ nhất trọng, Long Tượng Thần Công, chí ít cũng cần 30 năm khổ tu chi công. Tiêu Phàm lại chỉ ở trong chốc lát liền tu luyện hoàn tất. Chỉ cảm thấy vô tận kinh lực, ở trong kinh mạch phiên dũng bôn đằng, không khỏi tinh thần đại chấn. Tiêu Phàm tinh tế tưởng tượng, cảm thấy đệ nhất trọng luyện thành chi như vậy thuận lợi, hẳn là bởi vì chính mình bản thân liền tu luyện qua cự linh tộc hai đại thiên phú thần thông, đồng thời đã đạt đến tại cảnh giới cực cao. Mặc dù vô cực long tượng công cùng yêu thú thiên phú luyện thể thuật có rõ ràng khác nhau, nhưng trên bản chất lại là tương thông. Tiêu Phàm nhục thân như thế cường hãn, sớm đã vượt qua đệ nhất trọng, Long Tượng Thần Công yêu cầu. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở phào một cái, đột nhiên cảm giác được hai tay ở giữa hơi khác thường, gấp vội cúi đầu nhìn lại, lại chỉ thấy vô cực Long Tượng Công tự viết vốn, đã vỡ thành từng mảnh, ngay tại theo gió bay múa. Lại nguyên lai vừa mới tu luyện đệ nhất trọng công pháp thời điểm, quá mức chuyên chú, lại chưa từng chú ý tới, hai tay ở giữa sớm đã lộ ra to lớn cự lực, đem cái này giấy chất tự viết vốn ép tới vỡ nát. Trong lòng giật mình, Tiêu Phàm vội vàng lắc một cái ống tay áo, muốn đem những mảnh vỡ này đều cất giấu, cùng trở ra gian ngoài, đi đến phàm tục thế giới, mời một tên bồi cao thủ, một lần nữa dán vách một lần, có lẽ có thể đem Long Tượng Tổ Sư tự viết bút tích thực lại lần nữa phục hồi như cũ. Ai ngờ giấc mộng này cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi, trong khoảnh khắc, mảnh vỡ liền hóa thành một chút điểm cho bụi, triệt để tiêu tán tại không trung. Vô cực Long Tượng Công tìm được chính tông nhất truyền nhân, tự nhiên có thể công thành lui thân. Tiêu Phàm chố mắt một lát, khom người xá dài tới đất, mặt mũi tràn đầy thành kính vẻ cảm kích. Bây giờ hắn đã trở thành vô cực Long Tượng Công, duy nhất dòng chính truyền nhân, nhất định phải đem thần công kia phát dương quang đại, không phụ tổ sư năm đó nỗi khổ tâm. Tại thủy tạ bên trong lại dừng lại chốc lát, Tiêu Phàm nhẹ nhàng rời đi, chuyển hướng địa phương khác. Vườn hoa này quy mô không lớn, nhưng mỗi một chỗ đình đài quán tạ bên trong, đều có thiên diệu cung lịch đại tổ sư bà lưu lại vật chân quý. Trong đó không thiếu phẩm tướng cực giai pháp bảo cùng cái khác chân quý bảo vật. Bí điện cất giữ chi dầu, thực tế khó có thể tưởng tượng. Ước chừng một canh giờ trôi qua, bạch y tung bay, Tiêu Phàm đứng tại trên truyền tống trận, hào quang màu nhũ bạch lấp lánh, sau một lát, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không biết qua bao nhiêu thời điểm, Tiêu Phàm thân ảnh xuất hiện tại thiên cơ các che đậy pháp trận bên ngoài. Mới vừa từ trong truyền tống trận vừa hiện thân, Tiêu Phàm lập tức phi thân lui lại, thanh mang lấp lánh. Phải rồng giáp nổi lên, đem toàn thân bao khỏa trong đó, lôi quang tháp ngân hồ lập lòe, ngăn tại trước người, vậy mà bày ra toàn bộ tinh thần đề phòng tư thế. Ngay trong nháy mắt này, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức khủng bố. Có thay đổi về thứ tự chương nhưng chuyện vẫn tiếp tục. Chương 1114, bói toán chi thuật. Một nói bóng người màu trắng, liền đứng tại cách đó không xa, như ẩn như hiện. Tóc trắng áo choàng, diễm như hoa đào. Thình lình chính là Hạo Thiên Tông đại trưởng lão Âu Dương Minh Nguyệt. Tiêu Phàm không muốn thấy nhất người. Âu Dương Minh Nguyệt lặng yên đứng tại mấy trượng bên ngoài, nhàn nhạt nhìn xem Tiêu Phàm, thân thể không nhúc nhích tí nào, chỉ có màu trắng tay áo nhẹ nhàng bay múa, không có chút nào tiến lên động thủ, lấy Tiêu Phàm tính mệnh dự định, thậm chí ngay cả ánh mắt bên trong, đều không nhìn thấy cửu hận gì vẻ oán độc. Tu vi đến Âu Dương Minh Nguyệt dạng này cảnh giới, coi như trong lòng có ý nghĩ gì, cũng sẽ không tại trên mặt biểu lộ ra. Đại trưởng lão những người nào? Tiêu Phàm bỗng nhiên hiểu được, vì cái gì lần này tiến vào Thiên Diệu Cung bí điện, vậy mà là thuận lợi như vậy. Nguyên lai đây hết thảy, đều tại Âu Dương Minh Nguyệt trong khống chế. Người đánh giá cao ta, ta không có thần kỳ như vậy. Âu Dương Minh Nguyệt đối Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng, tựa hồ nhất thanh nhị sở, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi cùng trời diệu lần này kế điệu hổ ly sơn, dùng rất tốt, xác thực đem bọn hắn đều lừa qua đi. Ta biết ngươi ở đây. Không phải là các ngươi không đủ cẩn thận. Có nhiều thứ, là chính ngươi đều không tưởng được. Kia đạo ấn ký, nghe đến đó, Tiêu Phàm lập tức vận khởi hạo nhiên chính khí, nháy mắt du tẩu toàn thân, Âu Dương Minh Nguyệt lưu ở trong cơ thể hắn kia đạo ấn ký, thật sự còn bị thiên diệu tiên tử bản mệnh chân nguyên một mực bao vây lấy, không có chút nào tiết ra ngoài. Âu Dương Minh Nguyệt lắc đầu, nói, không phải, mặc dù lấy tu vi của ngươi, tuyệt đối không có khả năng che đậy được ta lưu tại trong cơ thể ngươi kia đạo ấn ký. Nhưng ta cũng không nghĩ tới, trời diệu vậy mà lại được ăn cả ngã về không, tình nguyện vì ngươi phá thân, lấy nàng bản mệnh chân nguyên,
đến che đậy ấn ký của ta. Tiêu Phàm trên mặt hơi đỏ lên, xem ra vị này Hạo Thiên Tông đại trưởng lão đối Thiên Diệu Cung cùng Thiên Diệu Tiên Tử hiểu rõ, vượt xa khỏi ngoài dự liệu của hắn. Ngay cả Thiên Diệu Tiên Tử phá thân cùng hắn giao hợp. Vì hắn che đậy ấn ký đều một chút liền có thể nhìn ra được. Đây đúng là cái biện pháp tốt, chẳng những có thể che đậy ấn ký của ta, còn có thể giúp ngươi đột phá bình cảnh, nâng cao một bước. Trời Diệu thật hạ đủ tiền vốn, ngươi cũng coi như chiếm cái đại tiện nghi. Bất quá, cũng chính vì vậy, từ nay về sau, Thiên Diệu Cung cái này đại bao phục, ngươi coi như trên lưng, lại cũng đừng hòng vứt bỏ. Âu Dương Minh Nguyệt bình tĩnh nhìn xem hắn, không chậm không nhanh nói, êm tai nói, không có chút nào lệ khí cùng định ý. Phảng phất lão bằng hữu đang tán gẫu. Tiêu Phàm đã từ xấu hổ bên trong thoát khỏi ra, hai tay ôm quyền chắp tay, nói, đại trưởng lão quá khen, đối ta mà nói, Thiên Diệu Cung tuyệt không phải bao phục. Tiêu Mỗ bất tài, chỗ này dám như thế không biết tự lượng sức mình. Thiên Diệu Cung hiện đặt vào một vị nguyên anh hậu kỳ cung chủ tại, lúc nào đến phiên hắn Tiêu Phàm đến, bảo bọc, lại nơi nào có thể nói bao phục không bao phục. Muốn nói lời như vậy, ít nhất cũng phải chờ hắn cũng đặt chân hậu kỳ cảnh giới, trở thành uy chấn một phương đại tu sĩ lại nói. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ giơ lên cổ tay trắng, hướng phía trước bãi xuống, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy chữ vật vòng tay bên trong bay ra một đạo bạch quang, không khỏi giật nảy cả mình, bàn tay vừa nhấc, liền hướng về phía trước chụp tới. Tại cái này trăm bận bịu ở giữa, Thiên Nhãn Thần Thông đã thấy được rõ ràng, đây là một ngụm sáng như tuyết phi đao, dài không quá tấc hơn, tiểu xảo tinh xảo, đúng là hắn diệt sát Âu Dương Uy về sau, từ Âu Dương Uy chữ vật vòng tay ở bên trong lấy được bảo vật. Âu Dương Uy thân là Hạo Thiên Tông tông chủ cháu ruột, nội đường hạch tâm trưởng lão, trên thân bảo vật nhiều, xa không phải phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ có thể so sánh, Tiêu Phàm diệt sát hắn, thật sự phát một phen phát tài, các dạng bảo vật nhiều vô số kể. Tương đối mà nói, cái này khẩu phi đao cũng không đáng chú ý, Tiêu Phàm lúc ấy không có cẩn thận nghiên cứu, liền thu tại chữ vật vòng tay bên trong. Kỳ quái là, tại Trọng Thiên Cung, vô luận là Âu Dương Minh Nguyệt hay là lớn chấp pháp hoặc là cựu trưởng lão. Đều không người hướng hắn đưa ra, muốn hắn trả lại Âu Dương Uy di vật. Tiêu Phàm lúc ấy cho rằng, là những đại nhân vật này không có ý tứ mở miệng. Hẹp hòi đi rồi, người cũng đã bị giết, lại làm lấy Thanh Bình đạo trưởng mấy vị Thái Thượng Tông đại tu sĩ trước mặt, hướng Tiêu Phàm đòi hỏi Âu Dương Uy di vật, tất nhiên sẽ dẫn tới Thái Thượng Tông đám gia hỏa âm thầm cười nhạo không thôi. Mặt như vậy mặt, ba vị Hạo Thiên Tông đại tu sĩ nhưng gánh không nổi. Tiêu Phàm mình, càng sẽ không chủ động đưa ra muốn. Phật quy nguyên chủ, vậy đơn giản chính là, ba ba, đánh mặt, làm không tốt liền sẽ triệt để chọc giận Âu Dương Minh Nguyệt bọn người, chuyện ngu xuẩn như vậy, tuyệt đối không thể làm. Lại không nghĩ tới, hành tung của hắn, lại bị cái này khẩu phi đao tiết lộ. Xem xét thanh là cái này ngọn phi đao, Tiêu Phàm lập tức đem tay thu hồi lại. Không hề nghi ngờ, cái này ngọn phi đao bên trong tồn tại lấy một chút hắn chưa từng phát giác bí mật, hay là không nên tùy tiện cướp đoạt tốt. Phi đao nháy mắt liền tới Âu Dương Minh Nguyệt trước mặt, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ khẽ vẫy một cái tay, cái này khẩu phi đao ngay tại trước mắt của nàng ngừng lại, lơ lửng tại giữa không trung, không ngừng chìm nổi, Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt, rơi đang phi đao phía trên, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ đau thương. Mặc dù người tu chân bởi vì thọ nguyên càng dài, nhìn quen quá nhiều sinh ly tử biệt, tình cảm không bằng người phàm tục như vậy nóng bỏng, nhưng bất kể nói thế nào, Âu Dương Uy là hắn cháu ruột, nàng đã từng đối nó ký thác kỳ vọng. Âu Dương Minh Nguyệt không xuất thủ, Tiêu Phàm từ cũng không sẽ chủ động xuất kích, tránh khỏi không cẩn thận, liền triệt để chọc giận người này, chỉ là một mực ngưng thần đề phòng, vạn nhất vị này đại trưởng lão đột nhiên gây khó khăn, mình mặc dù không phải nó địch thủ, lại cũng không thể khoanh tay chịu chết. Chốc lát, Âu Dương Minh Nguyệt đưa tay đem phi đao thu vào, mí mắt vừa nhấc, nhìn về phía Tiêu Phàm, từ tốn nói, người biết ta vì sao lại để Âu Dương Uy tu luyện các ngươi vô cực môn hạo nhiên chính khí a? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, cẩn thận đáp, đại trưởng lão là muốn dung hợp hai nhà sở trường, mới sáng tạo một môn tuyệt kỹ. Không phải, Âu Dương Minh Nguyệt quả quyết lắc đầu. Vô luận là chúng ta Hạo Thiên Tông Hạo Dương quyết hay là các ngươi vô cực môn hạo nhiên chính khí, đều là truyền thừa mấy chục ngàn năm, thiên truy bách luyện tuyệt thế thần công, đừng bảo là dung hội quán thông, lại sáng tạo một môn công pháp mới, coi như muốn cải biến mỗi chữ mỗi câu cũng khó như lên trời. Ta để hắn tu luyện hạo nhiên chính khí. Là bởi vì muốn để hắn tu tập các ngươi vô cực môn tướng mệnh xem bói chi học. Tiêu Phàm song mi bỗng nhiên dương lên. Dạng này đáp án, thực tế đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tu cho chúng ta vô cực môn tướng mệnh xem bói chi học. Không sai, ngươi tại vắng vẻ chi địa tu luyện,
có lẽ đối vô cực môn năm đó tình hình biết được phải cũng không nhiều. Ngàn năm trước kia, các ngươi vô cực môn là Nam Châu đại lục hưng thịnh nhất tông môn, so với chúng ta Hạo Thiên Tông còn muốn càng thêm cường đại. Vô cực môn tướng mệnh thuật bói toán, cũng phi thường nổi danh. Ta cẩn thận nghiên cứu qua, muốn đem vô cực truyền thừa xem bói tướng mệnh chi thuật tu tập đến rất cao minh trình độ, nhất định phải tu luyện vô cực môn hạo nhiên chính khí. Giống như vô cực môn hết thảy cao thâm kỹ xảo, đều là lấy hạo nhiên chính khí làm căn cơ. Không có cao minh hạo nhiên chính khí, tướng mệnh thuật bói toán cũng tuyệt đối khó mà tinh thông. Âu Dương Minh Nguyệt chậm chậm nói, ngữ khí bình tĩnh như trước, tựa hồ đang đàm luận một kiện cùng nàng hoàn toàn không liên quan sự tình. Tiêu Phàm lại là cảnh giác lại là không hiểu, rất cẩn thận nói, đại trưởng lão, xin thứ cho tại hạ ngu dốt. Tại hạ nghe nói, đại trưởng lão thuật bói toán, vang danh thiên hạ. Bất kỳ môn phái nào truyền thừa thuật bói toán, đều nhất là đặc biệt đặc điểm, nhưng cũng có mức cực hạn. Không có cái nào truyền thừa là có thể bao la muôn vàn, diễn toán hết thảy. Ngươi chính mình là bói toán đại sư, điểm này, chắc hẳn ngươi cũng nhất định minh bạch đi. Tiêu Phàm kìm lòng không đặng nhẹ gật đầu. Điểm này, Âu Dương Minh Nguyệt xác thực không có nói sai. Cứ việc vô cực chín tướng thiên bác đại tinh thâm, diệu dụng vô tận, Tiêu Phàm cũng đem thiên nhân tướng, đệ tứ trọng nghiên cứu phải 10 điểm thấu triệt, xem bói chi tinh, xa không phải lúc trước có thể so sánh. Nhưng dù sao cũng không ít hạn chế, tuyệt không phải nghĩ xem bói cái gì liền có thể bốc đến kết quả gì. Cho nên gặp được chuyện trọng đại, thường thường cần mấy cái bói toán đại sư đồng thời xuất thủ, tổng hợp cùng một chỗ, cuối cùng được ra kết quả mới nhất tinh chuẩn. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Phàm bỗng nhiên hiểu được, nhìn về phía Âu Dương Minh Nguyệt, nói, đại trưởng lão có đại sự không quyết. Thiên Diệu Tiên Tử đã từng nói, Âu Dương Minh Nguyệt tinh thông nhất xem bói thuật tính toán, danh xưng, thuật tính như thần, bây giờ ngay cả dạng này đại tông sư đều không nắm chắc được, cần lại bồi dưỡng một tên thân tín chất nhi ra, nghiên tập vô cực môn tướng mệnh thuật bói toán, bởi vậy có thể thấy được, nàng muốn suy diễn xem bói, không biết là đại sự cỡ nào. Âu Dương Minh Nguyệt khẽ vuốt cằm. Bỗng nhiên chuyển đổi chủ đề, nhàn nhạt hỏi, Thiên Diệu Cung bí điện, ngươi đã đi vào qua, trời diệu tưởng muốn tấm kia bảo mệnh phù, chắc hẳn đã trong tay ngươi đi. Tiêu Phàm giật mình, do dự một chút mới đáp, đại trưởng lão mắt sáng như đuốc. Ngay cả Thiên Diệu Cung bảo mệnh phù, Âu Dương Minh Nguyệt cũng biết được phải rõ ràng như vậy, không hổ là Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, quả thật không hề tầm thường. Nói như vậy, Thiên Diệu tiên tử quả nhiên thân chịu trọng thương, cần cái này bảo mệnh phù đến cứu mạng. Đúng vậy. Tiêu Phàm thản nhiên thừa nhận, đã Âu Dương Minh Nguyệt đã ở đây ngăn chặn hắn, đối với hắn và Thiên Diệu tiên tử tình hình, trên cơ bản có thể nói rõ như lòng bàn tay. Tại chuyện như vậy cấp trên nói láo, không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ làm Âu Dương Minh Nguyệt khinh thường. Đã dạng này, chúng ta có thể đàm luận điều kiện. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nói, đại trưởng lão thỉnh giảng, đối đây, Tiêu Phàm cũng không có quá cảm thấy ngoài ý muốn. Âu Dương Minh Nguyệt ở đây chờ hắn xuất hiện, có thể khẳng định. Không phải vì lấy tính mạng của hắn mà đến, nếu không căn bản không cần cùng hắn nói nhảm, tại hắn mới vừa từ truyền tống trận hiện thân thời điểm, chính là tốt nhất cơ hội ra tay, giơ tay ở giữa liền đem hắn diệt sát đi. Đến Vu đại nhân vật mặt mũi cùng thận trọng, mảy may cũng không tại Âu Dương Minh Nguyệt cân nhắc phạm vi bên trong. Không người trông thấy, cứ việc Tiêu Phàm đã tiến giai Nguyên Anh trung kỳ, đối mặt phổ thông Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, có lẽ còn có lực đánh một trận, nếu không được cũng có thể nghĩ cách bỏ chạy. Nhưng ở Âu Dương Minh Nguyệt trước mặt, Tiêu Phàm là thật không có bao nhiêu lực lượng. Hắn cảnh giới càng cao, ngược lại càng cảm giác được Âu Dương Minh Nguyệt đáng sợ, ở xa hậu kỳ đại tu sĩ phía trên. Âu Dương Minh Nguyệt có điều kiện muốn cùng hắn đàm, ngược lại hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, không biết có chuyện gì là Âu Dương Minh Nguyệt đều giải quyết không được, lại cần cùng hắn đến bàn điều kiện. Âu Dương Minh Nguyệt đang muốn mở miệng, chợt ngậm miệng lại, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Lạnh nhạt nói, thủy đạo bạn đã đến, gì không hiện thân nói chuyện. Nơi cửa ra vào bóng đen lóe lên, Thiên Diệu tiên tử hiện thân mà ra. Chương 1115, đại trưởng lão điều kiện. Lúc này Thiên Diệu tiên tử, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khí tức bất ổn, miễn cưỡng duy trì tại hậu kỳ đại tu sĩ tiêu chuẩn. Nương tựa theo thể bên trong ẩn chứa Thiên Diệu tiên tử bản mệnh chân nguyên phản ứng tự nhiên, Tiêu Phàm vừa mới cảm nhận được khí tức của nàng, Âu Dương Minh Nguyệt liền phát giác được. Quả thật không phải tầm thường. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn Thiên Diệu tiên tử một chút, chậm rãi nói, xem ra thủy đạo bản thụ thương chi trọng, còn tại dữ liệu của ta phía trên. Lấy người bản mệnh chân nguyên, cưỡng ép tăng lên tiêu đạo hữu cảnh giới, xác thực rất không dễ dàng. Thiên Diệu tiên tử lãnh đạm nói, đồng đều trưởng lão,
Huệ Thiên Hào bọn hắn cũng không phải đèn đã cạn dầu. Bị hai tên cùng giai đại tu sĩ truy sát, còn có thể vứt bỏ bọn hắn một cái người vô thanh vô tức chạy tới nơi này, Thiên Diệu tiên tử mảy may cũng không lấy mình khí tức bất ổn lấy làm hổ thẹn. Nhưng ở đây nhìn thấy Âu Dương Minh Nguyệt, Thiên Diệu tiên tử quả nhiên là không tưởng được, chỉ bất quá Tiêu Phàm bị nàng ngăn chặn, Thiên Diệu tiên tử lại không tình nguyện cũng được đối mặt vị này thâm bất khả trắc Hạo Thiên Tông đại trưởng lão. Tiêu Phàm bỗng nhiên nói, đại trưởng lão, có điều kiện gì cứ việc nói ra, chỉ cần tại hạ có thể làm được, nhất định sẽ không để cho đại trưởng lão thất vọng. Lại là không nói tới một chữ Thiên Diệu tiên tử, nhưng Tiêu Phàm thần thái đã rõ ràng hiện ra, hắn không nguyện ý liên lụy đến Thiên Diệu tiên tử, tình nguyện một mình đối mặt Âu Dương Minh Nguyệt. Mặc dù Thiên Diệu tiên tử chính miệng nói qua, cùng hắn giao cấu là vì mình, thế nhưng là đã có tiếp xúc da thịt, vợ chồng chi thực, Tiêu Phàm tự nhiên mà vậy sẽ đứng ra, dốc hết toàn lực đi bảo hộ Thiên Diệu tiên tử. Đừng bảo là Thiên Diệu tiên tử cảnh giới đã rơi xuống đến nhìn xem tiến giai đại tu sĩ thời điểm tu vi, coi như tại thời kỳ toàn thịnh, lại thêm Tiêu Phàm từ bên cạnh giúp đỡ, lấy hai đối một, cũng không có nắm chắc có thể từ Âu Dương Minh Nguyệt lòng bàn tay thoát thân. Dưới mắt càng là trong lòng không chắc, Âu Dương Minh Nguyệt chỉ cần cuốn lấy bọn hắn một đoạn thời gian, cùng đồng đều trưởng lão Huệ Thiên Hào bọn người gấp trở về. Hai người bọn họ liền thật mọc cánh khó thoát. Âu Dương Minh Nguyệt khóe miệng hiện lên một tia cực kỳ nhạt tiếu dung, nói Tiêu đạo hữu, mạng ngươi tướng cực quý, nhưng cũng có số đào hoa. Từ xưa đến nay, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Câu nói này, Tiêu đạo hữu chắc hẳn nghe nói qua chứ. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, Từ Tốn nói, tại hạ tướng mệnh, nhà mình ngược lại cũng biết chút, đa tạ đại trưởng lão nhắc nhở. Âu Dương Minh Nguyệt hơi một gật đầu, một màn kia cực kỳ nhạt tiếu dung trong chớp nhoáng biến mất không thấy gì nữa. Bình tĩnh nói, đã thủy đạo bản cũng đến, vậy liền không còn gì tốt hơn. Tiêu đạo hữu, ngươi giết cháu của ta. Đây là huyết cừu, vốn không có thể giải. Bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, liền nhìn các ngươi có thể hay không nắm chắc. Chúng ta, đại trưởng lão chỗ sách điều kiện, cùng hai chúng ta đều tương quan. Tiêu Phàm song mi thoảng qua giơ lên, nói. Đối Âu Dương Minh Nguyệt, huyết cừu chi ngôn, nhẹ nhàng mang qua, cái này gốc dạ không thể nói thêm. Huyết cừu là vĩnh viễn không thể giải. Sách phải càng nhiều, Âu Dương Minh Nguyệt trong lòng càng là không thoải mái, biến số cũng càng nhiều. Kia là tự nhiên, thủy đạo bản, có quan hệ thiên hương ngọc lộ kia bức bản đồ, còn mang trên người ngươi a. Ừm, chấm ngoặc kép, Thiên Diệu tiên tử chỉ hơi gật đầu, nửa chữ cũng không nhiều nói. Nghĩ đến, có thể chân chính đả động Âu Dương Minh Nguyệt, cũng chỉ có thiên hương ngọc lộ dạng này nghịch thiên bảo vật. Mặc kệ Âu Dương Minh Nguyệt hiện tại biểu hiện cường đại cỡ nào, chỉ cần nàng không có đặt chân Ngộ Linh Kỳ. Thọ Nguyên chính là nàng địch nhân lớn nhất, danh xưng nhiều tuổi nhất Nguyên Anh tu sĩ, Thiên Tuế, đã là nàng kiêu ngạo, cũng là nàng ác mộng. Đối Âu Dương Minh Nguyệt đến nói, công lực thâm hậu đã không phải là vấn đề, dù coi như đem toàn bộ Nam Châu Đại Lục Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ đều tính toán ở bên trong, Âu Dương Minh Nguyệt chỉ sợ cũng là số một số hai, trở ngại nàng đặt chân Ngộ Linh Kỳ duy nhất chướng ngại, chính là trong cõi U Minh Thiên Ý. Một khi đạt được có thể không nhìn bất luận cái gì bình cảnh thiên hương ngọc lộ, Âu Dương Minh Nguyệt liền có thể lập tức tiến giai. Ngộ Linh Kỳ tu sĩ, trên lý luận thọ nguyên đã vô cùng vô tận. Đặt chân Ngộ Linh sơ kỳ về sau, coi như cuối cùng cả đời lại cũng khó có thể tiến giai nửa bước, cuối cùng vẫn lạc tại Ngộ Linh Kỳ lớn thiên kiếp dưới, cái kia cũng chỉ ít có hai đã ngoài ngàn năm thọ nguyên, tương đối Nguyên Anh hậu kỳ mà nói, trọn vẹn lật một phen. Vậy thì tốt, ta cho hai vị 10 năm thời gian. 10 năm về sau, thủy đạo bản nhất định phải đem kia bức bản đồ giao cho ta, đồng thời hai vị đạo hữu muốn cùng ta cùng một chỗ, đi tìm thiên hương ngọc lộ. Âu Dương Minh Nguyệt lập tức nói, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Thiên Diệu tiên tử cùng Tiêu Phàm liếc nhau, đối Âu Dương Minh Nguyệt điều kiện này, hai người đều không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn, bất quá Thiên Diệu tiên tử lập tức nói, kia bức bản đồ, ta có thể giao cho ngươi, nhưng chúng ta không cùng đi với ngươi tầm bảo. Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, thủy đạo bản. Chỉ sợ ngươi không có lựa chọn nào khác. Câu nói này nói đến cực kỳ tự tin, không có chút nào lượn vòng chỗ trống, tựa hồ nàng lời nói ra, chính là thiết luật. Tiêu Phàm lập tức nói, đại trưởng lão, ta có thể cùng đi với ngươi tầm bảo. Không dối gạt đại trưởng lão nói, thuật bói toán, tại hạ xác thực hiểu được một chút. 10 năm thời gian, không nhiều đủ. Chấm ngoặc kép, cái này sau một câu, nói đến mập mờ, nhưng ý tứ ai đều hiểu ngươi muốn ta ngươi cùng một chỗ tầm bảo. Bất quá là muốn mượn nàng ta thuật bói toán, Thiên Diệu cung lại không lấy thuật bói toán tăng trưởng, nàng có thể không đi tầm bảo. 10 năm thời gian, cố nhiên có thể để Thiên Diệu tiên tử khỏi hẳn thương thế,
lại quả quyết khó khôi phục ngày xưa tu vi. Lấy bản mệnh chân nguyên cưỡng ép trợ giúp Tiêu Phàm tăng lên cảnh giới, Thiên Diệu Tiên Tử tự thân tổn thất, thực tế không tiểu. Lấy Thiên Diệu Tiên Tử cùng Huệ Thiên Hào đám người ân oán, đến lúc đó mọi người cùng nhau tầm bảo, chỉ sợ thời thời khắc khắc đều muốn phòng bị có người ngầm thi đánh lén. Âu Dương Minh Nguyệt bình tĩnh nói, Thiên Diệu Cung rất nhiều kỹ xảo đều là độc nhất vô nhị, nhất định có thể có tác dụng lớn. Chuyện khác, các ngươi cũng không cần lo lắng, có ta ở đây, sẽ không có người phức tạp. Khi tìm thấy Thiên Hương Ngọc Lộ trước đó, tất cả mọi người muốn đoàn kết nhất trí, không thể náo nội chiến. Nếu không chính là cùng Âu Dương Minh Nguyệt đối nghịch, điểm này, Âu Dương Minh Nguyệt tuyệt đối có thể cam đoan, nhưng tìm được Thiên Hương Ngọc Lộ về sau, hoặc là nửa đường phát sinh cái gì không thể khống ngoài ý muốn, sẽ xảy ra chuyện gì, kia sẽ rất khó nói. Tiêu Phàm còn muốn nói nữa, Thiên Diệu Tiên Tử đã nối liền miệng, lãnh đạm nói, ta đi. Ngữ khí lại là chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Tiêu Phàm nhìn nàng một cái, khẽ lắc đầu. Hắn đương nhiên minh bạch Thiên Diệu Tiên Tử suy nghĩ trong lòng, đây là không yên lòng một mình hắn cùng Hổ Lang đồng hành. Đừng nhìn Thiên Diệu Tiên Tử miệng thảo luận phải lãnh đạm, bất quá là một lần giao dịch, ở sâu trong nội tâm, sao có thể thật là ý tưởng như vậy. Vô luận nữ nhân nào, mặc kệ cỡ nào khó lường, đối với mình nam nhân đầu tiên, luôn là có 10 điểm đặc biệt tình cảm. Huống chi, lấy Thiên Diệu Tiên Tử tính cách mà nói, Tiêu Phàm rất có thể cũng là nàng sinh mệnh nam nhân duy nhất. Rất tốt, các ngươi có thể đi, Âu Dương Minh Nguyệt lập tức nói. Đúng là một lời mà quyết, không chút nào dây dưa dài dòng. Cũng không có hướng bọn hắn yêu cầu bất luận cái gì hứa hẹn, càng không có muốn trên người bọn hắn lưu lại cái gì truy tung ấn ký. Cái này không chỉ là đối Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử nhân phẩm tán thành, càng là đối với mình cực độ tự tin. Đã các ngươi đáp ứng ta, vậy ta liền tuyệt không sợ các ngươi đổi ý. 10 năm về sau, các ngươi nếu là không đúng hạn lộ diện, ta tuyệt đối có nắm chắc để các ngươi tự động xuất hiện. Dù sao vô luận Tiêu Phàm hay là Thiên Diệu Tiên Tử, đều không phải hào không có căn cơ phiêu bạt người. Lấy Âu Dương Minh Nguyệt chi năng, Thiên Diệu Tiên Tử cùng Tiêu Phàm nếu là dám hủy nặc, toàn bộ Bách Hùng Bang cùng Thiên Diệu Cung tàn dư đệ tử, đều tính mệnh đáng lo. Chỉ điểm này, liền một mực chế trụ Tiêu Phàm mệnh môn, về phần đến lúc đó như thế nào liên hệ, như thế nào hành động, lại là khỏi phải thương nghị, tại đường đường Hạo Thiên Tông đại trưởng lão trong mắt, những này bất quá là chỉ là việc nhỏ thôi. Tiêu Phàm thân thể nhoáng một cái, liền đến Thiên Diệu Tiên Tử trước mặt, hai người đứng sóng vai, mắt nhìn Âu Dương Minh Nguyệt, chậm rãi nói, đã như vậy. Liền mời đại trưởng lão truyền lệnh xuống, không muốn lại làm khó Thiên Diệu Cung đệ tử. Âu Dương Minh Nguyệt nói, người lúc trước đã vì bọn họ chuẩn bị tốt đường lui. Vậy liền rất tốt, không có Hạo Thiên Tông chỗ dựa, Thiên Diệu Cung nghĩ muốn tiếp tục tại Khanh Vân Châu đặt chân, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Nói đến, trong đó còn kèm theo một cái Hạo Thiên Tông mặt mũi vấn đề. Như là đã vạch mặt, Thiên Diệu Cung tiếp tục tại Khanh Vân Châu diễu võ dương oai, Huệ Thiên Hào bọn người trên mặt, cần không dễ nhìn. Âu Dương Minh Nguyệt thân là Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, đại tề nước vô số tu chân đồng đạo lãnh tụ, tổng cũng phải vì những này Hạo Thiên Tông bảng chi tông môn nhiều lo lắng nhiều. Thủy đạo bạn chỉ sợ cũng không tình nguyện lắm lại tại Thiên Diệu Cung tiếp tục chờ đợi a. Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt, tại Thiên Diệu Tiên Tử trên mặt khẽ quét mà qua. Sau đó cái này 10 năm thời gian, Thiên Diệu Tiên Tử muốn hết sức khôi phục tu vi của mình cảnh giới, tuyệt đối không có thời gian đi lý những cái kia ngoại giới tục vụ. 10 năm về sau tầm bảo hành động lúc bắt đầu, Thiên Diệu Tiên Tử tu vi TSPT phân, nàng cùng Tiêu Phàm cuối cùng bảo mệnh cơ hội liền nhiều hơn một phân. Khoảng thời gian này, nếu như nàng ở tại Thiên Diệu Cung, đem không thể tránh né phải vì Thiên Diệu Cung tục vụ phân tâm. Tốt, ta dẫn các nàng đi. Thiên Diệu Tiên Tử cũng là vô cùng có quyết đoán người, không có cái gì do dự, liền là nói. Âu Dương Minh Nguyệt khẽ vuốt cằm, ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên mặt, lạnh nhạt nói, Tiêu đạo hữu, ta biết ngươi chân thực nhiệt tình, lấy giúp người làm niềm vui. Các ngươi vô cực môn cao nhân tiền bối, đều có thói quen này. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi, nếu như 10 năm về sau, ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không thể đúng hạn phó ước, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngươi đã hứa hẹn ta, vậy cái này trong 10 năm ngươi liền phải sống cho tốt, 10 triệu chớ xen vào việc của người khác, chia ra sự tình. Nếu không, ta sẽ rất tức giận, thân nhân của ngươi bằng hữu liền rất phiền phức. Đại trưởng lão yên tâm, tại hạ hiểu được, Tiêu Phàm cũng không tức giận, bình tĩnh đáp, được, Âu Dương Minh Nguyệt hơi gật đầu, không nói thêm lời nào. Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử dưới chân đồn quang cùng một chỗ, liền là hướng ngoại mà đi. Âu Dương Minh Nguyệt mắt nhìn bóng lưng của bọn hắn,
sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt càng thêm không có chút rung động nào, phảng phất đây hết thảy, đã sớm tại dự liệu của nàng bên trong. Đúng lúc này, mấy đạo nhân ảnh bay vụt mà tới, đi đầu hai người, chính là Đồng Đều trưởng lão cùng Huệ Thiên Hào hai vị hậu kỳ đại tu sĩ, từng cái mặt mũi tràn đầy tức giận chi ý, không chút khách khí ngăn lại Thiêu Phàm cùng Thiên Diệu tiên tử đường đi. Huệ Thiên Hào cười lạnh nói, hai vị tốt tuấn kế điệu hổ ly sơn. Thiêu Phàm cùng Thiên Diệu tiên tử liền là dừng chân lại, nhàn nhạt nhìn xem hắn, không nói một lời. Để bọn hắn đi, Âu Dương Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Đại trưởng lão, Huệ Thiên Hào bọn người giật nảy cả mình, lúc này mới phát hiện, Âu Dương Minh Nguyệt cũng tại. Đại trưởng lão, thả hổ về rừng, cuối cùng thành họa lớn a. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt thoảng qua trầm xuống, lại không mở miệng. Thiêu Phàm cùng Thiên Diệu tiên tử phiêu nhiên hướng về phía trước, mắt cũng không nhìn thẳng hắn một chút. Huệ Thiên Hào quay hàm chống lại chống, liếc mắt liếc cách đó không xa Âu Dương Minh Nguyệt, nhìn ra được, Huệ môn chủ ngay tại cưỡng ép kiềm chế cơn giận của mình, cuối cùng vẫn là không dám ra tay ngăn cản, trơ mắt nhìn Thiêu Phàm cùng Thiên Diệu tiên tử đi xa, trong mắt như muốn phun ra lửa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1115.